Long Vương Điện thứ 6 điện, bên trái chính điện vách tường. Ngư Kiều Kiều lâm vào trầm tư. Bạch Long tỉ tỉ, nhớ kỹ liền gõ 30 lần, đừng nhiều gõ, cũng đừng ít gõ. Nếu như phạm sai lầm, cách sau 10 phút gõ lại một lần. Cái kia, tiền bối. Ngư Kiều Kiều ngại ngùng nói, kỳ thật, Long Vương Điện thứ 6 điện, 200 năm trước bởi vì một trận ngoài ý muốn, đã sụp đổ. Bạch Long tỉ tỉ. Linh Điệp Thánh Quân. Bạch Long tỉ tỉ, vì sao lại sụp đổ? Chắc chắn sẽ không là tự nhiên tổn thương, Long Vương Điện cũng không phải bã đậu công trình, liền xem như đáy biển núi lửa bộc phát, cũng vô pháp làm nó bị hao tổn mảy may. Cái kia chính là bị người tổn thương rồi. Là ai mở ra nhà của ta? Có tin ta hay không quay đầu, liền mộ tổ tiên nhà ngươi cũng bới. Chuyện cụ thể ta cũng không rõ ràng. Dù sao từ ta tiến vào Long Vương Điện bồi dưỡng lên, thứ 6 điện cũng đã là một vùng phế tích. Ta hỏi qua Long Vương Điện bên trong trưởng bối, bọn hắn chỉ nói là bởi vì 200 năm trước một trận ngoài ý muốn đưa đến. Mà lại, không biết vì sao, thứ 6 điện bị hủy về sau, một mực không có trùng kiến. Ngư Kiều Kiều trả lời, ta trong cảm giác nhất định có cố sự. Bạch Long tỉ tỉ tâm tắc vọng thiên, sau một lúc lâu nàng hỏi, thứ 6 điện sụp đổ sau vật phẩm, đều bị chuyển rời đến đi nơi nào. Ta đi hỏi một chút. Ngư Kiều Kiều nói nàng cảm giác thuộc về nàng cơ duyên, có thể muốn tới. Được rồi, trước không vội. Bạch Long tỉ tỉ thở thật dài một cái, thứ 6 điện sụp đổ trình độ như thế nào? Là phía trên kiến trúc toàn bộ hủy diệt, vẫn là tính cả phía dưới căn cơ cũng bị phá hủy. Chỉ có phía trên kiến trúc sụp đổ. Ngư Kiều Kiều trả lời. Bạch Long tỉ tỉ, như vậy, người có thể tìm tới nguyên bản thứ lục điện bên trái vách tường vị trí sao? Không có vấn đề, Ngư Kiều Kiều trả lời. Người đi, dọc theo trong góc tường vị trí hướng xuống đào, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người đào được 10 mét sâu về sau, sẽ thấy hai cái khối lập phương. Một cái màu trắng một cái màu vàng, người gõ chiếc hộp màu vàng óng, gõ 30 lần. Bạch Long tỉ tỉ nói. Thu đến, tiền bối, ta lập tức đi thử xem. Ngư Kiều Kiều nghĩ nghĩ sau lại hỏi, ta có thể hỏi một chút. Vì cái gì tiền bối ngươi đối Long Vương Điện quen thuộc như vậy sao? Về sau ngươi sẽ biết, Bạch Long tỉ tỉ bình tĩnh nói. Nàng hiện tại là cùng loại công đức chi thân tồn tại, cái này hình thái nàng xấu hổ tại cùng hậu bối nhắc lên, đành phải ra vẻ thần bí. Cái kia tiền bối, ta đi, Ngư Kiều Kiều nói. Nhớ kỹ đừng gõ cái kia chiếc hộp màu trắng, Bạch Long tỉ tỉ nói. Ngư Kiều Kiều, không có vấn đề. Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt. Nếu như là ta, nghe được Bạch Long tỉ tỉ ngươi câu nói này, ta liền sẽ nhịn không được đi gõ cái kia chiếc hộp màu trắng. Người lòng hiếu kỳ là rất kỳ diệu đồ vật, nếu như Bạch Long tỉ tỉ không nhắc lên, mọi người nói không chừng liền sẽ xem nhẹ chiếc hộp màu trắng, nhưng Bạch Long tỉ tỉ càng muốn xách một câu. Bạch Long tỉ tỉ, nàng vội vàng bổ sung một câu, đừng gõ chiếc hộp màu trắng, cái kia chiếc hộp màu trắng là phòng ngự cơ chế. Đập loạn, sẽ bạo tạc. Nhưng mà, đối diện Ngư Kiều Kiều đã cúp xong điện thoại. Bạch Long tỉ tỉ thử trở về điện thoại, Ngư Kiều Kiều nơi đó nhưng không có tín hiệu. Chiếc hộp màu trắng uy lực nổ tung lớn bao nhiêu? Vũ Nhu Tử hỏi. Bạch Long tỉ tỉ nghĩ nghĩ, nói, nếu như là ta đi đập đập lời nói, hẳn là không chết được. Vũ Nhu Tử. Hy vọng Kiều Kiều sẽ không đi gõ chiếc hộp màu trắng. Yên tâm đi, Ngư Kiều Kiều cũng không phải ngươi. Linh Điệp Thánh Quân lần nữa đem Vũ Nhu Tử nhấc lên, sau này thả một số bởi vì Tống Thư Hàng bên người chân thực huyễn tượng lại bắt đầu khuếch trương. Vốn là cỡ nhỏ giang nam địa khu hình thái, đột nhiên hóa thành một phiến uông dương đại hải, huyễn tượng địa bàn lại một lần nữa mở rộng. Trước đó hóa hình cây kia ma thần trụ không có biến mất, vẫn như cũ lơ lửng tại Tống Thư Hàng bên cạnh thân. Thư Hàng tiểu hữu không chỉ có trong hiện thực bề bộn nhiều việc, liền đi ngủ nằm mơ lúc, cũng không có ngừng. Hoàng Sơn Tôn giả nói khẽ. Từ bắt đầu sinh ra chân thực huyễn tượng đến bây giờ, Tống Thư Hàng dưới chân huyễn tượng đã biến 3 lần, điều này đại biểu lấy hắn hiện tại, đã đổi 3 cái ác mộng studio. Lần này lại sẽ biến ra thứ gì đến? Vũ Nhu Tử hiếu kỳ nói. Mặt biển sôi trào, sau đó không lâu, có một lớn một nhỏ hai cái đảo nhỏ xuất hiện trên mặt biển. Bạch Tiền Bối phân thân, Điền Thiên Đảo cùng Lan Tây Đảo. Thất Tu Thánh Quân. Từ hình thái cùng vị trí đến xem, hẳn là hai cái này đảo không sai. Sẽ không mơ tới tạo hóa đạo hữu buổi hòa nhạc đi.
Linh Điệp Thánh Quân lòng còn sợ hãi. Tại cái kia Điền Thiên Đảo bên trên, nho nhỏ Tống Thư Hàng thân ảnh xuất hiện lần nữa. Lần này hắn lại sẽ cùng ai gặp nhau? Cái kia anh tuấn tu sĩ nói. Vũ Nhu Tử, ta đã có thể đoán được phía dưới nội dung cốt truyện, Tống tiền bối tại Điền Thiên Đảo trên gặp gỡ một cái người quen. Tại hai người gặp lại sau diện trong nháy mắt, ma thần trụ chui ra ngoài, đem Tống tiền bối xuyên ở phía trên đốt, giống thịt dê nướng như thế. Quả nhiên, lại có một bóng người xuất hiện tại Điền Thiên Đảo bên trên. Là Dược Sư, Dược Sư hẳn là kế Vũ Nhu Tử về sau, cái thứ hai cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu tiếp xúc đạo hữu. Hoàng Sơn Tôn giả một chút liền nhận ra cái thứ hai xuất hiện tại huyễn tượng trong kịch tình nhân vật. Cùng cái thứ nhất nội dung cốt truyện giống nhau, Tống Thư Hàng cùng Dược Sư hai người tại Điền Thiên Đảo ngược lên đi, mắt thấy hai người sắp gặp nhau. Cái này lúc, Điền Thiên Đảo trên không có một đạo không gian kẽ nứt xé mở. Một thất thần tuấn bạch mã từ không gian kẽ nứt bên trong bước ra, một móng đem Dược Sư dẫm vào đến lòng đất. Cái này nội dung cốt truyện không theo sáo lộ đến. Vũ Nhu Tử bất mãn nói. Tâm ma xích tiêu kiếm, nam nữ khác nhau đối đãi. Thần tuấn bạch mã rơi vào Tống Thư Hàng trước mặt. Người khác lập mà lên, phải móng sau đơn vó độc lập, hai cái móng trước tả hữu mở rộng ra tới. Bạch hạc lưỡng xí kim kê độc lập, tâm ma Vũ Nhu Tử nhận ra cái tư thế này, đây chính là tiên tử cùng tạo hóa tiên tử thích nhất bày ra tư thế. Một đầu ngựa bày ra tư thế như vậy, rất vất vả. Thất tu thánh quân nói. Huyễn tượng bên trong nho nhỏ Tống Thư Hàng, một mặt mộng bức nhìn qua ra sân thần tuấn bạch mã. Bạch mã sáng xong chiêu thức về sau, khóe miệng lộ ra nhân tính hóa mỉm cười. Hắn tiến lên một bước, cắn Tống Thư Hàng cổ áo, vung vó lao nhanh, hướng trong hư không nhảy tới. Không gian kẽ nứt lần nữa mở ra, bạch mã mang theo Tống Thư Hàng chui vào trong đó. Chân thực huyễn tượng lần nữa phát sinh biến hóa. Nguyên bản hải dương trên không, xuất hiện hai cái kinh khủng không gian. Một cái không gian là phong bế không gian chúa tể giả là một vị tóc dài bạch y nam tử hai tay khoanh xếp tại cái cằm, trên mặt hắn là nồng đậm thánh quang, làm cho không người nào có thể thấy rõ hình dạng của hắn. Một không gian khác là một cái cùng loại tận thế thế giới, trong đó có một cái cự nhân ngủ say vào trong đó. Cự nhân trên thân có từng sợi ma niệm khuếch tán ra đến, hóa thành ác quỷ đầu. Lại có một sợi chấp niệm sinh ra, hóa thành xúc tu. Hai cái kinh khủng không gian tương hỗ rằng co lấy. Mấy tức về sau, hai cái không gian lại đột nhiên đồng thời tiêu tán. Huyễn tượng bên trong Tống Thư Hàng bị bạch mã ngậm ném ra ngoài, hướng phía dưới rơi xuống đất. Phía dưới, là một mảng lớn ác quỷ đầu cùng xúc tu tạo thành đại quân, chính mài răng chờ lấy Tống Thư Hàng xa lưới. Tống Thư Hàng bị ném trong bầy quái vật. Quái vật số lượng khổng lồ như tiến quân bên trong con kiến, khiến người nhìn dày đặc sợ hãi trứng đều đi ra. Vọng Thiên Tống Thư Hàng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hắn hai chân dùng sức dẫm mạnh, hắc liên ngưng hình, đem hắn thân hình nâng. Phía dưới, những cái kia ác quỷ đầu phóng lên tận trời, đang phi hành trên đường, bọn chúng còn mọc ra từng cái bắp thịt rắn chắc thân thể. Tống Thư Hàng trên thân, có công đức chi quang hiển hiện. Công đức chi quang hiện ra tiên tử bộ dáng, đem Tống Thư Hàng bảo hộ trong đó. Tiên tử hai tay vỗ tay công đức đại nhật, công đức chi quang lập lòe, hóa thành một vòng húc nhật. Những cái kia ác quỷ đầu trên người phát ra một trận đốt cháy khét thanh âm. Bọn chúng cùng nhau há miệng, đối Tống Thư Hàng bắt đầu phun nước bọt. Trên nghìn vạn đạo nước bọt đối Tống Thư Hàng phun tới. Công đức xà mỹ nhân hết sức chống đỡ công đức đại nhật. Sau ba hơi thở. Công đức đại nhật tiêu tán, liền công đức xà mỹ nhân cũng bị hòa tan. Những thứ này nước bọt có độc. Huyễn tượng bên trong Tống Thư Hàng mượn nhờ tổ vu chúc phúc quyền sáo, tiến hành không gian di động, tránh đi cái kia mưa to nước bọt. Trên người hắn công đức xà mỹ nhân đã bị hòa tan, lần nữa khôi phục cần thời gian. Đây là muốn làm gì? Vũ Nhu Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng xem không hiểu cái này không hiểu thấu nội dung cốt truyện. Huyễn tượng bên trong. Tống Thư Hàng thoáng thở phào, thật nhanh tiến vào trạng thái chiến đấu. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, đem hắn thân thể bao khỏa, vĩnh bất hãm lạc thánh thành tại sau lưng hiển hiện. Đồng thời, Tống Thư Hàng kích hoạt bản thân công pháp tôi luyện thân thể. Hắn toàn thân độ lên tầng một đen kịt kim loại màu sắc. Số lượng đông đảo thánh viên, tay nâng kinh văn đứng ở trên tường thành, lớn tiếng gầm rú, gào thét.
Xích Tiêu kiếm tiền bối. Đồng thời, huyễn tượng bên trong Tống Thư Hàng vẫy tay. Nhưng là, Xích Tiêu kiếm không có hiển hiện. Huyễn tượng bên trong Tống Thư Hàng sững sờ. Hắn lập tức nghĩ tới một sự kiện hắn thật nhanh nếm thử mở ra bản thân hạch tâm thế giới. Quả nhiên, hạch tâm thế giới bị một loại lực lượng cường đại che đậy, không cách nào mở ra. Kể từ đó, liền không cách nào mượn nhờ hạch tâm thế giới bên trong sở các chủ, quy tiền bối mấy vị đại lão lực lượng, thậm chí ngay cả dùng vân tước tử tiền bối linh kiện đi dụ hoặc tai nạn cự quy đều làm không được. Chỉ có dựa vào bản thân rồi. Tống Thư Hàng đưa tay đem Ô Tặc Bạo Quân song đao nắm lên. Bá Tống Thánh Ấn, bá Nho Ma Ấn, bá Long Cổ Ấn lơ lửng tại hắn sau đầu, ra chỉ hắn. Sau một khắc, vô số ác quỷ đầu nhào tới, đem Tống Thư Hàng bao phủ. Đừng nhìn những thứ này ác quỷ đầu số lượng giống tạp binh đồng dạng khổng lồ, nhưng chúng nó thực lực chí ít đều tại thất phẩm trở lên, trong đó có chút cá thể lực phá hoại càng tại bát phẩm trở lên. Cường đại cá thể thực lực khổng lồ số lượng. Mang thai ngưng thị, phôi thai ngưng thị. Mang thai ngưng thị không có hiệu quả, những thứ này ác quỷ đầu bản thân là bất diệt chi chủ ma niệm, có thể chống cự mang thai ngưng thị hiệu quả. Mà đơn thuần phôi thai ngưng thị, đồng dạng không cách nào đối bọn nó sinh ra công hiệu. Phần thiên hỏa diễm đao. Tật phong đao. Tống Thư Hàng đem bản thân biết phương thức công kích, đem hết toàn lực thi triển. Nhưng là, không có Xích Tiêu kiếm tiền bối tương trợ, phần thiên hỏa diễm đao có thể phát huy ra tới lực công kích cũng chính là lục phẩm hoặc tiếp cận thất phẩm trình độ. Đây là tại Tống Thư Hàng tiếp nhận tam thiên đao kinh hệ thống dạy học về sau, phát huy ra uy lực. Song quyền nan địch tứ thủ. Ra đi, Trung Yên chi kiếm. Tống Thư Hàng chỉ có thi triển ra át chủ bài thủ đoạn. Bạch tiền bối mượn hắn Trung Yên chi kiếm, còn không có thu về. Bộ này tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong, bổ sung lấy một cái mọc ra mắt tinh cầu đại lão trái tim. Toàn lực kích hoạt về sau, chỉ là chuôi này thánh kiếm, liền có thể đối đầu cửu phẩm kiếp tiên nếu không phải chịu đến pháp khí chất liệu có hạn, cái này uy lực còn có thể lại đề thăng. Trung Yên chi kiếm quét ngang, bước ra hàng trăm hàng ngàn đánh tới ác quỷ đầu. Nhưng cũng không lâu lắm, có số lượng càng nhiều ác quỷ đầu đánh tới, ngắn ngủi trong nháy mắt, Trung Yên chi kiếm liền bị ác quỷ đầu bao phủ, mặt trong ba tầng ngoài ba tầng bọc thành cầu, trong thời gian ngắn Trung Yên chi kiếm bị áp chế. Tổ hợp hủy diệt vạn vật cự nhân, Tống Thư Hàng lộ ra sau cùng át chủ bài. Hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí sát nhập, đem hóa thành hủy diệt vạn vật cự nhân. Người khổng lồ kia, thế nhưng là năng lực kháng cửu phẩm thiên kiếp tồn tại. Nhưng vào lúc này, đám kia bao vây lấy Trung Yên chi kiếm ác quỷ đầu, tập thể sử dụng không gian thủ đoạn, cưỡng ép đem Trung Yên chi kiếm cho rời đi. Bạch tiền bối phân thân cùng quần bên trong các đạo hữu, yên lặng quan sát lấy chiến cuộc, liền xem ở nhìn một trận phim nổi lập thể. Đó có thể thấy được, Thư Hàng những cái kia vượt cấp chiến đấu thủ đoạn, tại từng kiện bị bóc ra. Tâm ma Xích Tiêu kiếm lên tiếng nói. Xích Tiêu kiếm, hạch tâm thế giới, công đức xà mỹ nhân. Trung Yên thánh kiếm. Huyễn tượng bên trong Tống Thư Hàng át chủ bài bị từng kiện xốc lên, bị bóc ra. Đến cuối cùng, phấn chiến bên trong Tống Thư Hàng, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Có đôi khi, tại tuyệt vọng thời điểm, chúng ta không cách nào dựa vào người khác, chỉ có thể dựa vào bản thân. Linh Điệp Thánh Quân lòng có cảm giác, trầm giọng nói. Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt. Kỳ thật coi như vượt cấp chiến đấu thủ đoạn hủy bỏ. Tống Thư Hàng bản thân cũng vô cùng cường đại, đối với lục phẩm cảnh giới tới nói. Tâm ma Xích Tiêu kiếm dùng khả ái thanh âm nói. Cải tiến tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tam đại công pháp tôi luyện thân thể khải giáp đao ý bản mệnh tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, còn có đã tính nhập môn phần thiên hỏa diễm đao. Vận khí tốt, mặt lớn lúc có thể bộc phát ra khủng bố lực công kích nhân quả đao. Dạng này phối trí, cận chiến phương diện phi thường cường hãn. Đây cũng là đối Thư Hàng tiểu hữu một loại ma luyện a. Hoàng Sơn Tôn giả nói. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng bị tập kích. Ác quỷ đầu nhóm một đợt công kích từ xa. Sau đó, Tống Thư Hàng liền quỳ. A, Tống Thư Hàng hét thảm một tiếng, bị đánh bạo. Ầm ầm. Dưới nền đất đột nhiên có một cây ma thần trụ phá đất mà lên, nhô lên Tống Thư Hàng thân thể, đem hắn treo ở sỉ nhục trụ bên trên, lửa cháy hừng hực bốc cháy lên. Trò chơi thể nghiệm cảm giác cực kém. Vũ Nhu Tử bình luận. Cùng lần trước đồng dạng, căn này ma thần trụ đồng dạng lơ lửng mà lên, cụ hiện hóa thành bảo kiếm lớn nhỏ,
lơ lửng tại Tống Thư Hàng bản thể bên cạnh. Tại ma thần trụ thăng thiên sau khi kết thúc, huyễn tượng trong thế giới, lại xuất hiện một cái nho nhỏ Tống Thư Hàng. Lần này cái này Tống Thư Hàng, là lõa trang. Trên người ngoại trừ một bộ phổ thông quần áo bên ngoài, không có thứ gì, liền tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cũng mất. Ác quỷ đầu nhóm tiếp tục vọt mạnh đi lên. Chí ít cho ta đem đao a, huyễn tượng bên trong Tống Thư Hàng nói. Sau đó, hắn toàn thân tiến vào biến dị cương thủ trạng thái, tay trái thi triển trưởng tâm lôi, tay phải thi triển phẩm kim cương phục ma quyền, bi tráng đón lấy những thứ này ác quỷ đầu. Mấy hơi về sau, cái này lõa trang Tống Thư Hàng cũng bị đánh nổ. Tại hắn bị đánh nổ trong nháy mắt, lòng đất ma thần trụ triệu tập mà đến, ầm ầm đem hắn treo ở trên cây cột đốt cháy. Đồng thời, lại một cái hoàn toàn mới Tống Thư Hàng, xuất hiện tại nhóm ác quỷ đầu vòng vây trong. Chà, còn tới, Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn nhớ lại năm đó mình tại Bạch Tiền Bối sa mạc chân thực huyễn tượng bên trong, bị Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang không ngừng chèn ép hình ảnh. Tiếp tục như vậy nữa, ta sợ không phải muốn ra tâm ma. Tống Thư Hàng khổ não nói. Ngồi xổm ở bên trên Vũ Nhu Tử nghe được tâm ma hai chữ, nhãn tình sáng lên. Tống Tiền Bối, tâm ma hóa thân muốn hay không tìm hiểu một chút. Nàng nói thật nhanh. Huyễn tượng bên trong. Tân sinh tiểu Tống Thư Hàng, tựa hồ nghe đến thanh âm. Vũ Nhu Tử, là thanh âm của ngươi sao? Ngươi đang nói chuyện sao? Hắn lớn tiếng kêu lên. A, huyễn tượng bên trong Tống Tiền Bối lại nhưng có thể nghe được thanh âm của ta. Là ta. Ta chính nhìn lấy Tiền Bối, lần lượt bị treo ở trên cây cột. Vũ Nhu Tử lớn tiếng trả lời. Huyễn tượng Tống Thư Hàng. Hắn vừa đi tâm, liền bị ác quỷ đầu nhóm vây quanh. Một lát sau, a a a a tại một trận trong tiếng kêu thảm, hắn lại bị treo ở trên cây cột. Sau đó lại một cái hoàn toàn mới Tống Thư Hàng, tại huyễn tượng TBN trong thành hình. Đồng thời, Tống Thư Hàng điện thoại lại một lần vang lên. Là Ngư Kiều Kiều điện báo. Bạch Long tỷ tỷ nhẹ nhàng thở ra, kết nối điện thoại. Ngư Kiều Kiều mở thầm nghĩ, Tiền Bối, ta tìm ra trong hộp đồ vật. Bên trong cũng là một quyển thần binh kỳ giám, ta đem tất cả mật văn tổ hợp hoàn tất. Xem ra, Ngư Kiều Kiều không có đi gõ cái kia chiếc hộp màu trắng, nàng bình an trở về. Ngư Kiều Kiều, Tiền Bối, ta hiện tại liền đem sửa sang lại bản đầy đủ thần binh kỳ giám, phát đến thư hàng tài khoản. Được, Bạch Long tỷ tỷ thanh âm vẫn như cũ ôn nhu, đáp. Ngư Kiều Kiều nghĩ nghĩ về sau, lại lên tiếng hỏi, Tiền Bối, bộ này bản đầy đủ thần binh kỳ giám, thích hợp ta tu luyện sao? Ta không biết, Bạch Long tỷ tỷ chậm rãi nói, trên thực tế bộ công pháp kia bản đầy đủ, ta cũng không có gặp qua. Ngư Kiều Kiều, ngươi có thể thử nghiệm tu luyện nhìn xem, bất quá đừng ôm kỳ vọng quá lớn. Tống đầu gỗ thần thần bí bí làm ra đồ vật. Bình thường trò đùa quái đản thành phần lớn hơn. Đặc biệt là loại này danh tự anh Tuấn công pháp, rất có thể tu luyện tới cuối cùng, người mới phát hiện bản thân tu luyện ra một cái biểu diễn dùng pháp thuật. Bạch Long tỷ tỷ lên tiếng nói, nghĩ nghĩ về sau, nàng lại nói, ngươi có thể đi thứ 10 điện thiên điện đi tìm một chút, nếu như ngươi vận khí tốt, có lẽ ở nơi đó có thể tìm tới đồ tốt. Ân, cho ngươi cái nhắc nhở đi, trong thiên điện có một cái tư nhân tàng bảo khố, là siêu cỡ nhỏ dị không gian. Tạ ơn Tiền Bối, Ngư Kiều Kiều vui vẻ nhảy đây mới là cơ duyên của nàng a. Đi thôi, Bạch Long tỷ tỷ mỉm cười nói. Đúng rồi, Tiền Bối, Ngư Kiều Kiều tại tắt điện thoại trước, lại nghĩ tới một sự kiện, ta vừa rồi đào đất 10 mét về sau, chỉ phát hiện chiếc hộp màu vàng óng. Chiếc hộp màu trắng nhưng không thấy tung tích. Nàng nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy, tại gõ xong chiếc hộp màu vàng óng về sau, muốn hay không thử gõ chiếc hộp màu trắng thử một chút. Nhưng kết quả, nàng chỉ đào ra chiếc hộp màu vàng óng. Bạch Long tỷ tỷ, a, ta đang nghĩ, có phải hay không là có người vì lấy ra chiếc hộp màu trắng, đem thứ 6 điện làm hỏng. Ngư Kiều Kiều suy đoán nói. Bạch Long tỷ tỷ hơi suy nghĩ một chút về sau, lộ ra bén nhọn long nha, ta đã biết, ta ước chừng đã đoán được là ai làm. Biết chiếc hộp màu trắng sự, lại sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Tựa hồ cũng chỉ có hắn. Đổi đến mai, nàng liền muốn đi bới họ Tống mộ tổ. Ngư Kiều Kiều cúp xong điện thoại, đồng thời cho Tống Thư Hàng tài khoản phát tới bản đầy đủ thần binh kỳ giám. Ở trong quá trình này, Vũ Nhu Tử đang lớn tiếng cho huyễn tượng bên trong Tống Thư Hàng,
truyền thụ tâm ma hóa thân phương án. Đồng thời, huyễn tượng bên trong Tống Thư Hàng đã lại bị treo 6 lần ma thần trụ, hết thảy 10 cái ma thần trụ hóa thành bảo kiếm lớn nhỏ, tại Tống Thư Hàng bản thể chung quanh xoay tròn lấy. Trong đó một cây là cùng Vũ Nhu Tử quay đầu nhìn nhau lúc bị phủ lên, còn lại 9 cái đều là cùng ác quỷ đầu giao chiến bị vùi dập giữa chợ về sau, bị phủ lên cây cột. Bạch Tiền Bối phân thân, Linh Điệp Thánh Quân, Thất Tu Thánh Quân cùng Hoàng Sơn Tôn Giả, cũng đều ở một bên nghe Vũ Nhu Tử giảng giải tâm ma hóa thân cùng ngưng tụ hóa thân kinh nghiệm. Hừm, Vũ Nhu Tử tâm ma hóa thân, rất thích hợp hiện tại Thư Hàng tiểu hữu. Hoàng Sơn Tôn Giả phỏng đoán nói. Tống Thư Hàng hiện tại trạng thái, rất thích hợp thúc đẩy sinh trưởng ra tâm ma đến, nói không chừng huyễn tượng sau khi kết thúc, Tống Thư Hàng liền có thể đem tâm ma hóa thân cho tu luyện hoàn thành. Thất Tu Thánh Quân, nếu như biến thành người khác, nói không chừng cũng sớm đã sinh ra tâm ma. Cũng chỉ có Tống Thư Hàng tiểu hữu, tại lần lượt bị phủ lên ma thần trụ về sau, còn có thể duy trì bản tâm. Tống tiền bối, ngươi hiểu chưa? Vũ Nhu Tử ngồi xổm ở chân thực huyễn tượng bên cạnh, hai tay chống cằm, hỏi. Lại là tiêu chuẩn Tống thì kêu thảm pháp, Tống Thư Hàng bản thể bên người lại thêm một cây ma thần trụ. Tân sinh Tống Thư Hàng nghiến răng nghiến lợi, biến dị cương thủ tế lên, hắn vung tay lên một cái, tay trái tay phải lòng bàn tay các tế lên một cái trưởng tâm lôi. Không sai biệt lắm hiểu, hiện tại ta còn kém cái tâm ma. Tống Thư Hàng kêu lên. Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt, Tống tiền bối ủng hộ. Nàng cảm giác Tống tiền bối lại chết thêm mấy lần, tâm ma hẳn là liền ra tới. Lại nói, ta hiện tại đến cùng ở vào trạng thái gì? Tống Thư Hàng kêu lên, đồng thời hai tay của hắn nắm tay, trường tâm lôi hiệu quả kéo dài ra, bao trùm quả đấm của hắn. Tống Thư Hàng song quyền mang theo trường tâm lôi đặc hiệu, xông đi lên cùng ác quỷ đầu nhóm giết chóc. Liên tiếp bị treo 11 lần ma thần trụ về sau, hắn phát hiện mình lại nhưng dần dần bắt đầu quen thuộc. Chết đi chết lại, liền chết lặng. Hiện tại, hắn cùng ác quỷ đầu nhóm thời điểm chiến đấu, ôm tôi luyện bản thân kỹ xảo chiến đấu phương thức. Hắn bắt đầu đem bản thân tưởng tượng bên trong một số phương án chiến đấu, từng cái thi triển đi ra. Coi như sẽ chỉ trường tâm lôi cùng phổ thông dẫn lôi thuật, cũng không có quan hệ. Chỉ cần trường tâm lôi dùng đủ trượt, cũng có thể phát huy ra cực mạnh hiệu quả. Tống Thư Hàng trong đầu nhớ tới thiên kiếp trường tâm lôi. Cửu phẩm thiên kiếp kiếp vân hóa thành đại thủ, thiên lôi hóa thành trường tâm lôi áp bách xuống, vẫn như cũ có được hủy diệt thiên địa lực lượng. Trường tâm lôi, kỳ thật có thể biến càng lớn, không chỉ có trói buộc được lòng bàn tay. Hắn hoàn toàn có thể giống thiên kiếp trường tâm lôi đồng dạng, đem trường tâm lôi mở rộng, từ bó dứa khóm thơm lớn nhỏ hóa thành bóng rổ lớn nhỏ. Thậm chí gia nhập niệm lực về sau, trường tâm lôi còn có thể chơi ra càng nhiều hoa văn. Tống Thư Hàng xem như trong khổ mua vui. Mặt trời mới mọc dâng lên, mặt trời chói chang trên không, mặt trời chiều ngã về tây, trăng sáng nhô lên cao. Tinh quang sáng lạn, dài dằng dặc bóng đêm sau khi kết thúc, mới một ngày bình minh tiến đến. Còn không kết thúc sao, Tống Thư Hàng phương diện tinh thần đã phi thường mỏi mệt. Hắn đã nhớ không rõ bản thân chết bao nhiêu lần, bị treo trên ma thần trụ bao nhiêu lần. Còn có người có ở đây không? Tống Thư Hàng lớn tiếng kêu lên. Hừm, tất cả mọi người tại, Bạch Tiền Bối phân thân nói. Trải qua một ngày nghỉ ngơi, Cửu Châu Nhất Hào quần có một bộ phận thành viên từ say rượu trạng thái tạo hóa pháp phương tiếng ca tàn phá bên trong khôi phục lại. Khôi phục như cũ các đạo hữu, nhao nhao đuổi tới bãi cát vị trí, nhìn lấy Tống Thư Hàng bị treo ma thần trụ trực tiếp. Bạch Tiền Bối, đã là lần thứ mấy rồi? Tống Thư Hàng hữu khí vô lực nói. Hắn liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Bất quá thu hoạch cũng không thể coi thường. Cường độ cao chiến đấu, để hắn tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nếu như đồng dạng là lõa trang trạng thái, Tống Thư Hàng cảm giác mình bây giờ có thể đánh 2-3 cái ngày hôm qua bản thân. 98 lần, Bạch Tiền Bối phân thân nói. Lúc này Tống Thư Hàng bên cạnh thân, đã lít nha lít nhít chất đầy ma thần trụ. Vũ Nhu Tử dụi dụi con mắt, Tống Tiền Bối. Ta có loại dự cảm. Chờ ngươi phá trăm về sau, liền sẽ có biến hóa. Bởi vì 100 là cái số nguyên nha. Hy vọng như thế, Tống Thư Hàng nói. Đang khi nói chuyện, hắn lại bị treo cây cột. Lần thứ 99, Tống Thư Hàng nói khẽ, một lần cuối cùng. Lần này, hắn không định lại chống cự, ngoan ngoãn nằm bị treo một lần, đụng đầy 100,
nhìn xem sẽ có hay không có biến hóa. Trong lúc đang suy tư, hắn nghe được bên cạnh mình truyền đến một trận ầm ầm thanh âm. Tựa như là cái gì kiến trúc sụp đổ thanh âm. 99 căn ma thần trụ, xoay tròn. Bọn chúng quay chung quanh tại Tống Thư Hàng bên cạnh, giống đánh nền đồng dạng, từng cây cắm vào mặt đất. 99, Vũ Nhu Tử cảm giác thật là khó chịu, liền không thể đụng cái 100. Nhìn qua Tống Thư Hàng bên người không ngừng cắm vào mặt đất ma thần trụ, tâm ma xích tiêu kiếm nhịn không được nói, đây là đóng cọc sao. Luôn cảm giác sau một khắc, Tống Thư Hàng liền sẽ lấy những thứ này ma thần trụ tạo một chỗ cơ, sau đó ở phía trên kiến tạo một tòa nhà cao tầng. Đáng tiếc, nếu như Thư Hàng tiểu hữu chân thực huyễn tượng vừa kết thúc, cái này 99 căn ma thần trụ cũng sẽ tan thành mây khói đi. Bạch Hạc Chân Quân tiếc nuối nói. Đây chính là Tống Thư Hàng 99 lần bị treo cây cột biểu tượng, cứ như vậy biến mất, rất đáng tiếc. Tống tiền bối, tâm ma của ngươi đi ra hay chưa? Vũ Nhu Tử dò hỏi. Tâm ma, tựa hồ không có cảm giác. Tống Thư Hàng bản thể, từ từ mở mắt, thân thể của hắn duy trì hai tay chống tấm chắn, chết đứng không ngã tư thế. Tốt tiếc nuối, nếu là lần này mình có thể ngưng tụ ra tâm ma hóa thân, cũng không tệ a. Nói không chừng là mình ưa thích hương vị kiểu dáng, có thể cắt chế tác tâm ma sashimi. Ta cảm thấy Thư Hàng tiểu hữu đạo tâm khẳng định là sinh bệnh. Đồng quái tiên sư đánh giá ma thần trụ, còn có một cái kia cái treo ở cây cột trên bị đốt thành than cháy Tống Thư Hàng huyễn tượng, người bình thường, kinh lịch 99 lần chết, nói thế nào cũng phải gạt ra cái tâm ma tới. Sẽ không, kỳ thật tại chết đến lần thứ 10 lúc, liền sẽ không có cảm giác. Tống Thư Hàng nói, chết đi chết lại, thành thói quen. Mà lại huyễn tượng chung quy là huyễn tượng, cùng chân thực vẫn có khác biệt. Năm đó hắn tại Nho Gia Kim Liên thế giới, chết số lần liền không có nhiều như vậy, nhưng lúc đó sợ hãi của nội tâm hoàn toàn không phải huyễn tượng có thể so sánh. Hoàng Sơn Tôn Giả. Hắn vươn tay ra, thi triển một cái pháp thuật, cánh tay xoát một chút duỗi dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, Hoàng Sơn tiền bối thế nào? Không có việc gì, còn sống liền tốt, Hoàng Sơn Tôn Giả ôn hòa nói. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Ma thần trụ, một mực trầm mặc bạch tiền bối phân thân, đột nhiên đưa tay chỉ hướng Tống Thư Hàng bên người 99 căn ma thần trụ. Thư Hàng ngươi thử cảm ứng một chút nhóm này ma thần trụ trạng thái. Tống Thư Hàng cúi đầu ngắm nhìn cắm đầy bốn phía ma thần trụ, nhìn thấy phía trên treo tiểu Thư Hàng, rất lo lắng. Ngươi dùng Vũ Nhu Tử tâm ma hóa thân phương pháp, thử đối với mấy cái này ma thần trụ sử dụng nhìn xem. Bạch tiền bối phân thân nói. Vũ Nhu Tử nhãn tình sáng lên, chẳng lẽ những thứ này ma thần trụ là Tống tiền bối tâm ma? Nhưng ta không có sinh ra tâm ma cảm giác, Tống Thư Hàng nói. Lời tuy như thế, nhưng hắn vẫn là án lấy bạch tiền bối đề nghị, bắt đầu yên lặng sử dụng tâm ma hóa thân thủ pháp, đối cái này 99 căn ma thần trụ thi triển. Nếu như cái này 99 căn ma thần trụ thật là tâm ma, vậy cái này cây cột hình hình thái cũng rất thích hợp cắt miếng. Theo Tống Thư Hàng vận chuyển tâm ma hóa thân thủ pháp, từng cây ma thần trụ bắt đầu đáp lại Tống Thư Hàng hiệu triệu. Bên trên Đông Phương Lục Tiên Tử hơi suy nghĩ một chút, nói, chẳng lẽ là bởi vì ma thần trụ thuộc về ma môn công pháp nguyên nhân, sẽ cùng Vũ Nhu Tử nghiên cứu ra được tâm ma hóa thân xứng đôi. Bạch tiền bối, đây là có chuyện gì? Vũ Nhu Tử cũng tò mò nói. Hừm, trực giác, bạch tiền bối phân thân trả lời. Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu nhóm, nhao nhao gật đầu tán thưởng, đó là cái phi thường đáng tin giải thích. Bạch tiền bối trực giác vẫn là vô cùng đáng tin. Tựa hồ thật sự thành công, Tống Thư Hàng mở to mắt, hắn đưa tay tại túi bên trong cầm ra một cái bình nhỏ. Sau đó từ đó đổ ra mấy viên đan dược, một hơi nuốt vào. Những đan dược này là bổ sung hắn linh lực cùng khôi phục tinh thần lực cần thiết. Uống thuốc xong về sau, Tống Thư Hàng cảm giác mỏi mệt quét sạch sành xanh. Tới đi, tâm ma ma thần trụ của ta. Tống Thư Hàng hai tay dùng sức vung lên. 99 căn ma thần trụ phát ra cộng minh thanh âm. Cái thứ nhất ma thần trụ cũng chính là Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử quay đầu đối mặt, bị treo lên thiêu chết cây kia, dẫn đầu hoàn thành biến hóa. Hắn từ hư ảo chuyển hóa làm hiện thực, chuyển hóa làm tiếp cận tâm ma hóa thân trạng thái. Ngay sau đó, còn lại 98 căn ma thần trụ, muốn luyện hóa hình. Lực lượng của bọn nó, tại Tống Thư Hàng bên người trải rộng ra một mảnh bóng tối. Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, nhanh chóng lui lại.
thật sự muốn đánh nền. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. 99 căn ma thần trụ, chìm vào trong bóng tối, tự cùng da đen vũ nhu tử chìm vào Tống Thư Hàng cái bóng đồng dạng. Bất quá, bọn chúng không có hoàn toàn chìm vào, còn lộ ra một đoạn nhỏ trụ nhọn. Lấy cái này 99 căn ma thần trụ làm cơ sở, tầng một màu đen nhánh vật chất phủ kín bóng tối tầng. Một cái hoàn mỹ nền tảng, tại Tống Thư Hàng bên người thành hình. Chân thực huyễn tượng hình thức ban đầu, Hoàng Sơn Tôn giả nhịn không được lên tiếng nói. Bởi vì hắn hiện tại, cũng chính ở giai đoạn này. Tấn thăng tôn giả về sau, hắn liền bắt đầu ngưng tụ thuộc về mình chân thực huyễn tượng. Hắn chuẩn bị lấy một tòa phồn vinh giả lập thành thị vì chân thực huyễn tượng mô bản. Trước mắt, hắn còn chỉ ngưng tụ ra một cái trống không gian phòng. Sàn nhà, tự cùng Tống Thư Hàng hiện tại trạng thái cùng loại. Cả cái chân thực huyễn tượng triệt để thành hình, còn cần một chút thời gian. Hắn còn cần đem bản thân nội tâm chỗ sâu nhất đồ vật khai quật ra, bổ sung đến trống không sàn nhà bên trong, hoàn thành chân thực huyễn tượng xây dựng. Bạch tiền bối phân thân tiến về phía trước một bước, đưa tay nhẹ nhàng đi tiếp xúc Tống Thư Hàng ma thần trụ. Ngón tay hắn tiếp xúc đến ma thần trụ đồng thời, từ cây cột bên trong thì có một cái kêu thảm phát thanh ra. Sau đó, một cái diện mục hiền lành Tống Thư Hàng đầu hư ảnh, từ cây cột bên trong bay ra. Như cái khí cầu đồng dạng trên ma thần trụ tả hữu phiêu đãng. A, cái này hình thái không phải bất diệt chi chủ ma niệm hiển hóa trạng thái sao? Tống Thư Hàng không khỏi lên tiếng nói chính là những cái kia ác quỷ đầu hình thái. Không sai, Bạch Tiền Bối phân thân nhẹ gật đầu, nói, ngươi những thứ này ma thần trụ trạng thái, cùng tâm ma thoáng có chỗ khác nhau. Ngược lại cùng trước đó những cái kia ác quỷ đầu tương tự. Tống Thư Hàng như có điều suy nghĩ. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Điền Thiên Đảo hư không. Hắn biết, tại Điền Thiên Đảo trong hư không, có một cái phong tỏa không gian ẩn tàng trong đó. Là phong tỏa không gian trong kia vị tiền bối sao? Trước đó hắn liền mơ hồ cảm ứng được vị tiền bối kia khí tức. Hắn lần lượt cùng ác quỷ đầu chiến đấu, tử vong đồng thời, khả năng còn đem bất diệt chi chủ ma niệm lực lượng đưa vào đến ma thần trụ bên trong. Trong lúc đang suy tư, hắn mắt trái nho ra thánh nhân chi nhãn thấy được một cái hình ảnh. Trên bầu trời, một thất tuấn mã đứng thẳng người lên. Bạch hạc lưỡng xí kim kê độc lập. Tuấn mã một móng đạp xuống. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết, tại hắn móng bên dưới vang lên. Những cái kia tiếng kêu thảm thiết, là bất diệt chi chủ ma niệm, chấp niệm tiếng vang. Tuấn mã phì mũi ra một hơi, thân hình tiêu tán không thấy. Cơ sở có, tiếp đó. Thư Hàng ngươi có muốn hay không thử nghiệm xây dựng một cái chân thực huyễn tượng? Bạch Tiền Bối phân thân hỏi. Chân thực huyễn tượng, Tống Thư Hàng nói, ta còn chưa tới tôn giả cảnh giới A. Mượn nhờ cái này 99 căn ma thần trụ lực lượng, ngươi có thể thử một chút. Có hay không muốn xây dựng thế giới? Bạch Tiền Bối phân thân hỏi. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, Bạch Tiền Bối ngươi cái kia chân thực huyễn tượng là thế nào sáng tạo ra? Hắn nhớ tới Bạch Tiền Bối nhiệt tình sa mạc. Hắn cứ như vậy tưởng tượng, quanh người hắn trong bóng tối, đã nổi lên trận trận cát vàng. Trong nháy mắt, Tống Thư Hàng bên người mảnh này bóng tối khu vực tràn lan đầy tầng một cát vàng, cấu ra một cái tiểu sa mạc hình thức ban đầu. Tống Thư Hàng, hắn chỉ là suy nghĩ khẽ động, liên tưởng đến Bạch Tiền Bối cái kia sa mạc huyễn tượng, nhưng hắn trong đầu cũng còn không nghĩ nhiều, làm sao lại lập tức xuất hiện sa mạc rồi. Chẳng lẽ ta không chỉ là nhanh mồm nhanh miệng? Hiện tại liền não cũng bắt đầu thẳng. Tiếp tục như vậy nữa, ta còn có thể cứu sao? Thư Hàng, ngươi là muốn bằng vào ta sa mạc huyễn tượng thế giới vì hình thức ban đầu, xây dựng bản thân chân thực huyễn tượng sao? Bạch Tiền Bối phân thân một mặt mặt đơ hình, nghiêm túc khuyên bảo Tống Thư Hàng, nhưng là, ta và ngươi thuộc tính khác biệt. Sở dĩ, ta chân thực huyễn tượng cũng không thích hợp ngươi. Trên lý luận tới nói, ta là thổ thuộc tính. Ta chân thực huyễn tượng chủ thể là sa mạc thế giới. Mà ngươi là lôi, hỏa song thuộc tính, ngươi xây dựng chân thực huyễn tượng lúc, tận lực sáng tạo phù hợp bản thân thuộc tính thế giới hình thức ban đầu. A, Bạch Tiền Bối chỉ là thổ thuộc tính. Vũ Nhu Tử hơi kinh ngạc nhìn qua Bạch Tiền Bối phân thân, nàng còn tưởng rằng giống Bạch Tiền Bối loại này tư chất ngút trời tồn tại, hẳn là toàn thuộc tính loại hình mới đúng. Hừm, cho tới nay ta chuyên công chính là thổ hệ pháp thuật. Hệ khác pháp thuật cũng chỉ là hơi có liên quan đến. Bạch Tiền Bối gật đầu nói. Thất Tu Thánh Quân cũng nói bổ sung, sở dĩ, Thư Hàng tiểu hữu ngươi tận lực lấy lôi,
hỏa thuộc tính là cơ sở, cứ như vậy ngươi có chân thực huyễn tượng mới có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu. Tống Thư Hàng hít sâu, ta hiểu được, tạ ơn các vị tiền bối. Lấy lôi, hỏa làm cơ sở. Trong đầu hắn bắt đầu tưởng tượng cùng lôi, hỏa có liên quan đồ vật. Thứ gì mới có lôi cùng lửa hai loại thuộc tính? Đúng, thiên kiếp đại gia. Thiên kiếp đại gia am hiểu nhất đem lôi cùng hỏa dung hợp lại cùng nhau, lôi hỏa kiếp là kế lôi kiếp sau cơ sở nhất hợp lại thuộc tính thiên kiếp, uy lực cũng phi thường soái khí. Càng quan trọng hơn là, thiên kiếp tại Tống Thư Hàng tu sĩ kiếp sống bên trong chiếm cứ lấy địa vị rất trọng yếu. Hắn cùng thiên kiếp lão thục, thậm chí ngay cả thiên kiếp là mùi vị gì đều biết nhất thanh nhị sở. Xây dựng một cái thiên kiếp thế giới tựa hồ sẽ rất không tệ. Tống Thư Hàng cảm giác mình chủ ý phi thường diệu. Bất quá, lại nói mỗi người chân thực huyễn tượng đều sẽ khác biệt sao? Nếu như ta cảm giác bạch tiền bối cái kia chân thực huyễn tượng phi thường thú vị, có thể hay không đưa nó dập khuôn tới? Trên lý luận mà nói, chân thực huyễn tượng hẳn là có thể phục chế tính A. Dù sao cũng là ý chí của mình bản thân nội tâm khắc họa bản thân suy nghĩ xây dựng thế giới. Tống tiền bối, ngươi trong sa mạc có cái gì xuất hiện? Vũ Nhu Tử thanh âm tại Tống Thư Hàng bên tai vang lên. Tống Thư Hàng. Hắn vội vàng cúi đầu nhìn về phía mình dưới chân tiểu thế giới. Tại cái kia sa mạc hình thức ban đầu bên trong, có một đạo hư ảo thân ảnh hiển hiện. Đạo thân ảnh này rất mơ hồ, nhìn qua là cái tiểu hài tử, tóc thật dài khoác ở sau lưng. Tiểu hài tử lẻ loi trơ trọi ngồi ở cồn cát bên trên, không nhúc nhích. Sau một khắc, cồn cát hậu phương lại có một thân ảnh hiện hình. Đồng dạng là thân ảnh mơ hồ, nắm bạch mã, hướng cái kia tóc dài thiếu niên tới gần. Tống Thư Hàng. Nhân loại có thể khống chế tư tưởng của mình, nhưng có đôi khi tiềm thức cùng một số tiềm ẩn đột nhiên hiển hiện suy nghĩ, lại không cách nào tự điều khiển. Một số càng là không muốn hồi ức đồ vật, thì càng lại không ngừng nhảy ra, kích thích nhân loại lòng xấu hổ. Lệ Chi tiên tử, Thư Hàng ngươi còn tại vận chuyển bạch tiền bối chân thực huyễn tượng. Có chút bản gốc năng lực có được hay không? Không không không, kỳ thật trong nội tâm của ta đã có một cái rất tuyệt bản gốc phương án. Bất quá, vừa rồi trong đầu suy nghĩ còn không có phanh lại, kết quả sa mạc nội dung cốt truyện lại đi ra. Xem ta đến cải biến cái thế giới này, cho các ngươi nhìn xem ta nghĩ đến địa phương tốt án. Tống Thư Hàng liên tục khua tay nói. Hắn hít sâu, nhắm mắt lại, vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu ở trong đầu cấu tứ lên thiên kiếp thế giới cùng lôi hỏa song thuộc tính thiên kiếp đại lão. Khi hắn đem thiên kiếp thế giới hình thức ban đầu nghĩ ra lúc đến, đột nhiên lại phát hiện một vấn đề. Hắn tiếp xúc qua lôi hỏa kiếp uy lực đều không đủ cường hãn. Song thuộc tính thiên kiếp, bình thường xuất hiện tại tứ phẩm thiên kiếp cùng ngũ phẩm thiên kiếp bên trong, uy lực không đủ để trấn nhiếp nhân tâm. Đã như vậy, ta liền đem lôi hỏa kiếp cường hóa một chút, dù sao là ta huyễn tưởng thế giới. Tống Thư Hàng bắt đầu từ trong trí nhớ, đem bản thân tiếp xúc qua mạnh nhất lôi kiếp lấy ra. Hắn tiếp xúc qua mạnh nhất đơn thuần lôi kiếp, là cửu phẩm thiên kiếp trường tâm lôi, một cái cỡ nhỏ thì cấp phạm vi trường tâm lôi, áp xuống tới liền có thể phá diệt hủy diệt hết thảy. Liền lấy thiên kiếp trường tâm lôi làm nguyên mẫu, ở trong đó tăng thêm phát hỏa diễm thuộc tính, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, lôi hỏa đan xen. Diệu! Liền cái này, Tống Thư Hàng mở to mắt, một lần nữa ngưng thị bản thân dưới chân bóng tối thế giới. Cái này lúc, dưới chân trong thế giới. Cái kia mơ hồ thanh sam thiếu niên lang đang cùng tóc dài thiếu niên chiến đấu cùng một chỗ. Đương Tống Thư Hàng khi mở mắt ra, hai vị chiến đấu vừa vặn có một kết thúc. Hai người cũng xếp hàng ngồi. Cái này nội dung cốt truyện, Tống Thư Hàng tâm can run lên. Không ổn, làm sao lại ngồi xuống tán gẫu? Bình thường quá trình không phải muốn tiểu bạch mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, mới có thể kích hoạt cái này nội dung cốt truyện sao? Tiểu bạch, người thật là tốt nhìn. Cái kia mơ hồ thanh sam thiếu niên nói. Tiếp đó, thanh sam thiếu niên đổi tư thế, tiểu bạch. A cộc 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 cộc, Tống Thư Hàng hét lớn một tiếng, trong đầu thật nhanh xây dựng ra một cái thiên kiếp trường tâm lôi hỏa hình thức ban đầu. Ầm ầm, chân thực huyễn tượng hình thức ban đầu bên trong, sát na ở giữa, động mây hóa hình, ngưng tụ làm một tay nắm, tản ra thuần chính thiên kiếp khí tức. Cái bàn tay này hung hăng đè xuống, trong lòng bàn tay ngưng tụ một đầu to lớn lôi hỏa cầu. Một tiếng nổ vang, thanh sam thiếu niên lang trực tiếp bị lòng bàn tay lôi hỏa thiên kiếp oanh sát. Tống Thư Hàng thật sâu nhẹ nhàng thở ra.
cuối cùng kịp thời gặp phải. Được cứu. Ta hôm nay lại thuận lợi còn sống. Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Tống Thư Hàng, không biết hắn vì sao muốn đột nhiên hạ sát thủ. Rầm rầm. Tại Thanh Sam thiếu niên lang bị oanh giết trong nháy mắt, lòng đất có một cây ma thần trụ chui ra, đem Thanh Sam thiếu niên lang treo ở cây cột trên đồ nướng. Đáng tiếc, căn này ma thần trụ không có giống hắn 99 căn đại ca đồng dạng, thành công hóa hình. Đốt đi nửa ngày về sau, hắn cả cái thân trụ đều sụp đổ ra, tiêu tán không thấy. Quả nhiên, trước đó 99 căn ma thần trụ là khác biệt. Bọn chúng tại thành hình trong nháy mắt, còn dung nhập những vật khác. Tỷ như khả năng có bất diệt chi chủ ma niệm, tại mỗi cái cây cột thành hình thời điểm bị hiến tế. Cái này lúc, Bạch Tiền Bối phân thân bình tĩnh nói, đáng tiếc. Ta vốn đang là rất muốn nhìn một chút phía dưới nội dung cốt truyện, làm sao lại dạng này kết thúc. Tống Thư Hàng. Bạch Tiền Bối phân thân ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng, chỉ bản thân nói, chớ kinh ngạc, ta là phân thân. Tính cách phương diện cùng bản thể kỳ thật rất có lớn trình độ trên khác biệt. Đúng a, Bạch Tiền Bối phân thân cùng phổ thông phân thân khác biệt, bọn chúng sẽ còn hố bản thể tới, tính cách cũng là nhiều mặt, cùng tâm ma hóa thân rất tương tự. Cùng tâm ma hóa thân tương tự, có thể cắt sao? Ý niệm mới vừa nhuốm trong nháy mắt, liền bị Tống Thư Hàng hung hăng đè lại, đem cái này một sợi suy nghĩ gắt gao trấn áp, để nó vĩnh thế không được siêu sinh. Hôm nay tại huyễn tượng bên trong, kinh lịch 99 lần tử vong, sở dĩ hiện tại hắn dục vọng cầu sinh phi thường cường liệt. Từ gia nhập Cửu Châu Nhất Hào quần đến bây giờ, hắn nhớ kỹ một cái đạo lý: người tìm đường chết liền sẽ chết, sẽ không chết liền sẽ không tùy tiện chết mất. Hắn chết đã đủ nhiều, chí ít hôm nay hắn một chút đều không muốn hiểu rõ tử vong. Muốn tìm chết cũng phải đợi ngày mai điều chỉnh tốt trạng thái lại nói. Cái dám. Hiện tại hắn duy nhất may mắn chính là Bạch Tiền Bối phân thân, hẳn không có độc tâm thuật. Nghĩ tới đây lúc, hắn thận trọng mắt liếc Bạch Tiền Bối phân thân. Nhưng là cái này Bạch Tiền Bối phân thân là mặt đơ, căn bản là không có cách dựa vào nét mặt của hắn trên đọc đến ý nghĩ của hắn. Mặt đơ thật bỏng. Cái này lòng bàn tay lôi hỏa thiên kiếp không tệ, phù hợp Thư Hàng tiểu hữu lôi hỏa song thuộc tính. Thất Tu Thánh Quân gật đầu nói, bất quá, chỉ là một cái thiên kiếp, còn xa xa không đủ, không cách nào đem ngươi lôi hỏa song thuộc tính thiên phú hoàn toàn phát huy ra. Ngươi chân thực huyễn tượng còn cần cải tiến. Hoàng Sơn Tôn Giả nói, bất quá, chỉ ít xem như xây dựng ra một cái hình thức ban đầu. Có hình thức ban đầu về sau, hậu kỳ sẽ ở cái này hình thức ban đầu bên trên tiến hành cải tạo, liền có thể dễ dàng rất nhiều. Linh Điệp Thánh Quân đề nghị. Tống tiểu hữu có thể cân nhắc đem sa mạc cải tiến một chút, kỳ thật sa mạc cũng ẩn giấu đi hỏa thuộc tính, ngươi chỉ cần đem sa mạc nhiệt độ tăng cường, cũng có thể trực tiếp trong sa mạc hóa ra hỏa diễm mặt đất tới. Chân thực huyễn tượng, là tu sĩ suy nghĩ cùng ý chí biến thành, có thể vượt qua tại lẽ thường phía trên. Não động lớn bao nhiêu, chân thực huyễn tượng liền có thể có bao nhiêu phức tạp, đương nhiên, phức tạp cũng không đại biểu cho lực sát thương cùng cường độ. Chân thực huyễn tượng mạnh bao nhiêu, vẫn là quyết định bởi tại tu sĩ linh lực thâm hậu trình độ, thần thức cường độ cùng cảnh giới. Nói cách khác, tại chân thực huyễn tượng bên trong, Newton coi như bóc quan tài mà lên cũng vô dụng, muốn làm sao đến liền làm sao tới. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên. Đúng là như thế, Linh Điệp Thánh Quân nói. Cải tiến chân thực huyễn tượng không phải một hai ngày sự, người tham khảo Bạch Đạo Hữu chân thực huyễn tượng vì hình thức ban đầu, xem như đùa nghịch cái tiểu hoa chiêu. Nhưng tham khảo tới đồ vật chung quy không phải là của mình đồ vật, người muốn làm hảo tâm lý chuẩn bị. Thất Tu Thánh Quân nhắc nhở. Tạ ơn các tiền bối. Tống Thư Hàng gật đầu nói, như vậy, cái này chân thực huyễn tượng muốn làm sao thu hồi. Thu hồi về sau, lần sau ta lại đem hắn phóng xuất ra lúc, sẽ còn là cái bộ dáng này sao? Bạch Tiền Bối phân thân bình tĩnh nói, chân thực huyễn tượng, là tu sĩ suy nghĩ cụ hiện hóa. Sở dĩ chỉ cần ngươi thu hồi ý nghĩ của mình, hắn tự nhiên mà vậy liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Thì ra là thế, Tống Thư Hàng trong lòng lặng yên nghĩ, sau một khắc, dưới chân hắn tầng kia chân thực huyễn tượng thu liễm. Tựa như là đồ vật được thu vào trong hộp đồng dạng, cái này chân thực huyễn tượng thế giới lùi về mặt đất, hiển hiện 99 căn ma thần trụ nền tảng. Cái này 99 căn ma thần trụ chui vào Tống Thư Hàng trong bóng, biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng, cùng Bạch Tiền Bối thu hồi chân thực huyễn tượng lúc khác biệt.
Hừm, bởi vì ngươi bây giờ cái này chân thực huyễn tượng là dựa vào lấy cái này 99 căn ma thần trụ hiển hóa ra ngoài, còn không phải hoàn toàn dựa vào lấy chính ngươi lực lượng. Bạch Tiền Bối phân thân phân tích nói. Có thể đem cái này 99 căn ma thần trụ nhìn thành là một kiện đặc thù pháp khí, có thể mở rộng tống thư hàng suy nghĩ đối thế giới chân thật ảnh hưởng, từ đó đạt tới chân thực huyễn tượng hiệu quả. Vũ Nhu Tử, cái kia tống tiền bối chân thực huyễn tượng có thể hay không thu lại về sau, liền không cách nào lại hoàn chỉnh phóng xuất ra. Ta thử một chút, tống thư hàng một lần nữa nhắm mắt lại, chuẩn bị phóng thích chân thực huyễn tượng. Tống tiền bối các loại, ta đi vào thể nghiệm một chút cái này chân thực huyễn tượng, nhìn xem hiệu quả. Vũ Nhu Tử kêu lên. Đừng, tống tiểu hữu trước đó huyễn tượng bên trong ngưng tụ trưởng tâm lôi hỏa thiên kiếp uy lực không thể coi thường. Linh Điệp Thánh Quân liền vội vàng kéo dục dịch nữ nhi. Lấy Vũ Nhu Tử thực lực, vạn nhất bị cái kia hỗn hợp lôi hỏa thuộc tính thiên kiếp oanh chúng, rất có thể sẽ bị thương nặng. Cái kia, Điệp Tống Bạch Hóa Hoàng, quái lệ lục đậu phượng, người có muốn hay không đi vào thử một chút? Vũ Nhu Tử lại nhìn phía Tống Thư Hàng bóng tối, dò hỏi. Da đen Vũ Nhu Tử toát ra cái đầu, nàng điên cuồng lắc đầu, coi như bị thiên lôi oanh sát nàng cũng không sợ. Nhưng nàng sợ bản thân giống như Tống Thư Hàng bị treo ở sỉ nhục trụ lên cao lên, hình ảnh kia đơn giản sống không bằng chết. Ai có khôi lỗi phân thân, ném cái đi vào thể nghiệm một chút. Lệ Chi tiên tử đề nghị. Hừm, trong tay của ta khả năng có. Bạch Tiền Bối phân thân lên tiếng nói, các ngươi chờ. Bạch Tiền Bối phân thân thi triển không gian năng lực, tan biến tại nguyên địa. Một lát sau, hắn xuất hiện lần nữa, trong tay nắm lấy một cái hộp lớn. Bên trong đựng tất cả đều là khôi lỗi phân thân. Nhớ kỹ thật lâu trước, chính ta thử nghiệm học tập chế tác khôi lỗi phân thân, sau đó đây đều là vật thí nghiệm. Hiệu quả cùng trên thị trường bán những khôi lỗi kia phân thân hiệu quả cùng loại. Bạch Tiền Bối phân thân giới thiệu nói. Những cái này khôi lỗi phân thân không có sức chiến đấu, chỉ có thể cùng người sử dụng ngũ giác tương thông, thay thế người sử dụng đi thăm dò một số hiểm địa. Đồng thời, đang sử dụng những cái này khôi lỗi phân thân lúc, người sử dụng bản thể nhất định phải đem ý thức đầu nhập trong đó, không có nhất tâm nhị dụng năng lực, bản thể liền không có biện pháp hoạt động. Bạch Tiền Bối phân thân cho ở đây Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, nhân thủ phát một đầu khôi lỗi phân thân. Dù sao lúc trước luyện dùng tác phẩm, để đó cũng là chiếm nhà kho vị trí. Tống Thư Hàng cũng được chia một đầu khôi lỗi phân thân. Một lát sau, Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên đều kích hoạt lên trong tay khôi lỗi phân thân ngoại trừ Tống Thư Hàng. Chuẩn bị xong chưa? Tống Thư Hàng nói. Vũ Nhu Tử, chuẩn bị sẵn sàng, trưởng quan. Xuất phát, Tống Thư Hàng nói. Quần bên trong thành viên khống chế khôi lỗi phân thân, đem Tống Thư Hàng bản thể đoàn đoàn bao vây. Không có cách, Tống Thư Hàng hiện tại chân thực huyễn tượng triển khai diện tích rất nhỏ, chỉ có thể ở 99 căn ma thần trụ hắn phạm vi bên trong. Chân thực huyễn tượng triển khai. Tất cả khôi lỗi phân thân bị cuốn vào huyễn tượng bên trong. Kim sắc sa mạc hiện lên ở tất cả mọi người trước mặt. Đồng thời, tất cả mọi người có thể cảm ứng được, khôi lỗi của mình hóa thân, thay thế cái kia bạch mã thanh sam thiếu niên lang. Bạch mã thân thể. Lại là bạch mã. Cái này thực sự vượt quá ý của mọi người liệu, vốn cho là đại gia tiến vào cái này chân thực huyễn tượng về sau, sẽ trở thành tiểu bạch hoặc là thanh sam thiếu niên lang bên trong một cái. Mà lại, Tống Thư Hàng chân thực huyễn tượng không cách nào giống Bạch Tiền Bối huyễn tượng như thế, ngăn cách từng cái tiểu tràng cảnh. Tất cả mọi người khôi lỗi phân thân, đều bị nhét vào một cái tràng cảnh bên trong. Sở dĩ, thanh sam thiếu niên lang liền nắm một đám bạch mã xuất hiện. Nguyên bản anh Tuấn ra sân, lập tức liền kéo xuống cấp bậc, biến thành bán ngựa lang. Một đám bạch mã bị thiếu niên lang nắm, cưỡng ép kéo đến chỗ tiểu bạch. Đoàn người lấy bên thứ ba thị giác quan sát tiểu bạch cùng thiếu niên lang ở giữa chiến đấu. Sau đó, lại gặp được tiểu bạch cùng thiếu niên lang tọa hạ nói chuyện phiếm. Ta nói, đón lấy đến không lâu chính là thiên lôi đánh xuống hình ảnh đi, nếu không chúng ta chạy trước. Một đầu bạch mã nói. Bởi vì tất cả mọi người biến thành bạch mã, cũng chia không ra nói chuyện ai là ai. Dù sao là khôi lỗi phân thân, không bằng lưu lại nếm thử thiên lôi uy lực. Ta cũng là nghĩ như vậy, khôi lỗi phân thân hủy sẽ phá hủy. Oanh! Đang khi nói chuyện, thiên lôi đánh xuống, đem tất cả bạch mã bao phủ trong đó. A a a a, đồng thời, Tống Thư Hàng tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Bạch Mã nhóm một mặt mộng bức. Chúng ta đều không kêu đâu, Thư Hằng tiểu hữu kêu thảm cái gì? Bị Trường Tâm Lôi Hỏa Thiên Kiếp oanh chúng chính là chúng ta a. À. Vì cái gì ngược lại là Tống Thư Hằng tiểu hữu phát ra heo gọi kêu thảm. Đang lúc một đám Bạch Mã mộng ép thời điểm, chân thực huyễn tượng tiêu tán. Trên mặt đất lưu lại một đống khôi lỗi hóa thân mảnh vỡ. Những khôi lỗi này hóa thân vốn chính là Bạch Tiền Bối vật thí nghiệm, tương đương yếu ớt. Bị cuốn vào chân thực huyễn tượng thiên kiếp tổn thương về sau, liền thẳng vỡ nát. A, Tống Tiền Bối đâu? Vũ Nhu Tử nghi ngờ nói. Nguyên bản duy trì lấy chân thực huyễn tượng Tống Thư Hằng không thấy. Chẳng lẽ là chân thực huyễn tượng vỡ vụn, phản phệ, sở dĩ đại gia nguyên bản phải bị tổn thương từ Tống Thư Hằng tiểu hữu bản thân khiêng. Cổ Hồ Quan Chân Quân suy đoán nói. Đồng Quái Tiên Sư lắc đầu, nói, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua chân thực huyễn tượng sẽ còn phản phệ. Hắn cũng không phải pháp thuật, hắn chỉ là tôn giả cấp cường giả suy nghĩ cụ hiện hóa, không thấu đáo phản phệ năng lực. Bạch Tiền Bối phát hiện cái gì không? Bạch Hạc Chân Quân phát hiện Bạch Tiền Bối phân thân xoa cằm trầm tư hình, liền lên tiếng hỏi. Lúc đầu tại chân thực huyễn tượng bên trong lúc, ta muốn đem cái kia đạo trưởng tâm lôi hỏa kiếp ngăn cản xuống tới, để mọi người xem xét Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang cùng Tiểu Bạch ở giữa nội dung cốt truyện phát triển, đó là một rất thú vị cố sự, là ta bản thể khó mà mở miệng chuyện cũ, không cách nào xóa đi hắc lịch sử. Nhưng ngay tại ta lặng lẽ ngăn lại cái kia trưởng tâm lôi hỏa kiếp thời điểm, Thư Hằng chân thực huyễn tượng lại nổ. Bạch Tiền Bối phân thân một mặt bình tĩnh nói. Hoàng Sơn tôn giả. Nguyên lai là ngươi nồi. Cái kia Tống Tiền Bối đâu? Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt, Tống Tiền Bối sẽ không cũng nổ không có a? Không, mặc dù chân thực huyễn tượng vỡ vụn, nhưng Tống Thư Hằng không có thụ thương. Bạch Tiền Bối phân thân khẳng định nói. Lệ Chi tiên tử. Cái kia Thư Hằng chạy đi đâu rồi? Sau cùng tiếng kêu thảm thiết lại là chuyện gì xảy ra? Hoàng Sơn tôn giả có chút bận tâm. Không cần sợ, Thư Hằng trên người bây giờ có một lần phục sinh, khẳng định không chết được. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nói. Đang khi nói chuyện, trong hư không có không gian kẽ nứt mở ra, Tống Thư Hằng thân hình từ kẽ nứt bên trong rơi ra ngoài. Bất quá, vốn là thiếu niên bộ dáng Tống Thư Hằng, lúc này đã khôi phục bình thường. Phù hợp số tuổi thật sự của hắn. Tống Tiền Bối, ngươi không sao chứ? Vũ Nhu Tử nói. Không có việc gì, còn sống. Tống Thư Hằng đưa tay tại trên mặt mình nhéo nhéo, lại tại trên thân thể mình nhéo nhéo, nhẹ nhàng thở ra không ít cái gì linh kiện, thận cũng không ở, không ném. Bạch Tiền Bối phân thân đột nhiên hỏi, là cửu u vị kia sao? Tống Thư Hằng ngẩng đầu vọng thiên, nhẹ gật đầu. Ngay tại vừa rồi. Mắt thấy chân thực huyễn tượng bên trong Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang đem bị trưởng tâm lôi hỏa thiên kiếp oanh sát lúc, đột nhiên huyễn tượng bên trong thiên kiếp chi lực bị ngăn cản. Ngay sau đó, Tống Thư Hằng cảm giác mình trên người giống lắp cái hỏa tiễn đồng dạng, nhất phi trùng thiên. Sau đó lại đột nhiên rơi vào cửu u. Loại kia lên cao hạ xuống tốc độ cực độ kích thích, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được so nhảy cầu còn muốn thoải mái hơn mấy trăm lần. Tống Thư Hằng còn là lần đầu tiên lấy loại phương thức này bị cuốn vào đến cửu u thế giới. Trước kia đều là thông qua hạch tâm thế giới làm ván nhảy, hoặc là trực tiếp thông qua cánh cửa không gian trực tiếp tiến vào. Lại nói tiếp, Tống Thư Hằng gặp được đã hai ngày không đáp lại Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối không nói thêm gì, gặp mặt liền đưa tay liền cho Tống Thư Hằng tới một đạo cùng loại giả yếu thuật pháp thuật. Ở cái này pháp thuật tác dụng dưới. Tống Thư Hằng thân thể trong nháy mắt từ thiếu niên khôi phục vì thanh niên bộ dáng. Cái này giả yếu thuật cũng không thương tới thọ nguyên, chỉ là đơn thuần ảnh hưởng Tống Thư Hằng bề ngoài. Duy nhất tác dụng phụ chính là tại giả yếu quá trình bên trong, thân thể sẽ tiếp nhận trùng cắn sau ngứa đau nhức. Ngay sau đó, Tống Thư Hằng lại bị bắn ra đi, bị đá trở lại hiện thế. Từ đầu tới đuôi, Bạch Tiền Bối liền không có nói một câu. Nhưng là, vô thanh thắng hữu thanh. Điều này nói rõ Bạch Tiền Bối lửa giận, hẳn là thoáng hóa giải một số, nếu không cũng sẽ không chủ động xuất thủ vì chính mình khôi phục tuổi tác a. Tống Thư Hằng xoa cằm âm thầm suy tư nói. Tại phía xa cửu u Bạch Tiền Bối. Vô thanh thắng hữu thanh là không sai, nhưng ngươi đến cùng là thế nào lý giải ra lửa giận của ta đã thoáng làm dịu tới. Bất quá lần này, thật sự là hắn là có chuyện muốn bàn giao cho Tống Thư Hằng. Theo Tống Thư Hằng sau khi hạ xuống. Trong hư không lại có một cái dương nhỏ rơi ra ngoài, rơi vào trước mặt hắn. Đây là cái gì?
Tống Thư Hằng hỏi. Giải quyết thú tù giới cửu u tà năng cảm nhiễm phương pháp cùng một loại dược dịch phối phương, bất quá loại nước thuốc này trị ra bất trị căn, chỉ có thể tạm thời làm dịu béo cầu làm cửu u tà năng cảm nhiễm thủ đoạn. Người trước giao cho thú tù giới người, để bọn hắn trước dùng đến. Tóm lại, vô luận béo cầu muốn tại thú tù giới làm gì, chúng ta xuất thủ ngăn cản chuẩn không sai. Bạch tiền bối thanh âm tại Tống Thư Hằng trong đầu vang lên. Thu đến, đôi béo cầu đại lão sự, ta thích nhất. Tống Thư Hằng đưa tay đem cái này cái dương thu hồi. Cũng không biết thú tù giới cái vị kia Thanh Loan Thánh Quân Phong Tình Thiên Tử cùng nàng hai vị đệ tử, còn ở đó hay không hiện thế. Một hồi thử liên hệ các nàng nhìn xem. Thú tù giới sự tình kéo thời gian hơi dài, hy vọng đừng ra ngoài ý muốn. Béo cầu gần nhất tiểu động tác rất nhiều. Chính ngươi chú ý một chút, Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hằng, yên tâm đi, Bạch Tiền Bối. Không thể trêu vào, ta túng lên. Đối phương là cửu u chúa tể, ta túng một chút cũng không có cái gì thật là mất mặt. Bạch Tiền Bối, ta cũng là cửu u chúa tể, mặt ngươi đối với ta lúc liền đặc biệt nhảy, còn có cái kia chân thực huyễn tượng. Ngươi cái kia chân thực huyễn tượng, tại không hoàn thiện trước, không cần loạn dùng. Bạch Tiền Bối nói, đừng hỏi ta vì cái gì, ta không muốn trả lời. Nói xong, Bạch Tiền Bối cắt đứt cùng Tống Thư Hằng ở giữa giao lưu. Trong dương là cái gì? Bạch Hạc Chân Quân hiếu kỳ nói. Cứu vớt thú giới đồ vật, Tống Thư Hằng đem cái dương ôm lấy, đến lúc đó, thú giới liền muốn thiếu nợ ta một cái đại nhân tình. Lần này ta liền không khách khí với bọn hắn, nếu như bọn hắn muốn trả ta nhân tình, ta trực tiếp muốn bọn hắn tận lực thông tục. Càng tục càng tốt, thú tù giới, đừng quên muốn một quyển hoàn chỉnh thánh viên long lực thần công tôi thể pháp. Bạch Tiền Bối phân thân nhắc nhở. Tống Thư Hằng tu luyện thánh viên long lực thần công cũng không hoàn chỉnh, chỉ có tu luyện tới tầng thứ 5 bộ phận. Tại hắn tấn thăng ngũ phẩm về sau, đều dựa vào nho gia kim cương thân cùng biến dị cương thủ cường hóa, cùng một số kỳ ngộ, cưỡng ép tăng lên thánh viên hư ảnh số lượng. Ta cũng chính nghĩ như vậy, Tống Thư Hằng cười hắc hắc nói. Dứt lời, hắn móc ra một cái kim loại mâm tròn. Đây là lúc ấy Thanh Loan Thánh Quân lưu cho hắn dùng để liên hệ pháp khí. Tống Thư Hằng đưa tay ở tại trên đưa vào linh lực. Rất nhanh, kim loại mâm tròn trên có âm thanh vang lên, uy, người tốt, vị nào. Tống Thư Hằng ho nhẹ một tiếng, đè thấp thanh tuyến, tại hạ bá tống. Người rầm rầm kim loại mâm tròn bên trong truyền ra rất nhiều vật thể ngã nát thanh âm, hỗn loạn tưng bừng. Tống Thư Hằng, bá tống, là cái kia bá tống sao? Trên đời này ngoại trừ cái kia bên ngoài, đã không có cái khác bá tống. Sẽ mang thai sao? Chúng ta nghe đến thanh âm của hắn. Hẳn là sẽ không đi, truyền thuyết chỉ cần không nhìn ánh mắt của hắn liền tốt. Thanh Loan tiền bối, tuyệt đối không nên mở ra toàn bộ tin tức hình ảnh công năng. Ta năm nay mới 300 tuổi, còn chưa trưởng thành, làm sao bây giờ? Thuốc tránh thai, hoa quả vị, có cần phải tới 2 hạt. Một trận tinh tế vỡ nát thanh âm, từ kim loại mâm tròn bên trong truyền ra ngoài. Mặc dù thanh âm rất nhẹ, nhưng lấy Tống Thư Hằng tu vi hiện tại, những thứ này nhỏ vụn thanh âm, hắn nghe nhất thanh nhị sở. Tống Thư Hằng, Tống tiền bối uy danh, đã truyền khắp chư thiên vạn giới. Da đen Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Vũ Nhu Tử bản thể thì gần sát Tống Thư Hằng lỗ tai, nhỏ giọng nói. Tống tiền bối, vật này có toàn bộ tin tức hình ảnh công năng, chúng ta nghiên cứu một chút làm sao mở ra, nhất định chơi rất vui. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu. Thần trí của hắn tại kim loại mâm tròn trên liếc nhìn một lần, rất nhanh liền phát hiện một cái cùng loại huyễn tượng trận pháp phù văn không sai, khẳng định chính là nó. Tống Thư Hằng không chút do dự đưa nó kích hoạt. Đồng thời, hắn dụi dụi con mắt, nho ra thánh nhân chi nhãn chuẩn bị sẵn sàng, lấy thực lực của hắn bây giờ. Thánh nhân chi nhãn còn không cách nào đạt tới vượt không gian để cho người ta mang thai trình độ. Tối đa cũng chính là để cho người ta thưởng thức một chút thánh nhân chi nhãn mỹ lệ. Soát, tại phù văn bị kích hoạt đồng thời, Thanh Loan tiên tử cùng nàng hiện tại vị trí chỗ hình ảnh liền bị huyễn tượng trận pháp đồng bộ hình chiếu tới, xuất hiện tại kim loại mâm tròn phía trên. Thanh Loan tiên tử lúc này thân mang cung trang, ngồi ở một cái hình tròn bàn hội nghị bên cạnh, trong tay bưng lấy kim loại mâm tròn. Mà tại cái này hội nghị bàn tròn cái này bên trên, ngồi một tròn thú tu giới tu sĩ. Tống Thư Hằng đột nhiên đem đầu của mình tiến đến kim loại mâm tròn bên trên, dùng mắt trái của chính mình chiếm hết hình chiếu 3D hình ảnh.
cự đại hóa nho ra thánh nhân chi nhãn, xuất hiện tại Thanh Loan tiên tử đám người trước mặt. Đối diện lại là hỗn loạn lung tung. Sự thật chứng minh, không muốn dễ tin lời đồn, Tống Thư Hàng đem đầu của mình thu hồi lại, liền xem như ta, cũng không có biện pháp cách không gian cự ly, thi triển cường giả giám định thuật. Các ngươi nghĩ nhiều lắm. Cái kia, nghe được bá tống tiền bối thanh âm, sẽ không mang thai sao? Thanh âm của một thiếu nữ run rẩy nói. Dưới gầm trời này, nào có nghe được thanh âm liền sẽ để người mang thai kỳ hoa công pháp? Tống Thư Hàng trả lời. Nhưng là, chừng người liền mang thai công pháp đều có, dựa vào cái gì thanh âm liền không thể để cho người ta mang thai? Có cái thanh âm không phục nói. Khục, Thanh Loan tiên tử đưa tay nhấn một cái, ngăn lại hỗn loạn tràng diện. Đồng thời, nàng cười khổ nhìn về phía hình chiếu 3D Tống Thư Hàng, bá tống đạo hữu, ngươi lần này liên hệ ta, phải chăng có thể mang đến cho ta một tin tức tốt? Nói thật, gần nhất tình huống thực sự hỏng bét thấu. Ta mỗi ngày nghe được đều là phiền phức tin tức. Vị này tiên tử, ngươi không phải cái hợp cách thương nhân. Cái này lúc, một thanh âm đột nhiên tại Tống Thư Hàng bên người toát ra. Thanh Loan tiên tử. Tại Tống Thư Hàng bên người, một cái không gian chi môn mở ra. Hất lên cái chăn cái gì hàng đều có tiên tử từ đó chui ra, ngươi không nên đem bản thân vô cùng cần thiết tình huống tiết lộ cho bá Tống Huyền Thánh. Dạng này chỉ làm cho bá Tống Huyền Thánh ngay tại chỗ nâng giá, hung hăng làm thịt các ngươi một bút cơ hội. Thanh Loan tiên tử cười khổ nói, trên thực tế, chúng ta bên này tình huống có bao nhiêu hỏng bét, bá Tống Huyền Thánh rất rõ ràng, ta cũng không có tất giấu giếm hắn. Tống Thư Hàng hiếu kỳ nhìn qua cái gì hàng đều có tiên tử. Tiên tử, sao ngươi lại tới đây? Tìm ngươi có bút tiểu giao dịch, bất quá không vội. Ngươi trước cùng vị này thú tu giới tiên tử hoàn thành giao dịch sau lại nói. Cái gì hàng đều có tiên tử mặt mỉm cười, đem trên người cái chăn quấn chặt lấy một số. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, một lần nữa nhìn về phía Thanh Loan Thánh Quân, Thanh Loan tiên tử, ân. Ta đích xác là muốn mang cho ngươi một tin tức tốt. Khắc chế thú giới cửu u tà năng cảm nhiễm phương án cùng dược dịch phối phương. Ta đã để vị tiền bối kia nghiên cứu ra được. Nếu như ngươi có rảnh rỗi, tùy thời có thể đến nay lấy. Tống Thư Hàng vừa dứt lời, vừa trên cái gì hàng đều có tiên tử liền kinh ngạc nhìn về phía Tống Thư Hàng vẫn còn có loại này thao tác. Bá Tống Huyền Thánh, quả nhiên đen. Cái gì hàng đều có tiên tử, mơ hồ từ sư phụ cái gì đều có thể bán cái kia hiểu rõ đến. Bá Tống Huyền Thánh phía sau, có mấy vị cường giả tuyệt thế cái bóng. Tỷ như tại trường sinh giả bên trong đều rất có danh khí Xích Tiêu Tử đạo trưởng, liền bản mệnh bảo kiếm đều giao cho Tống Thư Hàng chơi đùa. Còn có Sở Các Chủ, cùng Tống Thư Hàng ở giữa cũng có được thâm hậu hữu nghị. Càng quan trọng hơn là, nghe nói, Cửu U Chúa Tể cũng là Tống Thư Hàng phía sau cổ đông một trong. Hiện tại, nàng từ Tống Thư Hàng cùng Thanh Loan tiên tử giao lưu bên trong, có thể nghe ra thú tu giới hiện tại phi thường hỏng bét, đang bị Cửu U tà năng cảm nhiễm. Mà bá Tống Huyền Thánh, trong tay lại có phá giải phương án cùng dược dịch. Cửu U tà năng cảm nhiễm Cửu U Chúa Tể phương pháp phá giải. Thủ đoạn này, thật là đen. Cửu U Chúa Tể tại thú giới vung xuống cảm nhiễm, bá Tống Huyền Thánh ra mặt, tiêu thụ phương pháp phá giải. Nhưng bá Tống Huyền Thánh cùng Cửu U Chúa Tể lại là một nhà. Bẩn thấu. Quả nhiên, sư phụ nói qua để cho ta cảnh giác bá Tống Huyền Thánh là có đạo lý. Cho ta mới hảo hảo quan sát, miễn cho liền bị bá Tống Huyền Thánh cho hố. Cái gì hàng đều có tiên tử âm thầm gật đầu. Kim loại mâm tròn hình chiếu bên trong. Ta lập tức liền tiến về thế giới địa cầu. Thanh Loan tiên tử trên mặt lộ ra tiếu dung, đây thật là chờ đợi dài dằng dặc tin tức tốt. Dứt lời, nàng lại nhìn mắt Tống Thư Hàng bên người cái gì hàng đều có tiên tử vừa rồi cái này tiên tử nhấc lên thương nhân, giao dịch loại hình chữ. Sở dĩ. Thanh Loan tiên tử hơi suy nghĩ một chút về sau, nói, bá Tống đạo hữu, người bây giờ có gì cần đồ vật sao? Chúng ta trước tiên có thể mang một nhóm bảo vật đi qua, làm tạ ơn. Đương nhiên, chỉ cần dược dịch cùng phương án hữu hiệu, chúng ta sẽ còn lại chuẩn bị một phần tâm ý. Chỉ cần phương án trị liệu cùng dược dịch hữu hiệu, đại giới thú tu giới nguyện ý thanh toán. Giữa chúng ta, không cần khách sáo như thế. Tống Thư Hàng mỉm cười rốt cục đợi đến giờ khắc này. Mấy lần trước, hắn đều là bởi vì da mặt quá mỏng, kết quả những cái kia đại lão nhóm cũng không nguyện ý rơi vào khuôn sáo cũ, nhất định phải đi cả bảo vật gì. Lần này, hắn hấp thụ trước kia giáo huấn. Giữa chúng ta, tục điểm liền tốt,
Không cần phức tạp, Tống Thư Hàng nói. Thanh Loan tiên tử hơi suy nghĩ một chút, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ta đã biết, bá Tống đạo hữu. Đến lúc đó thù lao của chúng ta, tuyệt đối sẽ không làm cho đạo hữu thất vọng. Mặt khác, tiên tử ngươi nên biết, ta tu luyện thú tu giới thánh viên long lực thần công. Tống Thư Hàng lại bổ sung. Thanh Loan tiên tử nhẹ gật đầu. Bất quá, ta thánh viên long lực thần công cũng không hoàn chỉnh, nếu như có thể nói, tiên tử có thể hay không cho ta một quyển hoàn chỉnh thánh viên long lực thần công. Tống Thư Hàng nói bổ sung. Thanh Loan tiên tử hơi suy nghĩ một chút sau nói, hoàn chỉnh thánh viên long lực thần công, ta có thể cho bá Tống đạo hữu một phần. Chẳng qua nếu như đạo hữu muốn chân chính bản đầy đủ, vẫn phải mời đạo hữu đến thú tu giới một chuyến. Như loại này đẳng cấp công pháp, cuối cùng một vòng, đều thuộc về loại kia chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời cấp bậc, công pháp tự thân mang theo pháp tắc cấp lực lượng, giấy bút không cách nào đưa chúng nó ghi chép lại. Liền xem như muốn mạnh mẽ ghi chép, viết xuống văn tự cũng sẽ bị giữa thiên địa lực lượng xóa đi. Sở dĩ vì truyền thừa hoàn chỉnh tính, loại này đẳng cấp công pháp, đều có chuyên môn đặc thù nơi truyền thừa, cung cấp hậu nhân tiến vào, tìm hiểu ra công pháp hạch tâm nhất một vòng. Thánh viên long lực thần công cuối cùng một vòng nơi truyền thừa, ở vào thú tu giới. Tống Thư Hàng trên người nho ra kim cương thân cũng là ngang cấp công pháp tôi luyện thân thể. Hắn là thông qua vạn thánh sơn thánh tịch trì, trực tiếp từ nho ra thánh nhân trong trí nhớ thu hoạch được hoàn chỉnh truyền thừa. Bằng không mà nói, hắn muốn học sẽ hoàn chỉnh nho ra kim cương thân, liền phải nghĩ biện pháp từ nho ra nơi truyền thừa bên trong, đi lĩnh ngộ. Thánh viên long lực thần công cuối cùng nội dung, đạo hữu đạt được thú tu giới nơi truyền thừa Gô Thánh Sơn đi lĩnh ngộ. Ta có thể cho ngươi xin một lần tiến vào nơi truyền thừa cơ hội, còn ngươi có thể hay không lĩnh ngộ được cuối cùng nội dung, ta không cách nào cam đoan. Thanh Loan Thánh Quân trả lời. Không có vấn đề, vậy cứ như thế định. Tống Thư Hàng trả lời hắn hiện tại mới vào lục phẩm cảnh giới. Thanh Loan tiên tử có thể cho hắn phiên bản coi như kém cuối cùng nội dung, cũng đủ hắn tu luyện tới bát phẩm huyền thánh cảnh giới, đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Sở dĩ, hắn không có chút nào cấp. Mặt khác, đối với mình có thể hay không từ Gô Thánh Sơn lĩnh ngộ được thánh viên long lực thần công cuối cùng nội dung, Tống Thư Hàng trong lòng vô cùng. Không tự tin. Hắn hồi tưởng lại ban đầu ở sở gia trong mật thất, nhìn đồ lĩnh ngộ kiếm quyết lúc tràng diện. Đoàn người đều có thể từ đó lĩnh ngộ được một số kiếm quyết hoặc kiếm chiêu, nhưng hắn ngay cả chút da mao đều không lĩnh ngộ được đừng nói ra lông, hắn đều không cầu ra, chỉ cầu lĩnh ngộ được một cọng lông cũng tốt, nhưng cuối cùng hắn liền mao đều không lĩnh ngộ được. Tốt tại hắn hôm nay, người mang xem xét bí pháp cái này đại sát khí, hy vọng đến lúc đó, Gô Thánh Sơn truyền thừa có thể thông qua xem xét bí pháp đến phá giải, chảy máu lượng cũng không cần quá lớn. Được, cái kia bá Tống đạo hữu, chúng ta liền hẹn nhau ở địa cầu Hoa Hạ Giang Nam địa khu gặp nhau như thế nào. Chỗ kia chúng ta song phương đều tương đối quen, dễ dàng gặp mặt. Thanh Loan tiên tử đề nghị. Tống Thư Hàng gật đầu nói, như vậy thì Giang Nam địa khu gặp. Từ nơi này ngự đao chạy về Giang Nam địa khu cần một chút thời gian. Bất quá hắn bên người có bạch tiền bối phân thân tại, một cái không gian nhảy vọt liền có thể trực tiếp đến Giang Nam địa khu. Kết thúc trò chuyện về sau, Tống Thư Hàng đem kim loại mâm tròn thu hồi. Vừa vặn, hắn cũng chuẩn bị trở về Giang Nam Đại học thành một chuyến, cùng Thụ Yêu Khinh Vũ giao tiếp một chút. Nói không chừng còn muốn tìm cơ hội cho Khinh Vũ phụ đạo một chút đại học chương trình học tri thức, đến lúc đó, thi cuối kỳ cũng không thể thi quá khó nhìn. Có lẽ đưa Khinh Vũ một cái bạch tiền bối tự chế học bá hệ thống lại là ý kiến hay. Mặt khác hắn muốn cùng phụ mẫu chạm mặt, Tống Thư Hàng trong lòng có cái thú vị ý nghĩ, tỉ như tìm thời gian đối với lấy bản thân mụ mụ bụng lặng lẽ thi triển một chút xem xét bí pháp, nhìn xem có thể hay không dám định ra tương lai bản thân là muốn nhiều cái đệ đệ vẫn là nhiều cái muội muội. Tống tiền bối phải đi về sao? Vũ Nhu Tử hỏi. Hừm, lần này đi ra thời gian tương đối dài. Phải trở về giao tiếp một chút, miễn cho Khinh Vũ lại ra loạn gì. Tống Thư Hàng nói. Sau đó là không phải muốn đi thú tu giới. Vũ Nhu Tử một mặt chờ mong, mặt khác, lúc nào về Hắc Long thế giới, Xích Đồng truyền thừa động phủ còn không có chế tạo hoàn thành a. Còn có Hằng Hỏa tiền bối nho ra, cũng muốn đi một chuyến. Tống Thư Hàng, từng kiện sự tình chậm rãi giải quyết đi, trước mắt ta, phân thân thiếu phương pháp. Phân thân của hắn. Còn tại cửu phẩm thiên kiếp bên trong ngốc lấy, sắt thép hóa thân còn tại thiên đế trong tay, tâm ma hóa thân chết sống không chịu biến ra.
Cần xử lý sự tình rất nhiều, nhưng chỉ có thể từng kiện tới. Đáng tiếc, lần này ta không cách nào cùng ngươi cùng một chỗ. Vũ Nhu Tử nói, nàng vẫy vẫy tay. Sau đó, da đen Vũ Nhu Tử từ Tống Thư Hàng cái bóng bên trong chui ra. Hảo hảo thay thế ta hưởng thụ thú tu giới lữ hành nha, phát sinh chuyện thú vị, nhớ kỹ trước tiên cùng ta cùng hưởng một chút. Vũ Nhu Tử dặn dò. Da đen Vũ Nhu Tử lộ ra yêu nhã mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nàng một lần nữa rút vào đến Tống Thư Hàng cái bóng bên trong. Linh Điệp Thánh Quân. Trước đó hắn đều không chú ý tới, bản thân da đen nữ nhì dĩ nhiên thẳng đến ở tại Tống Thư Hàng tiểu hữu cái bóng bên trong. Nói cách khác, lần này da đen nữ nhì không sẽ cùng bản thân cùng một chỗ về Linh Điệp Đảo, muốn cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu cùng đi mạo hiểm. Hắn còn tưởng rằng mình có thể hưởng thụ một chút hai cái nữ nhi ở bên cạnh niềm vui gia đình tới. Chúng ta cũng chuẩn bị đi trở về đi, cha. Vũ Nhu Tử cua cua nắm tay nhỏ, lần này trở về, ta muốn bế quan tu luyện ta phải nhanh một chút tấn thăng lục phẩm cảnh giới. Nàng đối tự thân không long văn kim đan vẫn là rất để ý. Mặc dù Tống Thư Hàng cùng nàng giải thích qua không long văn kim đan chỗ lợi hại, nhưng Vũ Nhu Tử vẫn là rất để ý. Sở dĩ chí ít. Tranh thủ cố gắng tấn thăng đến lục phẩm, nhìn xem viên này không long văn kim đan có phải thật vậy hay không có thể nhảy qua kim đan cấu đồ cùng vẽ rồng điểm mắt khâu, trực tiếp nhảy vào đến linh hồ trạng thái. Linh Điệp Thánh Quân mỉm cười khó được nữ nhi chủ động đưa ra phải cố gắng tu luyện, chờ một hồi các đạo hữu đều sau khi tỉnh lại, chúng ta cùng mọi người nói đừng, tái khởi trình trở về. Xem ở nữ nhi muốn chủ động tu luyện phân thượng, trước hết xem nhẹ da đen nữ nhi bị Tống Thư Hàng mang đi mạo hiểm sự. Điền Thiên Đảo bên trên, say rượu cùng bị tạo hóa pháp phương tiếng cao anh sát đạo hữu nhóm, một cái tiếp một cái tỉnh táo lại. Đại gia trước tập hợp một chỗ, ăn một bữa bữa sáng, lại lần lượt cáo biệt. Lần này đại gia không tiếp tục dám uống rượu, sợ lại say ngã liền lại được ở tại Điền Thiên Đảo. Đúng rồi, cái gì hàng đều có tiên tử, người tìm ta có chuyện gì? Tống Thư Hàng dùng đũa ghim một cái bánh mì, quay đầu hỏi. Cái gì hàng đều có tiên tử học Tống Thư Hàng, một hơi đâm hai cái mì sợi bao, một bút tiểu giao dịch, ta muốn lần nữa từ người cái này mua sắm một nhóm đao ý thông huyền hạt sen, người bây giờ có hay không muốn đổ vật. Linh thạch, ta hiện tại liền ưa thích linh thạch loại này tục vật. Tống Thư Hàng nói, cái gì hàng đều có tiên tử vội la lên, linh thạch cũng không phải tục vật, hắn là trên thế giới đáng yêu nhất đồ vật. Đồ đần, đừng đem loại này chân quý giao dịch cơ hội. Lãng phí ở linh thạch cái này bên trên. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối đều nhìn không được, muốn điểm đối với người vật hữu dụng, khó được cái gì hàng đều có tiên tử muốn từ ngươi nơi này tiến hàng, người muốn cái gì linh thạch. Ta chỉ là đùa giỡn, Tống Thư Hàng nói, hắn đưa tay đặt tại tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối trên người, liên tiếp quét ba phát dưỡng đao thuật. A, chính là cái này cảm giác, lần thoải mái. Trên người vết nứt đều muốn bắt đầu chữa trị. Tâm ma xích tiêu kiếm sảng khoái vô cùng. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, tiên tử, trong tay ngươi có hay không uy lực mạnh mẽ điểm, phẩm giai chút cao đao pháp, hoặc là cận thân chiến đấu thủ đoạn. Đao pháp lời nói, ta cái này còn vừa vặn có một bộ. Cái gì hàng đều có tiên tử nói, nghịch lân đao pháp, ngươi đáng giá có được. Tống Thư Hàng sững sờ, cái gì đao pháp? Nghịch lân đao pháp, cái gì hàng đều có tiên tử lần nữa trả lời. Tống Thư Hàng. Hắn đều cho là mình là nghe lầm, không nghĩ tới thật sự là môn này đao pháp. Nghịch lân đao pháp chính là Tống Thư Hàng chân chính trên ý nghĩa học đệ nhất môn cường đại đao pháp. Môn này đao pháp Tống Thư Hàng nắm giữ lấy ba thức đầu, phân biệt là Long Vũ Thức, Long Lân Thức, cùng Nghịch Lân Thức. Đao ra như rồng, vạn tà không thể xâm thân, thành pháp thành lân, có thể bảo vệ trên dưới chu toàn. Đao ý Nghịch Lân, mạnh nhất phòng thủ chi đao. Rõ ràng có được bá khí đao tên cùng bá khí chiêu thức, nhưng nó lại là cùng bá đạo đao pháp hoàn toàn trái ngược tà đạo phòng thủ chi đao. Theo Tống Thư Hàng thực lực tăng lên, môn này đao pháp bởi vì phẩm cấp quá thấp nguyên nhân, đã dần dần theo không kịp Tống Thư Hàng tiết tấu. Đợi đã, nói không chừng là trùng tên đâu. Cái này chư thiên vạn giới lớn như vậy, có một hai môn đao pháp trùng tên cũng là chuyện rất bình thường. Đặc biệt là mang long chữ công pháp, trùng tên khả năng càng lớn hơn. Tiên tử, người nói môn này nghịch lân đao pháp có cái gì chỗ đặc thù không? Tống Thư Hàng hỏi. Vấn đề này người hỏi thật hay. Cái gì hàng đều có tiên tử đưa tay lấy ra một đài máy tính bảng,
ở phía trên huy động mấy lần, sau đó nói, môn công pháp này, chính là trong thiên hạ ít có mở ra lối riêng đao pháp. Cùng đương kim chủ lưu đao pháp hoàn toàn khác biệt, sáng tạo môn này đao pháp người, bị sư phụ ta đánh giá là chân chính thiên tài đao khách. Tống Thư Hàng. Đây là một môn từ bỏ công kích, chuyên đi phòng ngự đao pháp. Ngươi không cách nào tưởng tượng, từ bỏ công kích về sau, một lòng phòng thủ đao pháp đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Cái gì Hàng đều có tiên tử cảm thán nói. Tống Thư Hàng vươn tay ra, tiên tử chờ một lát. Sau đó hắn đứng dậy, tay phải tìm tòi bảo đao phách toái từ hạch tâm thế giới bên trong chui ra, rơi xuống trong tay hắn. Tống Thư Hàng đưa tay lắc một cái, phách toái trên đao hàng rào thu nhỏ, hóa thành trên đao gai ngược. Một đao kia nếu là đâm vào thân thể, đừng đề cập sẽ có nhiều chua thoải mái, phía trên gai ngược tuyệt đối có thể muốn mạng người. Cái gì Hàng đều có tiên tử tò mò nhìn Tống Thư Hàng, không biết hắn muốn làm gì. Đầu tiên, Long Vũ Thức, Tống Thư Hàng huy động bảo đao phách toái, cường hoành đao khí từ bảo đao trên bộc phát, đao khí ngưng tụ không tan, hóa thành một đầu đao khí chân long, tại Tống Thư Hàng bên người bay múa. Tại Long Vũ Thức thi triển thời điểm, đao ý khôi giáp bị kích hoạt. Đao ý bắn ra, phối hợp với hộ thể chân long đao khí, trên người Tống Thư Hàng hóa ra một bộ tinh mỹ khôi giáp. Cả cái quá trình tựa như là biến thân đồng dạng, lão soái khí. Khôi giáp đao ý ngoại trừ bản thân đường đi sai lệch bên ngoài, cái khác các phương diện đều rất hoàn mỹ. Bất kể là phòng thủ cường độ, cuối cùng phòng thủ phản kích uy lực cùng bề ngoài mỹ quan, cũng không có có thể bắt bẻ. Nghịch lân đao pháp tiến hóa bản, đao ý khôi giáp. Tiên tử muốn hay không tìm hiểu một chút, có thể soái. Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên. Cái gì Hàng đều có tiên tử, người đây là đao ý. Không phải khải ý. Hàng thật giá thật đao ý. Tiên tử ngươi chỉ cần tinh tế cảm ứng một chút, liền có thể từ nơi này khôi giáp trên cảm nhận được của ta đạo ý ý chí. Tống Thư Hàng vỗ vỗ trên người mình tinh mỹ khôi giáp, nói, mà lại, lực phòng ngự nhất lưu, không kém gì khải ý. Cái gì Hàng đều có tiên tử. Đâm tâm, ta chỉ là muốn hướng ngươi chào hàng nghịch lân đao pháp, ngươi liền tiến hóa bản đạo ý đều chỉnh ra tới, làm ăn này còn thế nào làm. Cuối cùng. Cái gì Hàng đều có thể tiến tiên tử vẫn là thành công cùng Tống Thư Hàng hoàn thành nghịch lân đao pháp đổi đao ý thông huyền hạt sen giao dịch. Bởi vì bá Tống Huyền Thánh trong tay nghịch lân đao pháp, cũng không phải là bản đầy đủ. Sở dĩ, xem ở tiên tử trên mặt mũi, hắn cố mà làm dùng một nhóm đao ý thông huyền hạt sen cùng tiên tử hoàn thành giao dịch, đổi lấy đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn nghịch lân đao pháp. Mà cái gì Hàng đều có tiên tử, vì hoàn thành khoản giao dịch này. Dán lên hai tấm bảo hiểm khoán. Chính là do nàng và sư phụ đang thử doanh khai thác bảo hiểm nghiệp vụ, bảo khoán nơi tay, gặp được đại nguy nan lúc, nàng và sư phụ sẽ thông qua không gian lực lượng cách không vớt người. Trên tổng thể tới nói, song phương đối lần này giao dịch cũng còn tính hài lòng. Cái gì Hàng đều có tiên tử mang theo một nhóm kia đao ý thông huyền hạt sen, hài lòng rời đi. Tống Thư Hàng đồng dạng hài lòng thu hồi nghịch lân đao pháp bản đầy đủ cùng hai tấm bảo khoán. Làm ăn lúc, không thể tùy tiện làm cho đối phương biết người rất muốn thứ nào đó, nếu không đối phương liền sẽ thừa cơ ép giá. Đạo lý này, là món hàng gì đều có tiên tử trước đó nhắc lên. Tống Thư Hàng sau khi nghe xong cảm giác vô cùng có đạo lý, thế là liền đem lời này ghi ở trong lòng, cũng học để mà dùng. Sở dĩ, mặc dù hắn vẫn là rất muốn đem nghịch lân đao pháp bù đắp, nhưng vì ép cái giá, hắn cố ý hướng cái gì Hàng đều có tiên tử thể hiện rồi bàn tay mình cầm nghịch lân đao pháp ba thức đầu, cũng tú tú bản thân đao ý khôi giáp. Hiệu quả quả thật rất không tệ, cái gì Hàng đều có tiên tử dán lên hai tấm bảo khoán. Mặc dù cái này bảo khoán đối Tống Thư Hàng bản thân không có tác dụng lớn gì, hắn có hạch tâm thế giới, gặp được phải dùng không gian năng lực đi đường nguy nan, hắn có thể trực tiếp trốn vào hạch tâm thế giới. Nếu như hạch tâm thế giới túng, liền đại biểu cho không gian bị phong tỏa. Kia cái gì Hàng tiên tử cùng cái gì đều có thể bán đại lão cũng vô pháp thông qua không gian phong tỏa tới cứu hắn. Nhưng cái này bảo khoán, dùng để tặng người cũng không tệ. Đáng tiếc số lượng thiếu một chút, chỉ có hai tấm, đến lúc đó muốn đưa ai tốt. Đúng rồi, Thư Hàng tiểu hữu. Cái này lúc, Bạch Long tỉ tỉ nhẹ nhàng tới, ôn nhu nói, trong điện thoại di động của ngươi, có Ngư Kiều Kiều phát tới bản đầy đủ thần binh kỳ giám. Ngươi có rảnh có thể nhìn một chút. Bất quá, Tống đầu gỗ mân mê đi ra đồ vật, ngươi đừng ôm kỳ vọng quá lớn.
Tạ ơn Bạch Long tỷ tỷ, đúng, A Thập Lục tỉnh chưa? Tống Thư Hằng hỏi. Hừm, đã tỉnh, lập tức đi ra. Bạch Long tỷ tỷ mỉm cười nói. Tống Thư Hằng đưa tay lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra phần mềm chat, lật ra mình và Ngư Kiều Kiều nói chuyện phiếm dưới diện, nhìn lướt qua thần binh kỳ giám nội dung. Nghe danh tự cái này tựa hồ là một cái xem xét thần binh pháp thuật. Tống Thư Hằng đối Tống Đầu Gỗ nghiên cứu ra được đồ vật, cảm thấy rất hứng thú. Không biết tên kia lại sẽ chỉnh ra hoa dạng gì. Nhìn kỹ phía dưới, trong lúc này cho cùng xem xét thần binh hoàn toàn không quan hệ. Đây là một cái tiểu pháp thuật, cửu phẩm kiếp tiên cấp bậc cường giả có thể sử dụng pháp thuật. Đơn giản tới nói, thông qua pháp thuật này, kiếp tiên cường giả có thể tại thần binh pháp khí bên trên, lưu lại một chỉ có mình có thể cảm ứng được phù văn tiêu ký. Đến lúc đó, vô luận cái này thần binh pháp khí hoặc là vật phẩm, ném đến đi đâu rồi, đều có thể thông qua phù văn tiêu ký, trong nháy mắt đưa nó gọi trở về. Có cái này tiểu pháp thuật, mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng ta ném đồ vật, lại không tìm về được Tống Đầu Gỗ. Tống Thư Hàng, cửu phẩm kiếp tiên thì ngon a. Cửu phẩm kiếp tiên liền có thể dùng không gian năng lực muốn làm gì thì làm a. Hoàn toàn không dùng được pháp thuật, Tống Thư Hàng thở dài. Tại sau lưng của hắn, công đức xà mỹ nhân như có điều suy nghĩ xoa cằm. Một lát sau, công đức xà mỹ nhân đột nhiên đưa tay, tại Tống Thư Hàng bảo đao phách toái trên vỗ một trường. 3. Một đầu tiểu xà trạng phù văn tiêu ký, bị lạc ấn tại bảo đao phách toái bên trên. Tống Thư Hàng, cái này thần binh kỳ giám không phải cửu phẩm kiếp tiên mới có thể sử dụng pháp thuật sao? Vì cái gì công đức xà mỹ nhân như thế tự nhiên liền thi triển ra? Công đức xà mỹ nhân khi còn sống có được cửu phẩm kiếp tiên phía trên thực lực, nhưng vấn đề nàng hiện tại là công đức chi quang trạng thái, cũng không có cửu phẩm kiếp tiên công năng. Hi 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 hi, công đức xà mỹ nhân kiêu ngạo quơ quơ tay nhỏ. Không có người chú ý tới, tại nàng cái đuôi bên dưới cái kia công đức phỉ kình thể nội, có một đoạn kiếp cốt tại có chút lấp lóe. Cửu phẩm thiên kiếp, đệ nhất kiếp về sau có thể tại thể nội sinh ra kiếp tiên sinh cơ. Để tu sĩ sinh cơ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đột phá cực hạn. Mà cửu phẩm thiên kiếp đệ nhị kiếp về sau, tu sĩ thể nội có thể ngưng tụ ra kiếp cốt tới. Kiếp bên trong lại được xưng là không gian xuyên toa giấy thông hành, bình thường mà nói, độ xong cửu phẩm tiên kiếp về sau, phối hợp với kiếp cốt, cửu phẩm kiếp tiên liền có thể tiếp xúc cũng sử dụng không gian lực lượng. Tống Thư Hàng cũng là tự mình vượt qua cửu phẩm thiên kiếp đệ nhị kiếp nam nhân. Nhưng đáng tiếc bản thân hắn không có đủ bát phẩm huyền thánh cảnh giới, dù cho vượt qua thiên kiếp, trong cơ thể hắn cũng vô pháp sinh ra kiếp cốt. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, nếu không thử một chút thông qua thần binh kỳ dám đem phách toái đao triệu hoán tới. Bây giờ Tống Thư Hàng, cũng là có được trái tim lớn nam nhân. Một số tu sĩ tầm thường đều không thể tiếp nhận sự tình, hắn hiện tại liền có thể rất nhanh thích ứng. Có một số việc, như là đã phát sinh. Vậy cần để ý cũng không phải là quá trình, mà là kết quả công đức xà mỹ nhân có thể thi triển thần binh kỳ giám đã là sự thật, không cần đi xoắn suýt. Dù sao cũng không phải chuyện gì xấu. Công đức xà mỹ nhân bày ra một cái khỏe đẹp cân đối vận động viên tư thế, nhanh chóng gật đầu. Đi, Tống Thư Hàng thi triển ngự đao thuật, bảo đao phách toái siêu một chút vọt hướng lên bầu trời, rơi xuống điền thiên đảo một chỗ khác, sau đó hắn xoay đầu lại nhìn về phía xà mỹ nhân. Công đức xà mỹ nhân theo thần binh kỳ giám trên ghi chép phương pháp, bắt đầu triệu hoán bảo đao phách toái. Cách một cái điền thiên đảo cự ly, nàng cũng có thể cảm ứng được bảo đao phách toái vị trí, nhưng là nàng căn bản không có cách nào đưa nàng gọi trở về, nàng không có đủ không gian năng lực. Muốn thi triển không gian năng lực, cần có được kiếp cốt, còn cần vượt qua cửu phẩm ngàn ngày thiên kiếp. Công đức xà mỹ nhân quơ hai tay thi pháp nửa ngày, không có hiệu quả. Nàng cứng ngắc xoay đầu lại, nhìn qua Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng đang nghĩ ngợi muốn làm sao an ủi công đức xà mỹ nhân, vừa trên đột nhiên truyền đến một trận cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Là tạo hóa tiên tử. Nàng phình bụng cười to, cười lăn lộn đầy đất, tư thái mười phần trào phúng. Nàng và công đức xà mỹ nhân tức hợp tác ăn ý, lại là đối thủ cạnh tranh. Công đức xà mỹ nhân thâm thụ đả kích, nàng ủy khuất bắt lấy bản thân đuôi rắn. Một đường chạy trở về đến Tống Thư Hàng thể nội. Quả nhiên, đối Tống Đầu Gỗ công pháp chờ đợi không thể quá cao. Hắn mân mê đi ra đồ vật, 10 cái có 8 cái là chơi đùa lung tung. Bạch Long tỷ tỷ bình tĩnh nói, nàng hiển nhiên liền bị hại nặng nề,
cho nên đối với Tống đầu gỗ mân mê đi ra đồ vật, ôm rất cao lòng cảnh giác. Tống Thư Hàng tiếc nuối nói, đáng tiếc, nếu như cái này thần binh kỳ giám thật có thể sử dụng, cảm giác sẽ có tác dụng lớn. Tỷ như, thời điểm chiến đấu, cho địch nhân pháp khí trên in dấu cái phù văn tiêu ký, có phải hay không có thể đem địch nhân pháp khí trực tiếp cướp đoạt tới? Mặc dù rất có thể lập tức bị đối phương khống chế đoạt lại đi, nhưng xuất kỳ bất ý đến một chút, nói không chừng có thể ảnh hưởng chiến cuộc. Lại tỷ như Vân Tước Tử tiền bối nếu như đem bất hủ chi cốt cướp về sau, liền có thể cho bất hủ chi cốt đi lên cái ấn ký. Còn có, Bạch tiền bối một mực đang thử nghiệm bắt mọc ra mắt tinh cầu, nếu có cơ hội cho mọc ra mắt tinh cầu trên người in dấu một cái, nó có phải hay không liền chạy không xong rồi. Tống Thư Hàng nghĩ thật tư tư. Đáng tiếc, cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi. Hắn đưa tay bấm một cái đạo ấn, đang chuẩn bị thi triển ngự đao thuật đem bảo đao phách toái gọi trở về. Nhưng đột nhiên, hắn bóp đạo ấn tay có chút dừng lại công đức xà mỹ nhân bóp lấy chóp đuôi nhọn chạy trở về thân thể của hắn về sau, công đức phì kình cũng theo đó lăn trở về. Tại công đức phì kình trở về thân thể lúc, Tống Thư Hàng đột nhiên trong cõi u minh có một loại cảm ứng. Ý thức của hắn, thông qua cái viên kia rắn hình phù văn, rõ ràng khóa chặt bảo đao phách toái vị trí. Đồng thời trong lòng của hắn có một loại cảm giác, phảng phất bản thân chỉ cần khẽ vươn tay, liền có thể đem bảo đao phách toái thu hồi lại đồng dạng. Thế là Tống Thư Hàng vươn tay ra, trong hư không bắt a bắt, bắt a bắt. Thư Hàng, ngươi làm gì đâu? Đậu đậu giống nhìn đồ ngốc đồng dạng nhìn lấy Tống Thư Hàng. A, Tống Thư Hàng đình chỉ trong hư không bắt động tác. Hắn lâm vào trầm tư trạng thái. Rõ ràng cảm giác chỉ cần khẽ vươn tay liền có thể đem bảo đao phách toái thu hồi, có phải hay không còn thiếu khuyết cái gì thời cơ. Thế là, hắn đem bản thân vừa rồi cảm thụ, hướng về Xích Tiêu kiếm tiền bối cùng Bạch Long tỷ tỷ miêu tả một lần. Bạch Long tỷ tỷ sau khi nghe xong, cười nói, ta xem như minh bạch. Cái gì thần binh kỳ giám, nói rõ ràng chính là một cái cùng loại không gian tọa độ pháp thuật. Kiếp tiên có được không gian năng lực, chỉ cần có tọa độ. Bọn hắn đương nhiên có thể mở ra không gian thông đạo, đem vật phẩm thu hồi. Ân, chơi đùa lung tung. Tâm ma Xích Tiêu kiếm, mà ngươi cũng không có không gian lực lượng, đương nhiên không cách nào dựa vào cái này cùng loại không gian tọa độ phù văn tiêu ký, đem phách toái đao thu hồi. Tống Thư Hàng. Sở dĩ cái này thần binh kỳ giám mới là cửu phẩm kiếp tiên mới có thể sử dụng cũng nắm giữ pháp thuật nhưng đối với cửu phẩm kiếp tiên tới nói, pháp thuật này lại thoáng có chút gân gà. Vậy ta có thể học tập pháp thuật này không? Ta có không gian thiên phú. Bạch tiền bối phân thân nói. Tống Thư Hàng đưa tay đem điện thoại di động của mình đưa cho Bạch tiền bối, đem Ngư Kiều Kiều gửi tới thần binh kỳ giám nói chuyện phiếm ghi chép lôi ra đến, lại nói, một hồi ta đem bản này thần binh kỳ giám phát đến Cửu Châu Nhất Hào quần quần cùng hưởng bên trong, hứng thú các tiền bối đều có thể nhìn xem. Bạch tiền bối từ đầu tới đuôi sau khi xem xong, đưa tay đặt tại Tống Thư Hàng trên điện thoại di động. 3. Một cái trắng noãn sắc nguyệt nha tiêu ký xuất hiện tại Tống Thư Hàng điện thoại mặt sau, lại rất nhanh ẩn tàng không thấy, hóa thành chỉ có Bạch tiền bối phân thân có thể nhìn thấy phù văn ấn ký. Lần này Tống Thư Hàng không có một tia kinh ngạc hoặc chấn kinh. Bạch tiền bối đưa điện thoại di động trả lại Tống Thư Hàng, sau đó hắn bước nhanh đến 100 mét có hơn, thử nghiệm thi triển thần binh kỳ giám. Tống Thư Hàng trước mặt đột nhiên xuất hiện một tay nắm, bắt hắn lại điện thoại, đưa nó cướp đi. Cái gọi là triệu hoán bảo vật phương pháp, lại muốn kháo tay đến cướp đoạt. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật. Hắn triệt để đẩy ngã bản thân trước đó não bổ hình ảnh. Muốn dựa vào lấy một chiêu này, trong chiến đấu đến cướp đoạt địch nhân bảo vật. Đến lúc đó, bàn tay vừa vươn ra bắt lấy bảo vật, địch nhân liền có thể trước tiên đối bàn tay phát động công kích, thống kích bàn tay. Tay đứt ruột sót, ngẫm lại thôi được rồi. Pháp thuật này rất có ý tứ. Bạch tiền bối nghĩ nghĩ về sau, lại nói, Thư Hàng, từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng, người nên cũng coi là có được không gian lực lượng mới đúng. Tống Thư Hàng, Bạch tiền bối ý tứ, là chỉ hắn hạch tâm thế giới. Nhưng là, hạch tâm thế giới là lẻ hướng thông đạo. Tống Thư Hàng nói, thử một chút a, nếm thử lại không cần tiền. Bạch tiền bối phân thân tiện tay ném một cái, đưa điện thoại di động ném trả lại Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng tiếp nhận điện thoại, nhẹ gật đầu, liền lần nữa nếm thử đối bảo đao phách toái trên người hình rắn phù văn tiến hành cảm ứng. Tới, cái loại cảm giác này lại tới. Hắn lại cảm ứng được bảo đao phách toái,
phảng phất hắn ngay tại bản thân đưa tay có thể đụng chỗ, thế là tay của hắn hai trong hư không ngây ngốc tóm lấy. Đậu đậu nhìn không được nhắc nhở một tiếng, gâu. Đúng rồi, ta phải thử nghiệm thông qua hạch tâm thế giới đi lấy về hắn. Tống Thư Hàng điều chỉnh bên dưới tư thế, hắn đưa tay trực tiếp lọt vào bản thân hạch tâm thế giới bên trong, lấy hạch tâm thế giới làm ván nhảy, thử nghiệm tại bảo đao phách toái bên cạnh mở ra một cái hạch tâm thế giới cửa ra vào. Tương tự thao tác thủ pháp, hắn đã từng cùng mình phân thân thử qua. Phân thân của hắn cùng bản thể đều có được mở ra hạch tâm thế giới quyền lực, sở dĩ chỉ cần phụ một tay, phân thân cùng bản thể liền có thể thông qua hạch tâm thế giới hoàn thành không gian vị trí đổi. Hiện tại, hắn muốn làm chính là càng tiến một bước, đồng thời tại hạch tâm thế giới mở ra hai cái xuất khẩu. Tống Thư Hàng cánh tay tại hạch tâm thế giới bên trong quấy nửa ngày. Không được, luôn cảm giác ta còn thiếu chút gì. Hắn thở dài. Hắn không cách nào tại bảo đao phách toái bên cạnh mở ra hạch tâm thế giới cửa ra vào. Hẳn là thiếu khuyết đối không gian năng lực lĩnh ngộ đi. Tâm ma xích tiêu kiếm nói, dù sao Tống Thư Hàng không phải chân chính cửu phẩm kiếp tiên. Thư Hàng ngươi đang làm gì? Cái này lúc, sở các chủ thanh âm tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai, ngươi một cánh tay tại đầu ta trên đỉnh chỗ trống bắt a gái, nhìn rất kinh dị được không? Tống Thư Hàng, ta tại thử nghiệm một cái pháp thuật đây. Mà lại, sở tiền bối ngươi một cái đầu trong nước ngâm, ta đều chưa phát giác kinh dị. Ta một cánh tay trên không trung nắm lấy, có gì phải sợ? Sở các chủ, nàng yên lặng chui vào hồ nước thổ phao phao, lòng của nàng còn không mọc ra, sở dĩ vô tâm có thể đâm, cho nên nàng đặc biệt bình tĩnh. Quy tiền bối, cái này không thể nhịn a, Thư Hàng ngươi nếu không lại tiễn điểm kho thiên kiếp tiến đến, ta cùng sở các chủ liền tức giận a. Lại nói, ngươi tại nếm thử pháp thuật gì? Chính là tống đầu gỗ nghiên cứu ra thần binh kỳ giám, ta một hồi phát phần cho hai vị tiền bối ngó ngó, kỳ thật rất thực dụng. Tống Thư Hàng trả lời. Quy tiền bối, há, tay ta chép đồ chơi kia. Tống đầu gỗ cái kia thần binh kỳ giám ngươi phá giải. Để cho ta nhìn xem, sở các chủ lại yên lặng nổi lên mặt nước, nói. Tống Thư Hàng, đợi đã. Hắn đem điện thoại di động của mình đưa vào hạch tâm thế giới, đem Ngư Kiều Kiều phá giải đi ra phiên bản lôi ra đến cho sở các chủ cùng quy tiền bối. Một lát sau, phối hợp ta một chút, ta đi ra thử một chút công pháp này. Sở các chủ nói, Tống Thư Hàng, cùng lần trước đồng dạng phối hợp sao? Đang khi nói chuyện, trên đỉnh đầu của hắn vừa dài ra một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài sở các chủ là chân chính đen dài thẳng, tóc của nàng trải rộng ra đến có thể phủ kín cả phòng, đây là nàng trạch không biết bao nhiêu năm mới lưu tóc dài. Phốc đậu đậu nhìn không được cười ra tiếng. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng nhìn thấy Tống Thư Hàng đột nhiên mọc ra một đầu phiêu giật tóc dài, tốt không hài hòa, còn không bằng quang đầu. Sở các chủ tóc dài kéo dài ra, linh hoạt tại trên một tảng đá nhẹ nhàng điểm một cái. Một cái phù văn tiêu ký hiện lên. Hoa khối kia đá bình thường không chịu nổi phù văn tiêu ký lực lượng, vỡ nát ra. Sở các chủ, đá bình thường, cây cối khối lượng không được, in dấu lên phù văn liền sẽ vỡ nát. Sở tiền bối đừng nóng vội. Tống Thư Hàng đưa tay lấy ra một cây trường mâu, đây là từ thiên nhân cái kia lấy được chiến lợi phẩm, tứ phẩm cấp bậc chế thức pháp khí, Tống Thư Hàng trong tay có một bó lớn. Sở các chủ tóc dài tại trường mâu trên nhẹ nhàng điểm một cái, in dấu xuống một cái giản bút phòng ốc phù văn ấn ký. Tiếp đó, nàng tóc dài cuốn một cái, trường mâu đột nhiên hướng lên bầu trời ném đi. Sở tiền bối, có thể hay không dùng quá sức rồi. Tống Thư Hàng lo lắng nói. Sở các chủ hiện tại thế nhưng là hàng thật giá thật trường sinh giả cấp bậc tồn tại, coi như chỉ còn cái đầu, nhưng thực lực còn tại. Nàng cái này một mâu vãi ra, có thể hay không trực tiếp bắn vào vũ trụ. Vạn nhất trên đường không cẩn thận đem máy bay A, vệ tinh nhân tạo A loại hình bắn thủng liền không tốt lắm. Yên tâm, ta khống chế cường độ, sẽ không xảy ra vấn đề. Sở các chủ tự tin nói. Tiếp đó, sở các chủ tóc dài nhẹ nhàng cuốn một cái. Đâm vào đến trong hư không, quấn lấy in dấu lên phù văn ấn ký trường mâu, đưa nó kéo trở về. Có thể là sở các chủ tóc dài, là bám vào Tống Thư Hàng trên đầu nguyên nhân tại nàng thông qua tóc dài đem trường mâu kéo trở về quá trình bên trong, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, tựa hồ bắt được một điểm đầu mối. Một lát sau, trường mâu chậm rãi bị sở các chủ tóc dài kéo về, đột nhiên, Tống Thư Hàng ngửi thấy một cổ mùi máu tươi.
là trường mâu bên trên tán phát đi ra. Xảy ra vấn đề rồi. Sở các chủ cái này một mâu bắn trúng người, không phải là một vị nào đó đạo hữu tại ngự kiếm phi hành lúc, bị bắn thủng a. Tiện tay một mâu chính là tai nạn giao thông, sở các chủ cùng Đông Phương Lục tiên tử có được đồng dạng ẩn tàng gen. Nếu quả như thật ghim chúng đạo hữu lời nói, phải bồi thường đi. Bồi thường, phải trả linh thạch sao? Tống Thư Hàng có chút hoảng, dù sao hắn túi so mặt còn làm tịnh. A, lại nhưng chạy mất, sở các chủ tóc dài kéo về trường mâu về sau, hơi kinh ngạc nói, lúc này trường mâu mũi nhọn bị máu tươi nhiễm đỏ. Tống Thư Hàng lập tức kịp phản ứng, địch nhân. Không biết có phải hay không là địch nhân, bất quá vừa rồi có cái ra hỏa, một mực trốn ở trên bầu trời dòm ngó nơi này, không có hảo ý. Hắn nấp rất kỹ, nhưng ở cảm giác của ta bên dưới hắn có thể ẩn nấp không được. Sở các chủ bình tĩnh nói. Nàng vừa rồi cái kia một mâu, chính là hướng phía ẩn tàng thăm dò ra hỏa vọt tới. Lúc đầu nàng muốn đem đối phương buộc lại, lại thông qua không gian năng lực đem hắn bắt trở về. Không nghĩ tới đối phương lại nhưng chạy thoát rồi, ngược lại là có chút thủ đoạn. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút, hắn đưa tay nhẹ nhàng đi tiếp xúc trường mâu trên máu tươi, kích hoạt xem xét bí pháp. Nếu thật là địch nhân, trước hết nhìn xem có thể hay không đem hắn tin tức giám định ra tới. Chạy hòa thượng chạy không được miếu. Xem xét trả ra đại giới rất nhỏ, cũng liền một vết thương đại giới cấp bậc, loại trình độ này thống khổ đối Tống Thư Hàng tới nói đã không có cảm giác chút nào. Hỗn tạp máu tươi, từ linh thú, hung thú cùng nhân loại máu tươi hỗn hợp mà thành máu tươi, để mà thi triển ma môn tiên huyết ma thần trụ hóa thân bí pháp cần thiết. Mượn nhờ bí pháp, có thể triệu hồi ra tiên huyết ma thần trụ, phối hợp ma thần trụ trên ma thần chi lực, có thể ngưng tụ ra một bộ máu tươi hóa thân. Hóa thân một khi chịu đến chí mạng công kích, liền sẽ tiêu tán không thấy. Thì ra là thế, như vậy địch nhân hẳn không phải là chạy trốn, mà bị sở các chủ đánh nổ. Tống Thư Hàng nói. Mặt khác, tiên huyết ma thần trụ hóa thân bí pháp. Loại này đặc thù rõ ràng ma môn bí pháp, xem xét cũng cảm giác là xuất từ Hà Chỉ Ma Đế nhất hệ chi thủ. Hà Chỉ Ma Đế đoán chừng không nhanh như vậy khôi phục lúc ấy Tống Thư Hàng thế nhưng là dùng nhân quả đao cuốn lên 7 vị trí tôn đại lão lực lượng, chính diện đối bạo hắn, kém chút đem hắn đối chết. Sở dĩ rất có thể là Ma Đế một mạch hậu nhân. Cũng không biết Hà Chỉ Ma Đế tại hiện thế có hay không chính thức truyền thừa lưu truyền tới nay, nói thế nào cũng là đã từng một phương Ma Đế, còn thành lập qua bản thân trên mặt đất Ma Quốc. Nhưng Hà Chỉ Ma Đế tại cực kỳ lâu trước đó, liền trốn vào đến Hắc Long thế giới yên lặng gây sự. Thời gian quá lâu, ai cũng không thể cam đoan trong lúc đó truyền thừa của hắn sẽ phát sinh cái gì. Nếu như Hà Chỉ Ma Đế tại hiện thế truyền thừa đã không có, như vậy sử dụng cái này tiên huyết ma thần trụ hóa thân người. Ta cả đời chi địch à? Tống Thư Hàng ngón tay từ trường mâu trên rời đi. Hắn người có thể nghĩ tới, chỉ có vị này. Cả đời chi địch, ai vậy? Bạch Tiền Bối phân thân hiếu kỳ nói. Công tử Hải, Tống Thư Hàng đưa tay bắn ra, trên ngón tay huyết châu bắn rớt. Tô Thị A Thất, há, là hắn A. Nửa năm trước, công tử Hải liền trốn vào vô cực ma tông chỗ sâu không chịu đi ra, bế quan trùng kích ngũ phẩm cảnh giới. Tính toán thời gian, hắn hiện tại cũng đã độ kiếp thành công đi. A Thất cũng một mực đang gây sự với công tử Hải, nếu như gặp gỡ, hắn không ngại đưa đối phương một đao. Cũng không biết ra hỏa này đi ra không. Tô Thị A Thất nói, theo ta được biết, công tử Hải đã thành công xuất quan, còn ngưng tụ 7 long văn phía trên kim đan, đoán chừng có thể là 8 long văn cấp bậc. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, mà lại, hắn nên được đến Hà Chỉ Ma Đế truyền thừa. Ngay từ đầu, ta hoài nghi hắn lấy được chỉ là Ma Đế tiên chủ truyền thừa, hiện tại xem ra. Khả năng hắn đạt được càng nhiều truyền thừa. Chờ lần này cùng Thanh Loan tiên tử hoàn thành giao dịch. Tự cùng A Thập Lục cùng một chỗ tìm hắn đi đúng, vẫn phải trước cùng A Thập Lục cùng đi Nho Gia, dù sao đáp ứng Hằng Hỏa Tiền Bối đi Nho Gia làm khách đã rất lâu rồi. Gia hỏa này, vận khí cũng không tệ, là một tên phiền toái. Tô Thị A Thất sờ lên cái cằm râu ria, quả nhiên vẫn là trước tìm cơ hội đem hắn chặt đi, càng là loại tính cách này hỗn đản gia hỏa, tốc độ lên cấp ngược lại càng nhanh, thời gian lâu dài rất dễ dàng trở thành hậu hoạn. Tống Thư Hàng lặng lẽ rụt đầu một cái mặc dù A Thất nhằm vào chính là công tử Hải, nhưng hắn chẳng biết tại sao, luôn cảm giác cổ phát lạnh. Công tử Hải, từ ta tự mình tới giải quyết. Tô Thị A Thập Lục thanh âm vang lên,
hôm nay nàng người mặc đơn giản màu trắng áo thun quần sót jean, đầu đội mũ lưỡi chai che khuất long giác, tận lực khí tức thanh xuân. Nàng bây giờ, nhìn tựa như là 15 tuổi thiếu nữ. Trong giọng nói của nàng tràn đầy tự tin. Ở sau lưng nàng đi theo Tô gia thiếu niên Tô Không Vân, lúc này Tô Không Vân tinh thần uể oải, hắn trong lúc hôn mê, kinh lịch tạo hóa pháp vương ma âm rót não, liền làm hai ngày ác mộng. Đậu đậu lè lưỡi, gâu, A Thập Lục một mình ngươi không có vấn đề sao? Cái kia gọi bàn đại hải gia hỏa đã tám long văn kim đan cảnh giới, ngươi xác định mình bây giờ có thể chém chết hắn. Không phải bàn đại hải, là công tử hải, thất sinh phù phủ chủ lên tiếng nhắc nhở. Đến lúc đó ta cùng A Thập Lục cùng đi đối bàn đại hải. Tống Thư Hàng bắt lấy tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối, đưa nó treo ở sau thắt lưng, hai chúng ta đánh hắn một cái, khẳng định không có vấn đề. Lúc trước ta cùng A Thập Lục là bị công tử hải cùng một chỗ hố, cùng chung mối thù, báo thù đương nhiên cũng phải cùng một chỗ. Đậu đậu, hai người các ngươi hai đánh một, có thể hay không quá hiếp đáp người. Đã như vậy, cái kia công tử hải liền giao cho các ngươi hai đi giải quyết đi. Tô Thị A thất cười ha ha nói. Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng gật đầu, lúc trước chúng ta bị công tử hải đùa bỡn trong lòng bàn tay, bây giờ đương muốn để hắn trả giá đắt. Trong tay của ta có mấy loại biện pháp, có cơ hội khóa chặt công tử hải. A Thập Lục gần nhất muốn bất hòa ta cùng một chỗ hành động đi. Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên. Tô Thị A Thập Lục phất qua bên tai sợi tóc, nhẹ giọng đáp, ừm. Tống Thư Hàng đồng dạng đưa tay hất lên mái tóc đen nhánh, bạch tiền bối, chúng ta bây giờ liền lên đường trở về Giang Nam Đại học thành như thế nào? Bạch tiền bối phân thân một mặt đơ hình, tựa hồ đang trầm tư lấy sự tình. Nghe được Tống Thư Hàng lời nói lúc, hắn tùy ý gật đầu lên tiếng, ừm. Như vậy các vị tiền bối, chúng ta sau này còn gặp lại. Đúng, các tiền bối nếu như nhà ai có đệ tử muốn độ 2 tấn 3 thiên kiếp thời điểm, xin liên lạc một chút ta. Vì lần sau chúng ta Cửu Châu nhất hào quần liên hoan, ta nghĩ trước dự trữ một số nguyên liệu nấu ăn. Tống Thư Hàng đột nhiên lại nhớ tới việc này. Đông Phương Lục tiên tử, miễn phí người hộ đạo sao? Miễn phí. Tống Thư Hàng vỗ ngực bảo đảm nói ra mặt vẫn là quá mỏng, mất hết mặt mũi muốn thu phí. Sở dĩ, mạo xưng là trang hảo hán giảng chính là hắn loại người này. Vậy chúng ta liền không khách khí á. Đông Phương Lục tiên tử cười nói tự nhiên. Hừm, bá Tống Huyền Thánh miễn phí hộ đạo độ kiếp, hạng mục này không tệ. Đã như vậy, bần đạo cũng không cùng Thư Hàng tiểu hữu khách khí. Cổ Hồ Quan Chân Quân cười ha ha nói. Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên. Chỉ cần ta có thể có chút thời gian, theo gọi theo đến. Chúng ta bây giờ liền xuất phát sao? Bạch tiền bối phân thân hỏi, dứt lời hắn đưa tay trên không trung vung lên, mở ra một đầu không gian kẽ nứt. Lập tức tới ngay, đúng, hăng hỏa tiền bối, ngươi cùng ta cùng một chỗ hành động không? Chúng ta trước về Giang Nam Đại học thành, sau đó liền đi Nho ra. Tống Thư Hàng nhìn về phía hăng hỏa chân quân nói. Hăng hỏa chân quân, đang có ý này. Không, không gian thông đạo, Tô Không Vân nhìn thấy cái này không gian kỳ diệu kẽ nứt, nhìn không được áp sát tới, muốn đưa tay đi sờ sờ truyền thuyết này bên trong cửu phẩm không gian thông đạo. Tô Thị A thất kịp thời kéo hắn lại, ngu xuẩn, đừng thứ gì đều muốn đụng lên đi sờ. Tô Không Vân lộ ra lúng túng tiếu dung, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này đi theo A Thập Lục đi ra, hắn không chỉ có thành công tấn thăng tam phẩm cảnh giới, còn mò tới rất nhiều đẳng cấp cao đồ vật, lần này kinh lịch. Trở về đủ hắn thổi nửa năm nghiêu. Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, Hằng Hỏa Chân Quân cùng Bạch Tiền Bối phân thân cùng Cửu Châu Nhất Hào Quần thành viên tạm biệt. Tạo hóa tiên tử lặng lẽ từ trên thân tạo hóa pháp phương rời đi, trốn vào Tống Thư Hàng thể nội. Như vậy các vị tiền bối, chúng ta sau này còn gặp lại. Tống Thư Hàng ôm quyền hành lễ, quay người hướng không gian kẽ nứt bước đi. Đợi đã, Thư Hàng, người đã quên sự kiện, cái này lúc Tống Thư Hàng cái kia một đầu mái tóc đen nhánh trên có âm thanh phát ra. Tống Thư Hàng, chuyện gì? Sở các chủ xuyên thấu qua mái tóc, đối Cửu Châu Nhất Hào Quần thành viên quảng bá nói, công ty của ta hiện chiêu một nhóm linh thực sư cùng tuần thú sư, đãi ngộ mặc dù bình thường, nhưng mỗi tháng có kiếp tiên cùng trường sinh giả giảng pháp nội dung có thể thu copy. Các vị tiểu hữu trong môn phái có thích hợp để đó không dùng linh thực sư hoặc tuần thú sư, có thể cân nhắc đến Thư Hàng cái này báo danh. À, ta kém chút liền quên đi, Tống Thư Hàng nói, các vị tiền bối,
kỹ càng tình tiết chúng ta đến lúc đó tại quần bên trong trò chuyện. Tiền lương phúc lợi phương diện, ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp kiếm tiền. Đừng nói tiền lương quyền lợi, cái này đãi ngộ, thu tiền đều có người xin nhận lời mời được không? Lệ Chi tiên tử cười nói, ta đến lúc đó đi môn phái thay ngươi tuyên truyền một chút. Mỗi tháng có kiếp tiên giảng pháp, thậm chí là trường sinh giả giảng pháp, cái này nhận lời mời danh ngạch tận lực nội bộ tiêu hao, cũng không thể tiện nghi ngoại nhân. Ha ha, phiền phức các vị tiền bối. Tống Thư Hàng dứt lời, nhanh chân bước vào không gian kẽ nứt. Tại hắn bước vào không gian kẽ nứt thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên Bạch tiền bối phân thân thanh âm, Thư Hàng, người nói nếu như ta cắt miếng, có thể hay không chế tác thành mỹ vị tâm ma sashimi. Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối phân thân lúc nói chuyện dùng chính là truyền âm nhập mật, chỉ có Tống Thư Hàng nghe được thanh âm của hắn. Vọng Thiên, cái này đáng sợ vấn đề muốn làm sao trả lời. Lúc trước muốn cắt bạch tiền bối phân thân làm sashimi suy nghĩ, tại hắn cực kỳ mạnh mẽ cầu sinh dục vọng bên dưới, tại suy nghĩ sinh ra trong nháy mắt liền bị trấn áp đến chỗ sâu trong óc, khiến cho hắn vĩnh thế thoát thân không được. Vì cái gì bạch tiền bối phân thân hiện tại nhấc lên cắt đứt tự mình làm sashimi việc này? Bạch tiền bối phân thân không phải là không có độc tâm thuật loại này bắc pháp thuật sao? Là trùng hợp, vẫn là bạch tiền bối phân thân lúc ấy đọc đến hắn chợt lóe lên suy nghĩ. Trọng yếu là, ta hiện tại muốn làm sao? Tống Thư Hàng não hải phi tốc vận chuyển về sau, lớn tiếng trả lời, bạch tiền bối, ta lựa chọn sống sót. Bên trên Tô Thị có thể thập lục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối phân thân một mặt mặt đơ, mảy may nhìn không ra nội tâm của hắn ba động. Sau một khắc, không gian kẽ nứt dần dần khép lại, đem bạch tiền bối phân thân, Tô Thị A thập lục, Hàng Hỏa chân quân cùng Tống Thư Hàng thân ảnh bao khỏa, biến mất không thấy gì nữa. A, đúng, phách toái, Tống Thư Hàng nhìn lấy biến mất điền thiên đảo hình ảnh, trong đầu đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện. Hắn bảo đao phách toái còn cắm ở điền thiên đảo trên bờ cát, không có thu hồi lại. Chuôi này bảo đao từ hắn bước vào tu sĩ giới không lâu sau, vẫn làm bạn hắn, thẳng đến ngũ phẩm cảnh giới, cùng hắn ở giữa có cảm tình sâu đậm. Không nghĩ tới hôm nay đi quá mau, lại nhưng quên đưa nó trước nhổ trở về. Nội tâm đột nhiên có loại mãnh liệt áy náy cảm giác. Một hồi đến Giang Nam địa khu về sau, cùng điền thiên đảo cách thiên sơn vạn thủy, bảo đao phách toái vị trí liền sẽ vượt qua Tống Thư Hàng ngự đao thuật phạm vi, trong thời gian ngắn hắn liền không cách nào dựa vào ngự đao thuật đưa nó mang về. Không có biện pháp, chỉ có một hồi cho điền thiên tiền bối phát cái tin nhắn ngắn, mời hắn hỗ trợ thu về một chút bảo đao phách toái, đưa nó đảm bảo một chút. Trong lúc đang suy tư, một loại thang máy dừng hẳn cảm giác truyền đến. Tống Thư Hàng đám người đã đến Giang Nam Đại học thành trên không vị trí, bị tầng một huyễn thuật bao phủ, sẽ không bị người bình thường phát giác được dị dạng. Bạch tiền bối cùng Hằng Hỏa chân quân chân đạp hư không, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào to lớn đám mây bên trên. Tống Thư Hàng đạp không lúc, Hắc Liên tự động hiển hiện. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngưng tụ ra một đóa đại Hắc Liên, cung cấp Tô Thị A thập lục dừng chân. Tiếp đó, hắn đưa tay nhéo nhéo mặt mình, lại sờ lên phần eo, ta sống từ không gian thông đạo bên trong đi ra rồi. Tại không gian thông đạo bên trong lúc, bạch tiền bối không có làm khó hắn. Chẳng lẽ, bạch tiền bối phân thân muốn cắt đứt chính hắn làm sashimi ý nghĩ, không phải độc tâm thuật kết quả, mà là chính hắn ý tưởng đột phát. Nếu thật như thế, cái này bạch tiền bối mặt đơ phân thân, trình độ nào đó mà nói thực sự quá mạnh. Thanh Loan tiên tử tới rồi sao? Bạch tiền bối phân thân một mặt bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng lắc đầu, còn không có liên hệ ta, từ thú tu giới đến Giang Nam Đại học thành hẳn là không chúng ta nhanh. Mà lại, Thanh Loan tiên tử còn muốn chủ bị một bộ phận linh thạch cùng một bộ thánh viên long lực thần công, có thể sẽ tốn hao chút thời gian. Vậy chúng ta tới trước dược sư mua cái kia trong tràng lâu đi. Bạch tiền bối phân thân nói, vừa vặn bản thể ở chỗ này có cái nghiên cứu hạng mục vẫn chưa hoàn thành. Cái gì hạng mục, Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Lần trước chúng ta không phải bắt mấy cái khoa học kỹ thuật tu luyện thành viên à, trên người bọn họ cỡ nhỏ cơ giáp rất thú vị. Còn có loại kia đem thân thể người cải tạo thành máy móc kỹ thuật, cũng chơi rất vui. Bạch tiền bối nói. À đúng, là bọn hắn à. Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong còn có vị nửa máy móc cải tạo thiếu nữ tóc vàng, bị hắn một đao đâm chết, còn tại phục sinh bên trong. Cũng không biết nàng may mắn như thế nào.
là 1 năm phục sinh vẫn là 10 năm sau phục sinh. Vậy chúng ta đi xuống trước đi, Tống Thư Hàng nói. Ừm, Bạch Tiền Bối phân thân nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó. Liền không có hạ văn. Hằng Hỏa Chân Quân quay người ngắm nhìn Bạch Tiền Bối phân thân, đột nhiên nói, không ổn. Bạch Tiền Bối phân thân chẳng biết lúc nào, xa vào đến trầm tư trạng thái, thất thần. Liền phân thân cũng sẽ thất thần à, Hằng Hỏa Tiền Bối, ổn định. Tống Thư Hàng vội nói, nơi này chính là không trung, vạn nhất Bạch Tiền Bối ngã xuống, chính là tai nạn. Hai người một trái một phải đưa tay chống không xuất hiện tại Bạch Tiền Bối phân thân bên cạnh, nếu là Bạch Tiền Bối phân thân thất thần đất bằng quảng lúc, hai người có thể trước tiên đem hắn đỡ lấy, tránh cho phía dưới Giang Nam địa khu tao ngộ không hiểu thấu hạo kiếp. Đồng thời, Tô Thị A Thập Lục thận trọng ngự lên đao quang, thi triển ngự đao phi hành thuật pháp, đem Bạch Tiền Bối phân thân nâng. Tạm thời an toàn, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Bạch Tiền Bối phân thân vẫn như cũ là hai mắt vô thần trạng thái, tại suy nghĩ sâu xa lấy cái nào đó vấn đề. Sau đó, hắn cất bước trong hư không hành tẩu. Tô Thị A Thập Lục vội vàng phối hợp với ngự đao, Bạch Tiền Bối phân thân đi một bước, nàng độn quang liền theo chuyển một bước. Cứ như vậy, đi hơn 10 bước về sau, Bạch Tiền Bối phân thân đột nhiên tỉnh lại. Vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một việc, hắn một mặt mặt đơ, chậm rãi nói. Không có việc gì liền tốt, Bạch Tiền Bối, đón lấy đến nếu có cái gì muốn suy tư vấn đề, chúng ta về nhà sau lại muốn không muộn. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Ừm, Bạch Tiền Bối phân thân gật đầu nói. Tại thời điểm gật đầu, đột nhiên chân hắn trượt đi, cả người như đạn pháo đồng dạng hướng về phía trước đánh tới. Tống Thư Hàng. Dưới tình thế cấp bách, hắn linh quang lóe lên. Chân thực huyễn tượng, Tống Thư Hàng đưa tay vạch một cái. 99 căn ma thần trụ trong nháy mắt ở bên cạnh hắn trải rộng ra. Cái kia phảng phất, nhiệt tình sa mạc xuất hiện, đem hắn tự thân cùng Bạch Tiền Bối phân thân cuốn vào. Oanh! Bạch Tiền Bối phân thân đất bằng quảng đổ vào trong sa mạc. Chân thực huyễn tượng bên trong đất trời rung chuyển, sa mạc nổ tung lên, nhấc lên một trận bão cát. Bất quá, to lớn sa mạc cũng hoàn mỹ đã nhận lấy Bạch Tiền Bối đất bằng quảng uy lực. Bạch Tiền Bối bản thân cái kia chân thực huyễn tượng tác dụng chủ yếu nhất, sẽ không chính là dùng để tiếp bản thân đất bằng quảng A. Tống Thư Hàng trong đầu đột nhiên hiển hiện qua một cái ý niệm như vậy. Sau một lúc lâu, sa mạc dưới đáy, Bạch Tiền Bối phân thân chậm rãi chui ra. Diệu A, sau khi đứng dậy, Bạch Tiền Bối phân thân đột nhiên mặt không biểu tình, dùng sức chùy bàn tay của mình. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Ta quyết định, Bạch Tiền Bối phân thân chậm rãi nói. Ta về sau liền ở nơi này. Tống Thư Hàng, ta vừa rồi tại cân nhắc rất nhiều chuyện, thân là phân thân, coi ta năng lượng dùng hết thời điểm, liền sẽ biến mất. Vậy có hay không biện pháp để cho ta bản thân lưu lại chút gì dấu vết, chứng minh ta cũng từng tới qua thế giới này. Hiện tại ta đột nhiên phát hiện, người cái này chân thực huyễn tượng kỳ thật cùng ta ngốc địa phương rất tương tự, ta có thể lưu tại nơi này. Bạch Tiền Bối phân thân nói. Nhưng là nơi này là chân thực huyễn tượng, cũng không phải là một mực tồn tại. Ta suy nghĩ thu hồi lúc, hắn liền sẽ biến mất. Tống Thư Hàng nói. Ngươi quên Sở Các Chủ Bích Thủy Các sao? Bạch Tiền Bối phân thân nói. Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối là để cho ta một mực duy trì chân thực huyễn tượng trạng thái. Không, ta nghĩ nói đúng lắm, kỳ thật ngươi đem chân thực huyễn tượng thu hồi, nhưng trên thực tế, hắn vẫn như cũ lấy phương thức đặc thù tồn tại ở bên cạnh ngươi. Bạch Tiền Bối phân thân nói. Sau đó, hắn đứng dậy đi vào Cồn Cát Tiểu Bạch bên người. Bạch Tiền Bối phân thân đưa tay, chậm rãi mò về Tiểu Bạch. Chân thực huyễn tượng bên trong, Tiểu Bạch tựa hồ phát giác ra, hắn chậm rãi xoay đầu lại. Cùng lần trước đồng dạng, Tống Thư Hàng chân thực huyễn tượng bên trong Tiểu Bạch khuôn mặt rất mơ hồ, thấy không rõ hắn ngũ quan. Bạch Tiền Bối phân thân thủ trưởng ấn hướng huyễn tượng bên trong Tiểu Bạch. Huyễn tượng bên trong Tiểu Bạch đột nhiên chậm rãi giơ lên bản thân bàn tay nhỏ, cùng Bạch Tiền Bối phân thân bàn tay tương đối. Bàn tay to cùng bàn tay nhỏ khác ở cùng một chỗ. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch tóc đồng thời theo gió phất phới, đẹp như vẽ. Hừm, chính là loại cảm giác này. Bạch Tiền Bối phân thân chậm rãi nhẹ gật đầu, thu hồi bàn tay của mình. Chân thực huyễn tượng bên trong Tiểu Bạch cũng quay đầu trở lại đi, tiếp tục ngồi ở Cồn Cát bên cạnh ngẩn người. Giao lưu kết thúc. Tốt, chúng ta ra ngoài đi. Bạch Tiền Bối phân thân bình tĩnh nói.
Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tốt. Bạch tiền bối phân thân không phải muốn ở tại chân thực huyễn tượng bên trong à, tại sao lại thay đổi chủ ý? Mặt đờ biểu lộ bạch tiền bối phân thân, tính cách thật sự là suy nghĩ không thấu. Hừm, kết thúc, tiếp tục lưu lại nơi này đã không có ý nghĩa, chúng ta ra ngoài đi. Bạch tiền bối phân thân nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, thu hồi chân thực huyễn tượng. Thân hình của hai người lại xuất hiện tại Giang Nam Đại học thành trên không. Ngay tại Tống Thư Hàng thu hồi chân thực huyễn tượng trong nháy mắt, huyễn tượng trong thế giới, nguyên bản yên tĩnh ngồi ở cồn cát bên trên tiểu bạch khuôn mặt rõ ràng, hắn ngũ quan hiển hiện, hóa thành bạch tiền bối khi còn nhỏ bộ dáng, da thịt trắng noãn, tinh xảo vô hạ. Chỉ là tiểu bạch mặt căng thẳng lấy, mặt không biểu tình. Giang Nam khu vực trên không. Gặp Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối phân thân sau khi xuất hiện, Tô Thị A thập lục ngự đao hướng về phía trước, dùng độn quang tiếp được hai người, Thư Hàng, bạch tiền bối, các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, hoàn hảo không chút tổn hại tổn hại. Không nghĩ tới chân thực huyễn tượng nhanh như vậy liền có thể phát huy được tác dụng. Tống Thư Hàng cười ha ha nói. Bạch tiền bối phân thân không thất thần, một nhóm bốn người ở trên người hất lên huyễn thuật, hướng dược sư mua sắm đại lâu hạ xuống đi. Dược sư đại lâu bên trong. Có đoạn thời gian chưa có trở về, dược sư trong đại lâu tích không ít cho bụi. Tịnh Trần Thuật, Hằng Hỏa chân quân chỉ tay một cái, trong phòng cho bụi toàn bộ bị quét sạch sành xanh, cho bụi ngưng tụ làm một cái đoàn nhỏ, bị chân quân ném đến trong bồn hoa. Tống Thư Hàng, tu chân có đôi khi thật sự là quá thuận tiện. Một số tiểu pháp thuật tại trong sinh hoạt có thể thực dụng, bằng không mà nói chỉ là quét dọn cái này chàng to lớn nhà lầu liền phải lãng phí không ít thời gian. Tống Thư Hàng nhớ kỹ lúc còn nhỏ, mỗi khi gặp ăn Tết lúc, trong nhà hắn liền muốn tiến hành tổng vệ sinh. Khi đó trong nhà tổng vệ sinh không có mướn người, đều là cả nhà ra trận, một chàng lầu nhỏ phòng quét dọn một chút đến, mệt eo đều không thẳng lên được. Nếu là ta lúc còn nhỏ liền đã tiếp xúc đến tu chân, một cái tịnh trần thuật bỏ xuống đến, cả nhà sạch sẽ, ngẫm lại liền thoải mái. Pháp thuật này, quần cùng hưởng bên trong thì có. Hằng Hỏa chân quân mỉm cười nói, một số trong sinh hoạt tiểu pháp thuật, Tam Lãng đạo hữu đều đã từng quy nạp làm một cái văn kiện, Thư Hàng tiểu hữu người có rảnh có thể đi nhìn xem. Tô Thị A thập lục nói, mặc dù biết Tam Lãng tiền bối kỳ thật rất cẩn thận, có được rất mạnh phát minh pháp thuật thiên phú. Nhưng mỗi lần nghe được hắn phát minh một số thực dụng tiểu pháp thuật hoặc là làm một số tỉ mỉ sự lúc, luôn có loại rất không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Tống Thư Hàng, đồng cảm. Ở phương diện này, cũng chớ xem thường Tam Lãng đạo hữu. Hằng Hỏa chân quân cười nói. Một hồi ta đi tải cái này văn kiện, nhìn xem có cái gì có thể học tiểu pháp thuật. Qua chút thời gian sau khi về nhà, nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Tống Thư Hàng cười nói. Trò chuyện lên đề tài này, hắn liền nhớ lại cha mẹ mình. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, thuận tay cho phụ thân gọi điện thoại. Có đoạn thời gian không cho trong nhà gọi điện thoại, không biết cha mẹ vẫn mạnh khỏe không? Uy, Thư Hàng, có đồ vật gì quên rồi sao? Trong điện thoại, truyền đến Tống ba ba cái kia giọng ôn hòa. Tống Thư Hàng, không có đâu, chính là đột nhiên muốn cho các ngươi gọi điện thoại. Mụ mụ có khỏe không? Chúng ta không phải vừa gặp mặt à, tại sao lại hỏi cái này sự? Tống ba ba vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tống Thư Hàng, vừa đã gặp mặt. Không tốt, ba ba chẳng lẽ chạy Giang Nam Đại học thành cùng Khinh Vũ giả trang gặp mặt hắn rồi. Tống Thư Hàng não bổ bên dưới Khinh Vũ cùng cha mẹ của hắn gặp mặt tràng cảnh, trong lòng có điểm bất an nửa đường sẽ không ra nhiễu loạn đi. Tỷ như Khinh Vũ sẽ không ở cha mẹ mình trước mặt, không cẩn thận thể hiện ra nàng nữ yêu mị lực một mặt a. Người mẹ hiện có thể nhảy, rất tốt. Chúng ta bây giờ đánh xe, trước hết rời đi Giang Nam Đại học thành. Qua một thời gian ngắn chúng ta trở về, lại tiện đường tới thăm ngươi. Tống ba ba mỉm cười nói, trong khoảng thời gian này biến hóa của ngươi rất lớn, nghe người bạn ngủ nhắc qua, gần nhất ngươi biến sẽ chiếu cố người. Là biết muội muội hoặc là đệ đệ sắp xuất sinh, sở dĩ học được chiếu cố người đi, Thư Hàng một mực là cái đứa bé hiểu chuyện, nuôi đặc biệt bớt lo. Ha ha, ha ha, Tống Thư Hàng khô khốc một hồi cười. Có rảnh liền cho thêm chúng ta gọi điện thoại. Không có tiền liền sớm điểm gọi điện thoại nói cho ta biết. Tống ba ba lại đề một câu, hắn nghe Tống Thư Hàng bạn ngủ nhắc qua, Thư Hàng đoạn thời gian trước đột nhiên thích trồng cây làm vườn,
mua qua Internet không ít đồ vật, chi tiêu khả năng không nhỏ. Nhi tử khó được đối gieo trồng có hứng thú, thân là phụ thân hắn đương nhiên muốn ủng hộ một chút. Yên tâm đi, ba ba, tiền ta tạm thời không thiếu, nếu quả như thật thiếu ta sẽ gọi điện thoại nói cho ngươi. Tống Thư Hàng trả lời ân, hắn không thiếu phổ thông tiền, thiếu chính là linh thạch. Lại cùng phụ thân hàn huyên một hồi về sau, Tống Thư Hàng cúp điện thoại. Lúc đầu, hắn còn đang suy nghĩ lấy thừa cơ hội, đem tu chân thế giới, hướng phụ mẫu lộ ra một số, cho bọn hắn một cái chuẩn bị tâm lý. Hắn hiện tại đã có được lục phẩm cảnh giới, tại tu sĩ giới cũng có được nhất định danh khí, không còn lo lắng một số hạng giá áo túi cơm. Nếu như có thể mà nói, hắn còn muốn ước phụ mẫu gặp mặt, hướng hai người bày ra một số pháp thuật thần thông, để cho hai người lại càng dễ tiếp nhận tu chân thế giới. Không nghĩ tới phụ mẫu đã sớm một bước cùng Khinh Vũ gặp mặt, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Xấu hổ. Vậy liền lại hoãn mấy tháng đi, Tống Thư Hàng quyết định nói. Chờ đệ đệ hoặc muội muội sau khi sinh, lại cùng phụ mẫu kỹ càng giới thiệu tu chân thế giới. Dù sao, phụ nữ có thai vẫn là không muốn tiếp nhận quá lớn kích thích tương đối tốt. Vừa vặn thừa dịp mấy tháng này, hắn đến đem mình tại hiện thế chỗ kia động phủ hảo hảo quản lý một chút nho ra năm đó tiễn hắn động phủ, ngoại trừ thiên đình mảnh vỡ bên ngoài, còn có một chỗ là phổ thông động phủ. Đến lúc đó, có thể đem phụ mẫu tiếp vào chỗ kia động phủ bên trong ở lại. Thời gian mấy tháng, dù sao qua rất nhanh. Thư Hằng còn không có cùng bá phụ, bá mẫu nhắc lên tu chân sự sao. Tô Thị A Thập Lục co quắp tại trên ghế salon, hỏi. Tống Thư Hằng mỉm cười nói, hừm, dù sao ta tu luyện cũng mới mấy tháng. Trước đó một mực không có cơ hội cùng bọn hắn nhắc lên việc này. Tiếp qua mấy tháng đi, chờ ta tương lai đệ đệ hoặc muội muội sau khi xuất thế, lại để cho bọn hắn hiểu rõ tu sĩ sinh hoạt. Tránh cho phụ nữ có thai tạo thành quá lớn kích thích. Tô Thị A Thập Lục nháy nháy mắt, như có điều suy nghĩ. Tống Thư Hàng đã lục phẩm, nếu như lấy hắn hiện tại tiết tấu xuống dưới, thất phẩm cũng sẽ rất nhanh a. Tống Thư Hàng ngồi vào Tô Thị A Thập Lục bên người, tiện tay mở ra tivi. Tivi trên tấm hình, hiển hiện một cái thập tự giá tiêu ký đồ án, một cái thâm hậu thanh âm nam tử vang lên, không dựng không dục người phúc âm, để mỗi cái gia đình đều hoàn chỉnh, hoan nghênh đi vào bệnh viện, ống nghiệm hài nhi kỹ thuật trong nước thành thục nhất. Tống Thư Hàng. Hắn đổi cái đài, sau đó đem cùng Thanh Loan tiên tử dùng để liên lạc kim loại mâm tròn lấy ra. Tính toán thời gian, tiên tử hẳn là đến đi. Hôm nay, thân không một khỏa linh thạch hắn, cuối cùng có thể vào sổ một món linh thạch. Tống Thư Hàng tại kim loại mâm tròn trên dừng lại mãnh liệt thao tác, thuận lợi cùng Thanh Loan tiên tử có liên lạc. Song phương mở ra hình chiếu 3D công năng. Thông qua hình chiếu, Tống Thư Hàng có thể nhìn thấy Thanh Loan tiên tử đang chuẩn bị thông qua truyền tống trận pháp giáng lâm Hoa Hạ Giang Nam địa khu. Tại bên người nàng đi theo lần trước cùng một chỗ tham gia thực tiên yến đôi kia thiếu nữ, các thiếu nữ trong tay các ôm một cái dương lớn Tống Thư Hàng cách màn hình đều ngửi được linh thạch hương vị. Bá Tống đạo hữu, chúng ta bây giờ xuất phát, ngươi bây giờ tọa độ ở đâu cái vị trí? Thanh Loan tiên tử dò hỏi. Tống Thư Hàng. Ta tại Giang Nam Đại học thành phụ cận một chàng cư dân nhà lầu bên trong, tiên tử ngươi trực tiếp hướng Giang Nam Đại học thành vị trí giáng lâm, ta cảm ứng được khí tức của các ngươi về sau, liền đi cùng các ngươi tụ hợp. Được, Thanh Loan tiên tử khẽ gật đầu, miệng nàng môi hé mở, tựa hồ còn muốn nói điều gì. Cái này lúc, Tống Thư Hàng trong tivi đột nhiên lại truyền ra một cái thâm hậu thanh âm nam tử, không dựng không dục người phúc âm, để mỗi cái gia đình đều hoàn chỉnh, hoan nghênh đi vào bệnh viện. Tống Thư Hàng mạnh mẽ quay đầu, vẫn như cũ là cái kia nhìn quen mắt thập tự giá bệnh viện tiêu chí, vẫn như cũ là quen thuộc quảng cáo cùng thanh âm quen thuộc. Lại xem xét trên TV phương đài truyền hình tiêu ký, đã đổi cái đài không sai. Ta thích nương đấy, hiện tại quảng cáo đều phách lối như vậy sao, thay cái đài lại còn là nhà ngươi bệnh viện quảng cáo. Có tiền cứ như vậy không tầm thường a, có tiền liền có thể vượt mấy cái đài điên cuồng soát quảng cáo. Tống Thư Hàng không chút do dự đem đài lại cho hoán đổi, lần này đổi cái khác tỉnh đài truyền hình có gan ngươi lại vượt qua tỉnh tại cái thứ ba đài đánh quảng cáo A. Tô Thị A Thập Lục đem mặt chôn ở gối ôm bên trong, một trận yêu kiều cười. Không dựng không dục phúc âm, hình chiếu bên trong, Thanh Loan tiên tử khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, lập tức nhớ ra cái gì đó. Thiếu nữ A Lăng, mang thai ngưng thị sao? Thiếu nữ A Yên, bá.
Bá Tống mở bệnh viện. Kim loại mâm tròn bên trong, lại truyền tới hỗn loạn lung tung thanh âm. Vì Thanh Loan tiên tử tiến đưa thú giới tu sĩ, nghe được Bá Tống Huyền Thánh muốn mở bệnh viện tin tức, hổ khu, lang khu, mèo khu, xà khu đều không ngừng chấn động mãnh liệt. Tống Thư Hàng. Không phải ta không, đừng oan uổng ta không có mở trị liệu không dựng không dục bệnh viện. Mà lại ta cường giả giám định thuật, cũng không thể thật sự để cho người ta sinh hạ hài tử, chỉ là một loại thể nghiệm. Muốn thật có thể sinh hạ hài tử, chư thiên vạn giới đã sớm nhân khẩu đại bạo tạc được không? Đại gia đừng hiểu lầm, vừa rồi chỉ là một cái đài truyền hình quảng cáo. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, mà lại, ta không có mở bệnh viện. Bất quá, Thư Hàng ngươi rất thích hợp mở như thế một cái bệnh viện. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm đột nhiên nũng nịu nói. Tống Thư Hàng cũng không quay đầu lại, chuyển tay chính là một phát dưỡng đao thuật. A nha thoải mái thấu đấy Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm tiếng kêu thông qua kim loại tròn thấu truyền lại đến thú tu giới. Đi theo Thanh Loan tiên tử sau lưng thiếu nữ A Lăng, A Yên khuôn mặt nhỏ biến sắc, dùng phức tạp con mắt nhìn qua Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm tiền bối lõa ly âm, có đôi khi là cái đại phiền toái. Không thể lại tùy ý cho Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm tiền bối thi triển dưỡng đao thuật, nếu không sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Cái kia Bá Tống đạo hữu, chúng ta rất nhanh liền đến. Thanh Loan tiên tử mỉm cười, dập máy thông tin. Kim loại mâm tròn trên hình chiếu biến mất. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, thập lục, người nói ta một thế anh danh có thể hay không hủy. Điểm ấy chắc chắn sẽ không, ta có thể cam đoan. A thập lục đem mặt tựa ở gối ôm bên trên, cười hì hì nhìn qua Thư Hàng. Bạch Long tỷ tỷ nói bổ sung, bởi vì ngươi căn bản không có một thế anh danh, đã không tồn tại đồ vật, liền không có hủy cùng không hủy. Ỷ thiên đồ long đâm tâm đao A, tỷ tỷ. Tống Thư Hàng thu hồi kim loại mâm tròn. Sau đó hắn đứng lên, thập lục, chúng ta đi Giang Nam Đại học thành dạo chơi, sau đó trở lấy Thanh Loan tiên tử các nàng vượt giới đến đây đi. Được, A thập lục đem gối ôm để qua một bên, nhẹ nhàng từ trên ghế salon nhảy xuống tới. Bạch tiền bối, Hằng Hỏa tiền bối, chúng ta đi ra ngoài một chút, hẳn là rất nhanh liền trở về. Tống Thư Hàng hướng về phía trên lầu kêu lên. Trợ giúp ta mang một ít hoa quả cùng đồ ăn vặt. Bạch tiền bối phân thân thanh âm vang lên. Vậy ta trước minh tưởng một lát, ở nhà chờ các ngươi. Hằng Hỏa chân quân cười nói. Không có vấn đề, Tống Thư Hàng mở cửa sổ ra, siêu một chút, từ trong cửa sổ nhảy xuống dưới. Tô Thị A thập lục. Đây là không đi đường thường sao? Nàng xem bên dưới bản thân, còn tốt hôm nay mặc là quần bò quần đùi. Thế là, nàng cũng cùng theo một lúc từ trong cửa sổ nhảy xuống. Nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào bồn hoa ở giữa. Nàng mũi chân điểm tại bồn hoa cây giống một mảnh cành lá bên trên, điểm lá mà đứng. Dừng chân thời điểm, A thập lục vừa vặn nghe được Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm đang nhắc nhở Tống Thư Hàng, ta cảm thấy lần sau ngươi vẫn là đi môn đi. Nhảy cửa sổ loại chuyện này làm nhiều, sẽ lên nghiện. Vạn nhất ngày nào, ngươi nghỉ về nhà cùng phụ mẫu ở tại cùng một chỗ lúc, đột nhiên từ cửa sổ nhảy xuống dưới. Không cẩn thận liền quen thuộc. Quen thuộc thứ này, thật sự là đáng sợ. Tống Thư Hàng cảm khái nói. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nếu là không nhắc nhở hắn, hắn đều không chú ý tới mình đã thành thói quen từ cửa sổ nhảy hạ đi ra ngoài phương thức. Kỳ thật, ta cảm thấy Thư Hàng ngươi có thể thông qua thông thường sinh hoạt, một chút xíu hướng bá phụ, bá mẫu thẩm thấu tu chân giới một số tình huống, để bọn hắn giữa bất chi bất giác hiểu rõ một số tu sĩ tin tức. Cứ như vậy, tương lai ngươi quyết định hướng bọn hắn ngả bài lúc. Bọn hắn cũng càng dễ dàng trao nhận một số. Tô Thị A thập lục lấy ra một đôi giày xăng đần mặc vào, lại nhẹ nhàng linh hoạt từ cành lá trên nhảy xuống. Tống Thư Hàng nghe vậy, gật đầu suy tư. Kỳ thật những chuyện tương tự, Thư Hàng người trước kia ngay tại làm. Tô Thị A thập lục xoay người, buộc lên giày xăng đần băng từ, trước kia ngươi cho nhà đưa đi linh mễ, còn có hạch tâm thế giới hoạt tuyển thủy, để bá phụ bá mẫu biến càng thêm tuổi trẻ. Loại chuyện này kỳ thật đều có thể xem như thẩm thấu. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nói bổ sung, đón lấy đến người có thể tăng lớn cường độ, để người nhà có càng nhiều cơ hội tiếp xúc tu sĩ giới vật phẩm. Đến lúc đó chờ người muội muội hoặc đệ đệ khi xuất hiện trên đời, lại đem tu sĩ sự tình ngả bài, sẽ nước chảy thành sông. Hừm, ý kiến hay. Tống Thư Hàng gật đầu nói mặc dù bây giờ hắn cùng phụ mẫu cùng một chỗ sinh hoạt thời gian không nhiều. Nhưng là đệ tử của hắn tiểu thải một mực yên lặng đi theo phụ mẫu bên cạnh.
hắn có thể thông qua tiểu thải, để phụ mẫu tiếp xúc đến một số tu sĩ vật phẩm. Mặt khác, Tống Thư Hàng ý thức nhìn về phía bản thân hạch tâm thế giới bên trong một cái hố đá bên trong. Trong này chứa đến từ Hắc Long thế giới thiên trì thạch nhũ. Những ngày này ao thạch nhũ có được hóa hình năng lực, hiệu quả cùng loại với hóa hình đan, có thể làm cho yêu tu tại ngũ phẩm trước, liền đạt được hóa hình hiệu quả. Một hồi ta liên hệ tiểu thải, Tống Thư Hàng nói, thuận tiện có thể cho tiểu thải phục dụng một điểm thạch nhũ, để cho nàng sớm ngày hóa hình, có trợ giúp nàng tăng lên tu luyện hiệu quả. Giang Nam Đại học Thành. Tống Thư Hàng cùng A Thập Lục dựa chung một chỗ, ở trên người chụp lên tầng một huyễn thuật hiệu quả. Hai người trong Giang Nam Đại học Thành đi dạo một vòng, sau đó lặng lẽ đi vào Tống Thư Hàng ký túc xá. 2019 năm ngày 18 tháng 11, thứ hai, giữa trưa thời gian nghỉ ngơi. Tống Thư Hàng trong ký túc xá, lại truyền ra ôn tập công khóa thanh âm. Chăm chỉ như vậy, Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Cái này quá không bình thường, ta biết bạn ngủ căn bản không phải dạng này phong cách vẽ. Lúc nghỉ trưa ở giữa lại còn sẽ chăm chỉ ôn tập, cũng không phải thi đại học giai đoạn. Chẳng lẽ là thụ yêu khinh vũ phát hiện mình theo không kịp học tập tiến độ, sở dĩ mời trong ký túc xá mấy cái ca môn hỗ trợ học tập. Này cũng rất có thể. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục cẩn thận từng ly từng tí tới gần ký túc xá, vỉnh tai nghe trong ký túc xá thanh âm. Nghe một lát sau, Tống Thư Hàng đột nhiên phát hiện, lại nhưng không phải khinh vũ tại học bổ túc, mà là trong ký túc xá Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba, Dương Đức ba người đang nghe khinh vũ tại giảng giải tri thức yếu điểm. Tống Thư Hàng, ta có phải hay không xuyên qua rồi? Mấy vị bạn ngủ có phải hay không lầm thân phận? Tại Điền Thiên Đảo thời điểm, hắn còn lo lắng thụ yêu khinh vũ tại học tập phương diện có thể hay không gặp gỡ khó khăn, lúc ấy hắn còn muốn lấy muốn hay không từ bạch tiền bối nơi đó làm một cái học bá hệ thống cho khinh vũ. Kết quả, ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, khinh vũ đã biến thành học bá, đều đủ để cho mình ba vị bạn ngủ học bổ túc tri thức yếu điểm rồi. À, có Thư Hàng thật sự là quá tốt, Thổ Ba duỗi lưng một cái, thở phào nhẹ nhõm nói, trước mấy ngày suốt đêm quá độc ác, buổi sáng chương trình học một chữ đều không nghe vào. Bây giờ nghe Thư Hàng giảng giải một chút, lập tức liền toàn minh bạch. So lão sư giảng còn dễ hiểu. Hắc, hôm nay ba người chúng ta tiếp tục suốt đêm. Suốt đêm đối thân thể không tốt, khinh vũ dùng Tống Thư Hàng thanh âm ôn nhu nhắc nhở. Ta bên này có cái việc tư, ngày kia liền muốn giải quyết, mấy ngày nay chỉ sợ còn cần suốt đêm đuổi một chút. Dương Đức thở dài nói. Cao Mỗ Mỗ nói, ta cũng vậy, ta chuẩn bị tồn điểm bản thảo. Sau đó, cuối tuần ta muốn cùng nha y đi độ thế giới hai người. Khinh vũ do dự một lát sau, nói, cái kia, ta nghĩ biện pháp cho các ngươi làm ăn lót dạ ăn đi, để cho các ngươi có thể lên tinh thần một chút. Nhưng nhớ kỹ, suốt đêm loại chuyện này, có thể miễn thì miễn. Dứt lời, nàng đứng lên nói, các ngươi một lần nữa ký ức bên dưới mấy cái này tri thức điểm, ta đi ra ngoài trước một chút. Nàng cảm ứng được cổng Tống Thư Hàng khí tức. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên luôn cảm giác bản thân ba cái bạn cùng phòng, muốn bị khinh vũ cho làm hư. Hắn hoài nghi, hiện tại để ba cái bạn cùng phòng lựa chọn chính mình cái này chính bản Tống Thư Hàng cùng khinh vũ bản Tống Thư Hàng, bọn hắn ba khẳng định phải tuyển khinh vũ bản. Thụ yêu khinh vũ sau khi ra ngoài, đóng lại ký túc xá đại môn, nàng tựa ở cổng trên vách tường, nhẹ giọng hỏi, Thư Hàng tiên sinh, ngươi đã về rồi. Muốn đổi trở lại sao? Trước không được, ta hôm nay chính là tới xem một chút, một hồi còn có việc. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, còn muốn tiếp tục làm phiền ngươi thay thế ta đến trường. Tống Thư Hàng nói khẽ. Tống Thư Hàng, bản chức học sinh, phó chức tu chân. Bất quá gần nhất phó chức thật sự bề bộn nhiều việc, dẫn đến hắn bản chức đều cần tìm người thay thế. Thụ yêu khinh vũ nháy nháy mắt, hừm, không phiền phức. Mà lại nói lời nói thật. Ta rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Tống Thư Hàng mỉm cười, hắn nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, khinh vũ. Ta nhớ được ngươi còn không có hóa hình A. Khinh vũ cảnh giới đã đạt tới ngũ phẩm trình độ, bất quá trước kia nàng thụ cửu u tà năng ảnh hưởng, tại ngũ phẩm lúc cũng không thể hóa thành nhân hình. Bị bạch tiền bối bắt qua trở thành yêu sủng về sau, mặc dù từ đầu đến căn bị triệt để tịnh hóa một lần, nhưng nàng chân thân vẫn còn nửa cây nửa người trạng thái. Khinh vũ khẽ gật đầu. Đưa ngươi chút lễ vật, Tống Thư Hàng đưa tay lấy ra chỉ duy nhất một lần cái chén, đưa tay tại trong chén một điểm, một phần thạch nhũ rơi vào trong chén.
hắn đem cái chén đưa cho Khinh Vũ, tìm thời gian, tại không ai địa phương đưa nó ăn vào, hắn có thể để ngươi thành công hóa hình. Tạ ơn Thư Hàng tiên sinh, Khinh Vũ vui vẻ tiếp nhận cái này cái chén. Quay lại gặp, Tống Thư Hàng mỉm cười, cùng Tô Thị A Thập Lục quay người rời đi. Tại quay người rời đi thời điểm, hắn lại nghe được trong ký túc xá ba vị hảo hữu giao lưu tiếng. Về sau rất muốn tìm cùng gần nhất trong khoảng thời gian này Thư Hàng, tính cách không sai biệt lắm bạn gái. Thổ ba nói. Dương Đức nhẹ gật đầu, đồng cảm. Tô Thị A Thập Lục quay đầu, nhịn không được cười ra tiếng. Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng mang theo A Thập Lục tại Giang Nam Đại học thành đi dạo một vòng về sau, hai người ngự đao đáp xuống túc xá lâu sân thượng, ở chỗ này chờ đợi Thanh Loan tiên tử giáng lâm. Thư Hàng trong tay lấy ra hai cái bánh rán trái cây, đưa cho A Thập Lục, đây là hắn vừa rồi tại đi dạo học viện lúc thuận tay mua. Hắn cùng A Thập Lục một người một cái, hai người ngồi ở trên sân thượng, kể ngồi cùng một chỗ. Đúng rồi A Thập Lục, người nói Giang Nam Đại học thành bên trong trừ ta ra, vẫn sẽ hay không có tu sĩ giới đệ tử giấu ở trong đó. Tống Thư Hàng nhìn qua Đại học thành, ý tưởng đột phát. Ta, A Thập Lục mở chừng hai mắt nói nàng cũng tại Giang Nam Đại học thành dạo qua một đoạn thời gian. Ha ha ha, Tống Thư Hàng cười nói, ta vừa rồi tại nghĩ, nếu như trừ ta ra, cũng có tu chân giới đệ tử hoặc là cái khác hệ thống tu luyện đệ tử, ở trong học viện bồi dưỡng, hẳn là sẽ rất có ý tứ. Tỷ như vừa rồi thụ yêu, hắc hắc hắc, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối nhắc nhở. Tống Thư Hàng cũng không quay đầu lại, trở tay chính là một cái dưỡng đao thuật. Tâm ma xích tiêu kiếm, A thoải mái thấu. Thật muốn nói lời, cùng Thư Hàng không sai biệt lắm cùng tuổi đệ tử, hẳn không có. Tô Thị A Thập Lục trả lời, bình thường tu sĩ tại 8 tuổi đến 30 tuổi lúc, cũng còn ở vào nhất phẩm đến nhị phẩm cảnh giới. Cảnh giới này đệ tử, còn không có xuống núi tư cách. Mà đạt tới xuống núi tư cách, muốn thể nghiệm vườn trường sinh hoạt lời nói, số tuổi thật sự bình thường đều không nhỏ. Đến lúc đó, những đệ tử này chắc chắn sẽ không cùng học sinh bình thường như thế mỗi ngày đi học, nhiều nhất tới thể nghiệm một đoạn thời gian, liền sẽ rời đi. Cũng thế, Tống Thư Hàng nói, qua một thời gian ngắn, ta đổi lại cái thân phận, cùng ngươi cùng một chỗ thể nghiệm vườn trường sinh hoạt. Tô Thị A Thập Lục nói, Tống Thư Hàng nhếch miệng lên, tốt lắm. Hắn cũng cảm giác, mình và A Thập Lục ở giữa, cần một đoạn như vậy thời gian. Tới, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối nói. Đại học trên thành phương trên bầu trời, truyền đến không gian ba động. Tống Thư Hàng đứng dậy, hắn đưa tay đem A Thập Lục đỉnh đầu mũ mang tốt, đem đôi kia xinh đẹp tiểu long giác che giấu. Trong hư không, cánh cửa không gian mở ra. Thanh Loan tiên tử cùng hai vị thiếu nữ, lần lượt xuất hiện trong hư không. Đi, A Thập Lục, Tống Thư Hàng tế ra Hà Long thần hành chiến xa, hướng phía A Thập Lục đưa tay. Tô Thị A Thập Lục đem tay nhỏ đưa cho Tống Thư Hàng, thuận thế bị kéo lên chiến xa. Chiến xa màu vàng óng hướng phía bầu trời chạy mà đi. Cùng một thời gian, Thanh Loan tiên tử cũng nhìn thấy Tống Thư Hàng, hướng bọn hắn nghênh đón. Hai vị thiếu nữ ôm dương lớn, theo sát Thanh Loan tiên tử. Tống Thư Hàng rất xa liền cảm ứng được, hai vị thiếu nữ trong tay trên cái dương, tản ra tinh khiết linh lực ba động. Bởi vì thú tu giới hiện tại trạng thái rất tồi tệ, thời gian cấp bách, Thanh Loan tiên tử cùng Tống Thư Hàng không có lãng phí thời gian. Thanh Loan tiên tử mang theo hai vị thiếu nữ, đáp xuống Tống Thư Hàng Hà Long thần hành chiến xa bên trên. Song phương triển khai giao dịch. Tống Thư Hàng lấy ra bạch tiền bối giao cho hắn dương nhỏ, đưa cho Thanh Loan tiên tử, trong này có giải quyết thú tu giới cửu u tà năng cảm nhiễm phương án, cùng một loại dược dịch phối phương. Trước mắt loại nước thuốc này còn không thể trị tận gốc tà năng cảm nhiễm, chỉ có thể đưa đến kiềm chế, làm dịu triệu chứng hiệu quả, cần phối hợp phương án cùng một chỗ sử dụng, sẽ càng hữu hiệu. Các ngươi trước dùng đến, hậu kỳ dược dịch 2, không phối phương qua một thời gian ngắn liền có thể đi ra. Chờ mới phối phương vừa ra tới, ta lập tức thông chi tiên tử. Tạ ơn bá Tống đạo hữu. Thanh Loan tiên tử thận trọng tiếp nhận dương nhỏ, đưa nó mở ra. Trong dương có một tổ dược dịch cùng hai cái sách nhỏ. Một cái là dược dịch phối phương, một cái khác là làm dịu cảm nhiễm phương án. Ngón tay của nàng tiếp xúc đến cái này dược dịch lúc, liền cảm giác đến dược dịch bên trong có loại lực lượng bá đạo, có thể trực tiếp áp chế cửu u tà năng. Càng làm cho nàng hơn khiếp sợ là cái kia hai bản sách nhỏ trên văn tự, phảng phất tại thiêu đốt đồng dạng.
nhìn lấy những văn tự này, liền phảng phất nhìn thấy trên bầu trời cái kia vĩnh hằng liệt nhật. Cái này hai bản sách nhỏ, là một tôn trường sinh giả thân bút viết. Chỉ là cái này hai bản sách nhỏ, chính là chân quý chí bảo. Bá Tống đạo hữu vì thú tu giới sự, mời được một vị trường sinh giả hỗ trợ. Nhân tình này, so với nàng trong tưởng tượng còn trầm trọng hơn. Tạ ơn, gò má nàng ửng đỏ, lần nữa nói cảm tạ. Không khách khí, chúng ta xem như theo như nhu cầu. Tống Thư Hàng cười ha ha nói. Thanh Loan tiên tử mỉm cười, nhẹ nhàng đem cái này dương nhỏ chứa vào không gian pháp khí bên trong. Sau đó nàng từ trong ngực lấy ra một cái quyển trục, đưa cho Tống Thư Hàng, đây là có thể một mực tu luyện tới cửu phẩm thánh viên long lực thần công, còn thần công cuối cùng một vòng, đợi đã về Thánh Sơn mở ra trước, ta sẽ liên hệ bá Tống đạo hữu. Đến lúc đó bá Tống đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng, tiến về Thánh Sơn lĩnh hội. Làm phiền tiên tử, Tống Thư Hàng đưa tay tiếp nhận quyển trục này. Bên trên Tô Thị A Thập Lục mắt liếc Thanh Loan tiên tử bộ ngực lớn như vậy quyển trục đều có thể từ đó móc ra, thú tu giới sinh linh, thân thể cơ sở so với nhân loại phải mạnh hơn. Ngang nhau cảnh giới tu vi tình huống bên dưới, thú tu giới sinh linh thể chất song bạo địa cầu nhân loại. Liền ngay cả sau lưng hai vị kia thiếu nữ, rõ ràng tuổi trẻ nhìn qua cũng không lớn, bộ ngực đều muốn gặp phải vũ nhu tử, khiến cho người hâm mộ. Mặt khác đây là chúng ta cho bá Tống đạo hữu chuẩn bị một ít vật nhỏ. Thanh Loan tiên tử từ thiếu nữ A Yên trong tay tiếp nhận một cái dương, đưa cho Tống Thư Hàng, bởi vì đạo hữu nói qua càng tục càng tốt, sở dĩ ta cảm thấy thứ này rất thích hợp. Bá Tống đạo hữu ngươi xem một chút, phải chăng hợp ngươi tâm ý. Ta vốn một phàm nhân, theo đuổi cũng là tục vật, càng tục liền càng hợp ta khẩu vị. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, tiếp nhận cái dương đưa nó mở ra. A Thập Lục đụng qua cái đầu nhỏ. Sau đó, nàng liền thấy tràn đầy một cái dương đan dược, mỗi viên thuốc đều cùng hạt đậu giống như. Mà lại cái dương này còn có càn khôn pháp khí hiệu quả. Một dương này đan dược đổ ra, có thể chất đầy một cái năm bình phương gian phòng. Một ngày một khỏa muốn ăn đã nhiều năm a. Không phải linh thạch đây, Tô Thị A Thập Lục che miệng cười khẽ. Đây là phối hợp thánh viên long lực thần công đồ thiết yếu cho tu luyện long viên đan. Mỗi lần tu luyện thần công trước, phục dụng mấy viên, tu luyện hiệu quả đem tăng lên rất nhiều. Mặt khác, chiến đấu trước phục dụng một cái long viên đan về sau, thi triển thánh viên long lực thần công có thể đạt tới bộc phát hiệu quả. Loại đan dược này tại thú tu giới rất dễ dàng đạt được, bất quá nghĩ đến bá Tống đạo hữu ngươi cũng không phải là thú tu giới người, sở dĩ cái này tục vật hẳn là rất thích hợp đạo hữu. Thanh Loan tiên tử mỉm cười giới thiệu nói. Đồ tốt, Tống Thư Hàng vui vẻ đem cái dương này thu hồi. Mặc dù không phải linh thạch, nhưng cái dương này đan dược so linh thạch càng làm hắn hài lòng. Bá Tống đạo hữu hài lòng liền tốt, Thanh Loan tiên tử nói thật, tức nếu là tục vật, lại phải tận lực để bá Tống đạo hữu hài lòng, cái này so nghĩ biện pháp chủ bị một số bảo vật còn muốn đau đầu. Sau đó nàng quay người, từ một vị khác thiếu nữ A Lăng trong tay tiếp nhận cái dương, đưa cho Tống Thư Hàng. Đây là chúng ta vì bá Tống đạo hữu chuẩn bị kiện thứ hai lễ vật. Lần này lại là cái gì? Tống Thư Hàng tiếp nhận cái dương, đưa nó mở ra. Cái dương tại đánh mở trong nháy mắt, phản diệu dương quang, phát ra thất thải bảo quang. Trong dương chi vật, có được tinh khiết đến cực điểm linh khí, cùng như bảo thạch quang mang. Là linh thạch. Tống Thư Hàng trong lòng vui vẻ. Hôm nay rốt cục thoát bần chí phú. Từ giờ khắc này, Tống. Người không có đồng nào, túi tiền so mặt còn làm tịnh, Thư Hàng sẽ thành quá khứ thức, hiện tại mời gọi hắn Tống, có một cái dương linh thạch, Thư Hàng. Đây là chúng ta thú tu giới đặc hữu bảo vật, đá quý trái cây hạt giống. Cái này lúc, Thanh Loan tiên tử thanh âm vang lên. Cái gì? Hạt giống? Không phải linh thạch. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. A Thập Lục cố nén tiếu dung, dù sao ở trước mặt người ngoài muốn cho Tống Thư Hàng mặt mũi. Không thể phá. Đá quý trái cây là một loại cảm giác cực tốt tiên quả, sinh trưởng dễ dàng, đối dị trùng có rất mạnh năng lực chống cự, chỉ cần là chỗ linh khí sung túc hắn liền có thể nhanh chóng trưởng thành. Linh khí càng là sung túc, hắn thành sinh liền càng nhanh. Nếu như đưa nó gieo trồng tại linh mạch bên trong, hắn có thể tại mấy tức thời gian bên trong, nảy mầm, trưởng thành, kết quả. Nó trái cây có được kéo dài tuổi thọ, tăng cường tu vi, khôi phục linh khí một loạt hiệu quả. Cảm giác cực bổng. Ngoại trừ thịt quả bên ngoài, liền hạt cũng có thể dùng ăn. Biệt tuyết tiên cơ tại cùng chúng ta tiếp xúc về sau,
liền mua sắm một nhóm. Ta nghĩ, thứ này chính thích hợp bá Tống đạo hữu. Thanh Loan tiên tử nhẹ giọng giải thích nói. Tống Thư Hàng giơ lên cái này đá quý trái cây hạt giống, cái đồ chơi này nhìn qua đơn giản tựu cùng linh thạch giống như đúc. Mà lại hắn bên trong ẩn chứa linh lực, tựa hồ cũng có thể trực tiếp hấp thu bộ dáng. Thanh Loan tiên tử xem mặt đọc hiểu Tống Thư Hàng ý nghĩ, nói bổ sung, đá quý trái cây hạt giống, là đi qua chọn lựa, bồi dưỡng mà thành. Mỗi một khối đá quý trái cây hạt giống, tựu cùng linh thạch đồng dạng xinh đẹp. Trên thực tế bọn chúng cùng linh thạch đồng dạng, có thể trực tiếp rút ra trong đó linh lực cung cấp tu sĩ sử dụng. Đương nhiên, loại này phương pháp sử dụng quá phung phí của trời. Đồ tốt, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, đem một dương này đá quý trái cây hạt giống thu vào. Cái đồ chơi này, vừa vặn có thể gieo trồng tại hắn hạch tâm thế giới. Cuối cùng còn có một cái lễ vật, Thanh Loan tiên tử đưa tay tại bản thân trên mái tóc nhẹ nhàng khẽ vỗ, sau đó có 8 con ong mật lớn nhỏ quang đoàn, xuất hiện tại bàn tay nàng tâm. Đây là cái gì? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Đây là cùng chúng ta Thanh Loan một mạch bạn sinh một loại tiểu yêu thú, chúng ta bình thường bảo nàng. Các nàng có thể hiệp trợ bá Tống đạo hữu gieo trồng đá quý trái cây, chiếu cố cây ăn quả trưởng thành. Mà lại, đá quý trái cây nở hoa thời điểm, cũng cần các nàng truyền bá phấn hoa. Mặt khác nếu như bá Tống đạo hữu gieo trồng đá quý trái cây địa phương, có không ít cái khác tốn loại hoặc trái cây loại linh thực, các nàng còn có thể giống ong mật đồng dạng thu thập mật hoa. Thanh Loan tiên tử khuôn mặt nhỏ ửng đỏ giới thiệu nói. Diệu nha, Tống Thư Hàng cười tiếp nhận cái này 8 con tiểu quang đoàn đây chính là hắn cần thiết đồ vật. 8 con tiểu ong mật lớn nhỏ quang đoàn, tại Tống Thư Hàng trên bàn tay bay múa, quấn quanh lấy ngón tay của hắn vui sướng chuyển động. Thanh Loan tiên tử vì tuyển cái này mấy món tục vật cũng là tốn tâm tư, mà lại tặng đồ đều là phối hợp nguyên bộ. Công pháp phối đan dược, đá quý trái cây phối bạn sinh tiểu yêu thú. 4 kiện đồ vật đều là thứ Tống Thư Hàng vô cùng cần thiết. Duy nhất thoáng có móng tay lớn nhỏ tiếc nuối chính là không có linh thạch. Đương nhiên, Tống Thư Hàng đối cái này 4 kiện lễ vật vừa lòng phi thường, loại tiếc nuối này là nhằm vào tự thân, mà không phải nhằm vào Thanh Loan tiên tử. Mấy kiện bảo vật này ta thích vô cùng, có thể nói, mỗi kiện đều là ta cấp thiếu đồ vật. Tống Thư Hàng lộ ra một cái nụ cười chân thành, nghĩ nghĩ về sau, hắn lại bổ sung, nếu như Thanh Loan tiên tử các người thú tu giới có bệnh tình tương đối nghiêm trọng người lây bệnh, dựa vào dược thủy và giảm bớt cảm nhiễm phương án cũng vô pháp áp chế lời nói, tiên tử có thể thử đem bọn hắn tập trung lại. Số lượng đủ nhiều, ta liền tiến về thú tu giới một chuyến, vì bọn họ cứu giúp một chút thử xem. Béo cầu đại lão tại thú tu giới rộng tung lưới, những cái kia bị cửu u tà năng cảm nhiễm bệnh hoạn, đối thú tu giới tới nói là cái đau đầu phiền não. Nhưng đối với Tống Thư Hàng tới nói, bọn chúng đều là bảo vật. Mỗi một cái bệnh hoạn trên người cửu u tà năng đều xuất từ béo cầu đại lão thủ bút, độ tinh khiết cực cao. Chỉ cần thông qua hoa sen hình chiếu đưa chúng nó rút ra tới, đi vào hạch tâm thế giới liền có thể chuyển hóa làm tinh khiết năng lượng, cung cấp hạch tâm thế giới thăng cấp cần thiết. Càng quan trọng hơn là, mỗi cái bệnh hoạn đến đây trị liệu thời điểm, còn kèm theo trên tiền chữa trị. Tống Thư Hàng 33 thú tổ hợp pháp khí vật liệu, hơn phân nửa bộ phận chính là như thế gọp đủ. Có thể chứ, Thanh Loan tiên tử nghe vậy. Trên mặt vui vẻ, trên thực tế, có chút cảm nhiễm trình độ tương đối cao thành viên, đã bị chúng ta tụ tập cùng một chỗ, tiến hành tập trung trấn áp, trị liệu. Nếu như bá Tống đạo hữu có thời gian, không bằng chúng ta bây giờ liền đi một chuyến thú tu giới. Hoặc là, chúng ta có thể đem những cái kia bệnh hoạn tập trung chuyển rời đến một cái an toàn độc lập không gian, lại từ bá Tống đạo hữu xuất thủ trị liệu. Thú tu giới gần nhất một mực đang nghiên cứu tịnh hóa cửu u tà năng biện pháp cùng dĩ vãng cảm nhiễm cửu u tà năng khác biệt, bởi vì lần này xuất hiện tại thú tu giới cửu u tà năng xuất từ béo cầu đại lão chi thủ, đẳng cấp áp chế, sở dĩ, thú tu giới trước kia dùng để tịnh hóa cửu u tà năng pháp thuật, đan dược, hiệu quả giảm nhiều. Trong đoạn thời gian này, một số bệnh tình nghiêm trọng người bệnh, đã bị tập trung lại. Thanh Loan tiên tử chỗ thú tu giới thế lực thần hoàng quốc độ cảnh nội. Có gần ngàn cái dạng này trại tập trung. Hiện tại liền đi, Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, trên thực tế hắn sau này chuẩn bị đi trước một chuyến nho ra tới. Tô Thị A Thập Lục hơi suy nghĩ một chút, truyền âm nói, Thư Hàng, người nếu không thử một lần tại hạch tâm thế giới cách ly cái trạm trung chuyển đi ra, để Thanh Loan tiên tử các nàng trực tiếp đem bệnh hoạn chuyển rời đến người hạch tâm thế giới. Ý kiến hay,
Ta thử một chút, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Hắn ý thức vùi đầu vào hạch tâm thế giới, liên hệ hạch tâm tiểu trợ thủ. Buổi trưa an, bá Tống tiên sinh, hôm nay ngài có gì phân phó? Hạch tâm tiểu trợ thủ ngưng tụ thân hình, hỏi. Tống Thư Hàng đem Tô A Thập Lục đề nghị hướng hắn thuật lại một lần. Hạch tâm tiểu trợ thủ hơi suy nghĩ một chút về sau, trả lời, không có vấn đề, mời bá Tống tiên sinh chờ một lát. Mấy phút sau, hạch tâm tiểu trợ thủ cùng công đức xà mỹ nhân đã đạt thành chung nhận thức. Sau đó hắn đem công đức điện lấy ra, độc lập an trí tại hạch tâm thế giới một góc, làm trạm trung chuyển sử dụng. Công đức xà mỹ nhân đối với mình công đức điện hoàn toàn không quan tâm. Trên thực tế, cho đến bây giờ nàng còn không về bản thân công đức điện dạo qua, luôn cảm giác nàng đang tận lực tránh né cung điện của mình, cũng không biết nàng cái ót bên trong đến cùng đang do dự cái gì. Khung hoàn thành, bá Tống tiên sinh, đón lấy đến ngài có thể tại công đức điện vị trí mở ra một cái vào miệng. Công đức điện phòng ngự cơ chế sẽ khởi động, có thể hữu hiệu phòng ngừa người lây bệnh từ công đức điện chạy ra, tránh cho bọn chúng hư hao hạch tâm thế giới. Hạch tâm tiểu trợ thủ trả lời. Từ khi có hạch tâm tiểu trợ thủ về sau, Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới biến sạch sẽ chỉnh tề, ngày càng phồn vinh. Trước kia thao túng hạch tâm thế giới lúc, cần chính hắn ý niệm phối hợp. Hiện tại một cái mệnh lệnh hạ xuống, hạch tâm tiểu trợ thủ liền sẽ hoàn mỹ thi hành mệnh lệnh. Loại này tiểu thế giới quản gia trợ thủ, có thể nói là mỗi cái có được chính mình một phương thế giới đại lão nhóm, đều khát vọng có nhân tài hình bảo vật. Tống Thư Hàng, khổ cực. Vì nhân dân phục vụ. Hạch tâm tiểu trợ thủ trả lời. Tống Thư Hàng. Lời này cha nhi muốn làm sao tiếp? Tống Thư Hàng ý thức từ hạch tâm thế giới trung chuyển rời đi ra. Thanh Loan tiên tử cùng sau lưng hai vị thiếu nữ, chờ đợi nhìn qua hắn. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu nói, tiên tử, chúng ta trước tiên tìm một nơi, sau đó ta cho ngươi một cái không gian tọa độ, các ngươi đem bệnh hoạn từng đám chuyển di đến đây đi. Các ngươi cái kia cần gấp trị liệu bệnh hoạn số lượng có bao nhiêu? Số lượng rất lớn, Thanh Loan tiên tử trả lời, phổ thông tịnh hóa cửu u tà năng phương pháp, đối lần này cảm nhiễm hiệu quả có hạn, bệnh hoạn số lượng càng để lâu càng nhiều. Vậy trước tiên từ bệnh tình nghiêm trọng bắt đầu đi, những cái kia sắp bị ô nhiễm rơi xuống làm cửu u tà ma bệnh hoạn trước chuyển di tới. Đồng thời tiên tử có thể đem dược dịch cùng áp chế làm dịu bệnh tình phương án, truyền bá ra. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Cảnh giới của hắn so sánh với trở về thú tu giới lúc tăng lên không ít, hạch tâm thế giới cũng thăng cấp một lần, kéo lên cửu u tà năng hiệu suất sẽ cao hơn. Đúng rồi, bệnh hoạn ở giữa tiến hành dịch chuyển không gian tiêu hao lớn sao? Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ về sau, lại lên tiếng hỏi. Không gian truyền tống là cửu phẩm kiếp tiên năng lực, nếu như không có kiếp tiên phối hợp, liền cần dùng truyền tống trận pháp tiến hành dịch chuyển không gian mà truyền tống trận pháp thế nhưng là ăn linh thạch nhà giàu. Nếu như tiêu hao rất lớn, Tống Thư Hàng cảm giác mình vẫn là tiến về thú tu giới, linh thạch phương diện có thể bớt thì bớt. Linh thạch thiếu tới trình độ nhất định về sau, mọi người tự nhiên mà vậy liền sẽ tiết kiệm. Chúng ta có thể trực tiếp khai thông một đầu thú tu giới cùng địa cầu lâm thời thông đạo, ổn định đem bệnh hoạn chuyển di tới. Không gian truyền tống tiêu hao cũng không cao, Thanh Loan tiên tử lên tiếng nói. Cái kia thừa dịp ta còn có chút thời gian, chúng ta thử trước một chút, có thể hay không trực tiếp đem bệnh hoạn chuyển rời đến ta chuẩn bị cung điện tới đi. Tống Thư Hàng nói. Tống Thư Hàng, A Thập Lục cùng Thanh Loan tiên tử ba người, ngồi Hà Long thần hành chiến xa. Tới trước đến Giang Nam địa khu vùng ngoại thành, nơi đây người ở thưa thớt, sẽ không nhiễu dân. Tống Thư Hàng mở ra hạch tâm thế giới, đem công đức điện đại môn mở ra. Thanh Loan tiên tử liên hệ thú tu giới thần hoàng quốc độ thành viên, tại Tống Thư Hàng công đức điện cửa chính vị trí khung ra một đầu lâm thời vượt thế giới thông đạo. Thú tu giới hành động hiệu suất cực nhanh. Nửa giờ sau, nhóm đầu tiên bệnh tình nghiêm trọng người lây bệnh, thông qua đầu này lâm thời thông đạo, bị chuyển di tới. Những thứ này người lây bệnh chủng tộc khác nhau, ước chừng gần 200 số lượng. Chịu đến cửu u tà năng ảnh hưởng, trên thân thể của bọn hắn đã xuất hiện tà ma hóa dấu hiệu. Cửu u tà khí ở tại bọn hắn quanh thân quấn quanh, mỗi một cái người lây bệnh hai mắt đỏ bừng, lý trí tiếp cận sụp đổ. Ở tại bọn hắn bên tai, còn có vậy đến từ cửu u lẩm bẩm tiếng tại dụ hoặc lấy bọn hắn, phá hủy tâm trí của bọn họ. Cái này hơn 200 người lây bệnh, tùy thời đều có thể triệt để rơi xuống. Hóa thành tà ma. Bọn hắn vừa hiện thân,
liền bắt đầu giật ra cuống họng gầm hét lên. Nhưng không đợi bọn chúng vui sướng giống xong, trong công đức điện sinh ra một cổ hấp lực, tất cả tà ma liền như là bên dưới sủi cảo đồng dạng, rơi vào công đức điện bên trong. Nhóm đầu tiên người bệnh chuyển di sau khi kết thúc, Tống Thư Hàng trước quan bế hạch tâm thế giới cửa ra vào. Thập Lục, người cùng Thanh Loan tiên tử các nàng ở chỗ này. Ta đi vào trước một chút, lập tức đi ra. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Tô Thị A Thập Lục nhẹ gật đầu, chú ý an toàn, cẩn thận một chút. Yên tâm đi, tại thế giới của ta bên trong, bọn hắn lật không nổi Tam Lãng. Tống Thư Hàng cười nói. Dứt lời, thân hình của hắn chuyển rời đến hạch tâm thế giới bên trong. Công đức chi điện phòng ngự toàn diện mở ra, đem hơn 200 người lây bệnh vây chết trong điện. Bởi vì công đức chi lực đối cửu u tà năng có được nhất định khắc chế hiệu quả, bị giam nhập công đức điện về sau, người lây bệnh lộ vẻ táo bạo bất an, không ngừng thấp giọng gào thét. Tống Thư Hàng chân đạp hắc liên, đi vào công đức điện phía trên, tay phải hắn giơ cao, to lớn hoa sen hình chiếu được triệu hoán đi ra, công suất trình độ lớn nhất. Hắn muốn thử xem mình bây giờ, nhiều nhất duy nhất một lần có thể chữa trị bao nhiêu vị người lây bệnh. Theo ý niệm của hắn, hoa sen hình chiếu trên có ngàn vạn đạo sợi dễ toát ra, bọn chúng chui vào đến trong công đức điện, tinh chuẩn đâm vào đến 200 vị cảm nhiễm người bệnh thể nội hạch tâm thế giới đã thật lâu không có mở bữa ăn, sở dĩ hấp thu thời điểm, khó tránh khỏi tham lam một chút, muốn một hơi liền ăn thành mập mạp. 10 hơi về sau, một cung điện người lây bệnh trên người cửu u tà năng, bị co lại không. Bởi vì rút quá mau, người lây bệnh bị rút thành tiếp cận thây khô trạng thái, da bọc xương, nằm trên mặt đất hư nhược thở. Tống Thư Hàng đều bị giật nảy mình, thần trí của hắn nhanh chóng đảo qua cái này hơn 200 vị người lây bệnh. Còn tốt, mặc dù suy yếu, nhưng sinh cơ còn tại. Trở về ăn chút thuốc bổ, liền lại là một đầu hảo hán. Hình chiếu hoa sen sợi dễ, từ người lây bệnh trên người hoãn về. Hạch tâm thế giới nhanh chóng vận chuyển lại, đem khổng lồ tinh thuần cửu u tà năng chuyển hóa làm tự thân năng lượng. Cửu u tà năng đi qua chuyển hóa về sau, có thể hình thành 4 bộ phận thành phẩm. Một bộ phận năng lượng tinh thuần, cung cấp hạch tâm thế giới tiến hóa cần thiết, một bộ phận hóa thành hoạt tuyển suối nước, một bộ phận hóa thành linh khí, tràn ngập cả cái hạch tâm thế giới, cuối cùng một bộ phận sẽ trả lại cho Tống Thư Hàng bản thân. Theo hạch tâm thế giới trả lại tới được tinh thuần linh lực, Tống Thư Hàng thể nội cái kia 7 cái tiểu linh hồ không ngừng mở rộng, tăng cường. Một loại sảng khoái cảm giác xông lên đầu, liền phảng phất trời rất nóng uống xong đồ uống lạnh đồng dạng, toàn thân thư sướng. Cứ theo đà này, lại hấp thu mấy chục đợt đồng dạng tinh thuần cửu u tà năng về sau, nói không chừng ta tiểu linh hồ liền muốn hướng phía chân quân đệ nhị cảnh hồ thượng mệnh luân tiến hóa đi. Tống Thư Hàng tính ra nói. Một phương diện khác, hoạt tuyền đạt được năng lượng cung ứng, liên tục không ngừng hiện lên mới hoạt tuyền chi thủy. Linh khí nồng nặc, lấy hoạt tuyền làm trung tâm, hướng cả cái hạch tâm thế giới khuếch tán ra tới. Quay chung quanh tại Tống Thư Hàng bên người bay múa bạn sinh yêu thú. Nhóm phát ra tiếng hoan hô, các nàng không ngừng hướng Tống Thư Hàng truyền đạt một cái ý niệm. Các nàng hy vọng Tống Thư Hàng có thể cho phép các nàng đem đá quý trái cây gieo xuống đi. Nếu như có thể mà nói, các nàng hy vọng đem đá quý trái cây gieo trồng đến hoạt tuyển phụ cận nơi đó chính là hạch tâm tiểu trợ thủ tách ra, dự bị tương lai gieo trồng linh thực khối lớn phỉ nhiêu thổ địa. Từ Hắc Long thế giới cấy ghép tới được linh thực, linh linh tinh tinh mới chiếm cứ khối này phỉ nhiêu thổ địa 1/10 không đến địa phương. Hắc Long thế giới linh thực, rất nhiều cần đặc thù địa hình, sở dĩ có hơn phân nửa linh thực phân bố tại hạch tâm thế giới các ngõ ngách. Những thứ này đều hạch tâm tiểu trợ thủ cùng thông nương, quy tiền bối cùng một chỗ, chậm rãi sắp hàng. Sở sở có đôi khi về hạch tâm thế giới thời điểm, cũng sẽ trợ giúp. Tống Thư Hàng đem những thứ này tiểu ong mật quang đoàn ý nghĩ, thuật lại cho hạch tâm tiểu trợ thủ. Hạch tâm tiểu trợ thủ nhanh chóng gật đầu nói, không có vấn đề, bá Tống tiên sinh. Khối kia thổ địa bây giờ chỗ để đó không dùng lãng phí trạng thái. Nếu có linh thực hạt giống có thể gieo trồng, vừa vặn có thể đem thổ địa hợp lý lợi dụng. Đã như vậy, vậy các ngươi liền nghe từ hạch tâm tiểu trợ thủ phân phó, tại quy định phạm vi bên trong đem đá quý trái cây gieo xuống tới đi. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vung tay lên, đem cái kia một dương hạt giống chuyển rời đến hạch tâm thế giới, mở ra. Quấn quanh lấy ngón tay hắn tiểu ong mật quang đoàn, vui vẻ bay múa một vòng, sau đó rơi xuống trong dương, tiểu quang đoàn nhóm cố gắng ôm lấy một khối hạt giống, bay về phía cái kia phiến phỉ nhiêu,
linh khí dâng trào thổ địa. Trước đó, Thanh Loan tiên tử liền giới thiệu qua, đá quý trái cây là loại thích ứng năng lực rất mạnh linh thực, phần lớn hoàn cảnh nó đều có thể sống sót. Bất quá, linh khí càng nồng đậm địa phương, hắn sinh trưởng liền càng nhanh, kết xuất trái cây cũng càng nhiều, càng sung mãn. Bây giờ, tại một hơi hấp thu hơn 200 vị người lây bệnh trên người cửu u tà năng về sau, hoạt tuyền bên trên linh khí nồng đậm đến sắp hóa thành sương mù. 8 con tiểu ong mật quang đoàn, đem từng khối đá quý trái cây hạt giống trồng xuống về sau, chỉ chốc lát sau, thì có một chút xíu chồi non từ thổ địa bên trong sông ra, linh khí nồng đậm chính là có thể muốn làm gì thì làm. Tiểu ong mật quang đoàn nhóm cũng không có một hơi đem tất cả hạt giống gieo xuống, các nàng đang trồng bên dưới 80 mai hạt giống về sau, liền dừng lại. Bởi vì các nàng số lượng có hạn, vượt qua số lượng này, các nàng quản lý không đến. Muốn gieo trồng càng nhiều đá quý trái cây, phải đợi tương lai các nàng sinh sôi, chủng quần số lượng tăng nhiều về sau, làm tiếp cân nhắc. Sau đó là tưới nước, bón phân. Tưới nước dùng nguồn nước, là hoạt tuyền chi thủy cùng tống thư hàng cái kia 5 khối thiên đình mảnh vỡ nguồn nước chi thủy hỗn hợp lại cùng nhau. Bón phân dùng phân bón, bắt nguồn từ tòa kia tam thập tam thú thần bộ nhà vệ sinh. Tòa này để đó không dùng ngàn vạn năm thú thần bộ nhà vệ sinh, bây giờ rốt cục một lần nữa có đất dụng võ. Tống thư hàng có thể nhìn thấy, tại bạch tiền bối ký túc đám kia vô hình kiếm cổ cùng hắn vô hình đao cổ xua đuổi bên dưới, sinh hoạt tại hạch tâm thế giới đám kia ma thú, linh thú bên trong, chí lực hơi thấp sẽ sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, ấn thứ tự đi nhà xí. Đen kịt ba đồng tử hình chó ma thú, song đầu tinh tinh trạng ma thú, mọc ra đầu dê cùng đầu sư tử cổ quái ma thú, có cánh phi xà, toàn thân thiểm điện hình bò ma thú. Còn có hiện thế một số ôn thuần hình linh thú, tất cả đều ngoan ngoãn xếp thành hàng ngũ, một nhóm đi vào, một nhóm đi ra. Chí lực tương đối cao ma thú, linh thú thì có được tự chủ năng lực, bọn chúng sẽ chủ động từ nhà vệ sinh một cái khác cửa vào đi vào nhà xí. Cuối cùng, thú thần bộ nhà vệ sinh tòa này pháp khí khởi động, cách mỗi một canh giờ liền sẽ sản xuất ra đóng gói tốt hạt tròn. Cả cái quá trình phi thường hiệu suất cao. Năm đó tại viễn cổ thiên đình thời đại lúc, công năng của nó chính là vì thiên đình linh thực vườn cung cấp phân bón. Tiểu ong mật quang đoàn nhóm ở hạch tâm tiểu trợ thủ dưới sự chỉ dẫn, mang theo một bao bao phân bón trở về, vì linh thực bón phân. Tiểu ong mật quang đoàn thể tích rất nhỏ, nhưng lực lượng lại phi thường lớn. Song phương phối hợp dị thường ăn ý. Theo phân bón, hoạt tuyền chi thủy tưới nước, đá quý cây ăn quả thật nhanh trưởng thành, màu xanh lá nhánh mầm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu lượn vòng lấy trưởng thành cây. Đáng tiếc, tu sĩ cùng yêu tu thực lực đạt tới cảnh giới nhất định về sau, liền không có ngũ cốc luân hồi. Tống thư hàng xoa cằm, lẩm bẩm nói bằng không mà nói, quy tiền bối nếu là trên một chuyến nhà vệ sinh, chẳng phải có thể chuyển hóa ra kiếp tiên cấp phân bón rồi. Hiệu quả nhất định rất tuyệt a. Thậm chí nếu như sở các chủ. Khục, sở các chủ thôi được rồi, nàng hiện tại liền lưu một cái đầu, vừa mới mọc ra xương quai xanh cùng một bộ phận bả vai. Bá Tống tiên sinh, những thứ này tiểu tinh linh cùng ta ở giữa rất hợp tới. Cái này lúc, hạch tâm tiểu trợ thủ bay tới Tống thư hàng bên người. Hắn chủ động khích lệ cái này 8 con tiểu ong mật quang đoàn, so với vô hình kiếm cổ đến, các nàng muốn tốt dạy dỗ nhiều. Tống thư hàng. Hắn còn tưởng rằng vô hình kiếm cổ là chủ động tới làm công, nguyên lai là bị hạch tâm tiểu trợ thủ dạy dỗ. Bá Tống tiên sinh, tại ngươi linh thực sư cùng linh thú sư không có đúng chỗ trước, cái này 8 con tiểu tinh linh có thể hay không lưu lại hiệp trợ ta? Hạch tâm tiểu trợ thủ dò hỏi. Tống thư hàng mỉm cười, cái này 8 con tiểu tinh linh, bản thân liền là phụ trợ ta nuôi dưỡng đá quý trái cây. Các nàng tiếp đó sẽ ở tại hạch tâm thế giới, ta sẽ để các nàng phối hợp ngươi. Nhưng là đừng để các nàng mệt mỏi. Hạch tâm tiểu trợ thủ nhẹ gật đầu, xác định mệnh lệnh. Vậy kế tiếp, thừa dịp còn có chút thời gian, ta lại vì hạch tâm thế giới tồn trữ chút năng lượng. Tống thư hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hơn 200 vị bị rút khô thú tu, từ công đức điện trung chuyển rời ra ngoài. 200 cái da bọc xương thú tu, chuyển rời đến hiện thế hoa hạ mặt đất. Tống thư hàng thân hình ngay sau đó xuất hiện. Trong hư không, A Thập Lục cùng Thanh Loan tiên tử ngồi trên Hà Long thần hành chiến xa, tiên tử sau lưng hai vị thiếu nữ nhưng không thấy thân ảnh. Đoán chừng là trước về thú tu giới, đem dược dịch phối phương cùng quản lý cảm nhiễm phương án trước mang về. Bá Tống đạo hữu,
đã trị liệu kết thúc rồi à? Thanh Loan tiên tử từ trên chiến xa nhẹ nhàng nhảy xuống. Trong cơ thể của bọn họ tà năng đã bị ta khu trừ sạch sẽ, đón lấy đến chỉ cần cho bọn hắn bổ sung bên dưới dinh dưỡng, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tống Thư Hàng lại nói, mặt khác, thừa dịp không gian thông đạo vẫn còn, đem đám tiếp theo bệnh nhân chuyển di đến đây đi. Thừa dịp ta hiện tại trạng thái tốt, hôm nay chúng ta có thể trị bao nhiêu trị bao nhiêu. Cảm ơn ngươi, bá Tống đạo hữu. Thanh Loan tiên tử nói. Tại nàng thao tác bên dưới, nhóm thứ hai bệnh hoạn, thông qua thủ đoạn giống nhau chuyển di tới. Nhóm đầu tiên khỏi hẳn thú tu, đồng dạng bị chuyển rời về thú tu giới. Nhóm thứ hai người lây bệnh, so nhóm đầu tiên trạng thái càng kém, càng thêm cuồng bạo. Bọn hắn bị chuyển rời đến hiện thế thời điểm, trong đó có ít chỉ thậm chí bắt đầu giằng co, muốn thoát đi ra ngoài. Tống Thư Hàng nhíu mày. Suy tư một lát sau, hắn mắt trái đột nhiên sáng lên. Một đạo cường giả giám định thuật rơi vào vị kia nhảy nhất vui mừng người lây bệnh trên người. Vị kia người lây bệnh phát ra bi thảm tiếng kêu. Hắn không thể miễn dịch cường giả giám định thuật, đang thống khổ trong tiếng kêu, rơi xuống đến trong công đức điện. Bá Tống, rơi xuống quá trình bên trong, hắn còn phát ra một tiếng tan nát cõi lòng tiếng kêu. Theo cái này tiếng gầm rú, nguyên bản cuồng bạo gào thét người lây bệnh nhóm, trong đầu hiện lên một đoạn thống khổ hồi ức. Sát na ở giữa, tất cả người lây bệnh lập tức bình tĩnh lại. Sau một khắc, bọn hắn nhu thuận án lấy thứ tự, từng cái chủ động nhảy vào trong công đức điện. Trên chiến xa Tô Thị A Thập Lục, đột nhiên phát ra một tiếng khẽ gọi. Ánh mắt của nàng rơi vào một tôn hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, trên người mọc ra khôi giáp trạng giáp xác thân hình bên trên. Cái kia đạo thân ảnh kiều tiểu, tựa hồ đồng dạng lòng có cảm giác, nàng xoay đầu lại, nhìn về phía A Thập Lục. Một lát sau, cái kia đạo thân ảnh kiều tiểu đột nhiên bộc phát nàng tại sắp rơi vào công đức điện thời điểm, đột nhiên chui ra, một thanh cốt kiếm từ trong tay nàng hiển hiện. Nàng hai tay cầm kiếm, hung ác chém về phía Tô Thị A Thập Lục. Trở lại cho ta, Tống Thư Hàng đưa tay, niệm lực vận chuyển, đang muốn đem đạo thân ảnh này cưỡng ép kéo về. Thư Hàng chờ một chút, nàng, giao cho ta đến. Tô Thị A Thập Lục lên tiếng nói. Nàng tựa hồ nhận biết đạo này thân ảnh kiều tiểu. Rất nhanh liền có thể giải quyết, Tô Thị A Thập Lục trầm giọng nói. Dứt lời, nàng thả người từ Hà Long thần hành chiến xa trên nhảy xuống. Đỉnh đầu mũ lưỡi chai bay lên, lộ ra cặp kia tinh xảo tiểu long giác, lôi quang điện hồ tại nàng sừng nhỏ trên lấp lóe. Tại đỉnh đầu nàng, có một mảnh màu đen mây đen lặng yên ngưng tụ. Sau lưng, chuôi này bản mệnh bảo đao tự chủ lướt lên, chém về phía cái kia thân ảnh kiều tiểu. Oanh! Đao ra, dẫn tới cuồng bạo lôi điện làm bạn, một đạo thiên lôi từ trong mây đen oanh hàng, rơi vào Tô Thị A Thập Lục bảo đao bên trên. Bảo đao trên điện hồ như rắn, ba chi rung động. Lôi điện lực lượng kết hợp đao mang, bành trướng vì 5 mét chi cự đao khí, nghênh đối cái kia thân ảnh kiều tiểu hung hăng chém xuống. Cái kia đạo thân ảnh kiều tiểu không sợ hãi chút nào, nàng hai tay nắm lấy to lớn cốt kiếm, trực tiếp vò tới lôi điện đao mang. Hồ quang điện rơi ở trên người nàng, bị trên người nàng tầng kia giáp sát trạng khôi giáp ngăn trở. Đinh! Cốt kiếm cùng Tô Thị A Thập Lục bảo đao chạm vào nhau, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Đao hoàng, Tô Thị A Thập Lục khẽ quát một tiếng. Nàng bản mệnh bảo đao bên trên, ẩn tàng lực lượng một hơi bộc phát. Cái kia thân ảnh kiều tiểu phát ra một tiếng đè nén khẽ kêu, thân ảnh của nàng bị chém bay ra ngoài, ngã nhào về phía sau. Nàng trên không trung nhanh chóng lăn lộn, ý đồ tan mất trên người lực trùng kích. Chỉ là nàng chưa kịp giảm bớt lực hoàn thành, liền đã hung hăng nhập vào mặt đất, trên mặt đất nện lên một cái hố to. Hố lão đại rồi, đến lúc đó chỉ sợ cần bạch tiền bối bình thổ chú đến khôi phục. Mặt khác, lần này là Tống Thư Hàng lần thứ nhất nhìn thấy Tô Thị A Thập Lục chính diện cuồng bạo xuất thủ, siêu mãnh liệt. Đao pháp của nàng từ Tô Thị A thất thân truyền. Trên thực tế, đao pháp này không phải rất thích hợp nữ tử tu luyện. Nhưng từ hiện tại kích hoạt lên long tộc huyết mạch Tô Thị A Thập Lục thi triển ra, lại ngoài ý muốn xứng đôi, kình bạo. Cái hố bên trong, cái kia thân ảnh kiều tiểu một lần nữa nhảy ra, đen kịt khôi giáp trạng giáp xác vỡ nát. Lộ ra bên trong mảng lớn da thịt trắng noãn, trong tay cốt kiếm trên tràn đầy lỗ hổng, cháy đen một mảnh. Phi, nàng tựa hồ phun một bãi nước miếng, nhưng nàng hiện tại mang theo toàn che thức mũ giáp,
nếu quả như thật tại nhổ nước miếng, nước bọt kia rất có thể nhổ đến trong nón an toàn. Nàng đưa tay bắt lấy trên người vỡ vụn khôi giáp trạng giáp xác, dùng sức đào đi, ném qua một bên. Khôi giáp phía dưới, còn mặc một bộ bó sát người áo mỏng. Cằn cỗi dáng người. Cái này lúc, Bạch Long tỷ tỷ nhẹ nhàng đi vào Tống Thư Hàng bên người. A, Bạch Long tỷ tỷ ngươi làm sao cũng chạy ra ngoài, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Bạch Long hẳn là cùng loại công đức xà mỹ nhân trạng thái, ấn lý thuyết thuộc về Tô Thị A thập lục thân thể một bộ phận. Tô Thị A thập lục không cho người khác nhúng tay, nhưng Bạch Long tỷ tỷ làm sao cũng chạy ra ngoài. Ta cũng sẽ không nhúng tay, Bạch Long tỷ tỷ chậm rãi nói. Tống Thư Hàng, vóc người này cần cỗi tiểu nha đầu là lai lịch gì? A thập lục biết nàng sao? Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong quyết đấu nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ cùng Tô Thị A thập lục cùng nhau dừng lại. Chiến đấu cứng ngắc, lão rõ ràng. Lúc này, hẳn là bắt lấy đối phương chiến đấu cứng ngắc trạng thái đến một đợt liên kích. Đáng tiếc bất kể là A thập lục cùng nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ đều tại cứng ngắc bên trong, không công bỏ lỡ cơ hội tốt. Người đi công đức điện trị liệu những thứ này cảm nhiễm người bệnh đi, A thập lục bên này từ ta nhìn. Bạch Long tỷ tỷ ôn nhu nói nàng cảm giác vẫn là đem Tống Thư Hàng tạm thời đẩy ra tương đối tốt. Không có việc gì, đã không cần phiền toái như vậy. Tống Thư Hàng nói, hạch tâm thế giới thế nhưng là địa bàn của hắn. Hắn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, công đức điện trên không, hoa sen hình chiếu liền bị triệu hoán đi ra. Vô số sợi rễ, mọc rễ vào nhóm thứ hai người lây bệnh thể nội, thật nhanh rút ra trong cơ thể của bọn họ cửu u tà năng. Nhìn thấy những thứ này trong suốt xúc tu hướng mình đâm vào lúc, người lây bệnh nhóm nội tâm vô cùng dãy giụa. Nhưng là bọn hắn né tránh không được, cái kia hàng ngàn hàng vạn sợi rễ, tràn ngập cả tòa công đức điện, không chỗ có thể trốn. Người lây bệnh nhóm tuyệt vọng nhìn lấy xúc tu đâm vào thân thể của mình, sau đó cảm giác mình thể nội cửu u tà năng, thể lực đều đang không ngừng sói mòn, toàn thân suy yếu bất lực. Liền ngay cả rên rỉ khí lực đều không có. Cuối cùng liền ý thức đều biến bắt đầu mơ hồ, nhào nhào đã hôn mê. Duy nhất ngoại lệ chính là vị kia bên trong cường giả giám định thuật người lây bệnh, hắn cũng muốn đã hôn mê, nhưng hắn hết lần này tới lần khác rất thanh tỉnh phần bụng sinh nở thống khổ, để hắn không cách nào hôn mê, phi thường tuyệt vọng. Cùng lần trước đồng dạng, nhóm thứ hai cửu u tà năng bị rút lấy về sau, vừa hóa thành bốn. Hoạt tuyền bên trong liên tục không ngừng có mới suối nước tuôn ra. Hạch tâm thế giới linh khí càng thêm dồi dào, vừa gieo xuống đi đá quý trái cây tốc độ phát triển lần nữa tăng tốc một đoạn. Tống Thư Hàng thể nội tiểu linh hồ lại bành trướng một số. Bạch Long tỷ tỷ không khỏi cúi đầu nhìn Tống Thư Hàng một chút. Gia hỏa này, chỉ là đứng đấy bất động, năng lượng trong cơ thể vậy mà bắt đầu có tiết tấu lên cao, mà lại dâng lên tốc độ còn rất nhanh. Lại phải bắt đầu bắn vào tăng lên cảnh giới. Bạch Long tỷ tỷ thầm nghĩ trong lòng nàng luôn cảm giác Tống Thư Hàng tăng lên cảnh giới thời điểm, giống như là tại thi chạy đồng dạng. Lại hình như, cảnh giới tăng lên chậm một bước, liền sẽ không kịp đồng dạng. Hắn đang truy đuổi lấy cái gì? Bạch Long tỷ tỷ lại khe khẽ lắc đầu đuổi theo cái trứng rồng, ai cũng không có buộc hắn nhanh lên tấn cấp. Sảng khoái Tống Thư Hàng thật dài thở ra một hơi. Loại cảm giác này, sẽ lên nghiện. Chỉ là không biết loại này hạch tâm thế giới trả lại sảng khoái cảm giác các loại dưỡng đao thuật so ra, cái nào càng mang cảm giác. Đồng thời, hắn yên lặng vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, ôn dưỡng bản mệnh tiểu linh hồ bên trong tăng cường lực lượng. Đối với thể nội lực lượng tăng vọt sự, hắn đã rất có kinh nghiệm. Mỗi lần thể nội năng lượng tăng cường về sau, chỉ cần vận chuyển mấy lần công pháp, là hắn có thể mau sớm thích ứng mới tăng lực lượng. Sau đó hắn vung tay lên một cái, nhóm thứ hai gầy như que củi người lây bệnh bị chuyển di đi ra. Bên cạnh Thanh Loan tiên tử phối hợp ăn ý, đem nhóm này người lây bệnh chuyển về thú tu giới, đồng thời đem nhóm thứ ba người lây bệnh từ thú tu giới chuyển di tới. Nhóm thứ ba người lây bệnh thông qua không gian thông đạo xuất hiện, đăng tràng. Bọn hắn mới vừa xuất hiện, còn chưa kịp tới gây sự, Tống Thư Hàng liền đột nhiên quay đầu, ánh mắt khóa chặt trong đó cao lớn nhất. Mạnh nhất một vị người lây bệnh, không chút do dự chính là một phát cường giả giám định thuật phóng thích đi qua. Nếu có một đám người muốn gây sự, trước bắt lấy trong đó cường đại nhất, nhất uy vũ một tên, đánh cho tê người dừng lại, có hơn phân nửa tỷ lệ, có thể tạo được uy hiếp tác dụng, từ đó trấn trụ toàn trường. Trừ phi cái này nhất uy vũ gia hỏa là mập giả tạo.
Tống Thư Hàng lựa chọn làm như vậy, hiệu quả vô cùng tốt. Tại một trận hoảng sợ bá tống tiếng kêu gọi bên trong, nhóm thứ ba người lây bệnh đồng dạng tiến vào nhu thuận hình thức, yên lặng xếp hàng nhảy vào trong công đức điện. Lần này không có sai lầm. Tống Thư Hàng đem ánh mắt chuyển rời về chiến trường, nhìn lấy A Thập Lục cùng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ chiến đấu. Hai đạo thân ảnh kiều tiểu, không ngừng xê dịch, tiếp xúc. Đao quang kiếm ảnh, điện hồ cùng ánh lửa không ngừng bạo tạc. Hai người chiến đấu tốc độ càng lúc càng nhanh, phi tốc du tẩu, va chạm. Một lý cự ly kéo ra, chính là một chuỗi đạo thuật oanh kích. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong, hai người liền đã giao thủ gần ngàn lần. A Thập Lục quanh thân, điện quang càng tụ càng nhiều, điện cô ở sau lưng nàng ẩn ẩn ngưng tụ làm chân long tư thái. Mà đạo thân ảnh kiều tiểu kia bên người, chẳng biết lúc nào, đã ngưng tụ ra gần trăm chuôi ngắn nhỏ cốt kiếm. Phi, cái kia thân ảnh kiều tiểu lần nữa hứ từng ngụm nước, lần này có thể thấy được nàng nước bọt từ đầu nón trụ cái cằm chỗ chỗ tổn hại phun ra. Sau đó nàng vung tay lên một cái, gần trăm chuôi đoạn kiếm hướng phía Tô Thị A Thập Lục điện xạ mà đi. Chiêu này, đã từng là ta tha thiết ước mơ chiêu thức A. Tống Thư Hàng cảm thán nói. Vung tay lên một cái, mấy trăm chuôi bảo kiếm bay múa, ngự kiếm công thay. Dưới phi kiếm, trong lúc nói cười tường lỗ hôi phi yên diệt, hạng gì soái khí. Thiên đao táng tinh hà, Tô Thị A Thập Lục hai tay cầm đao, nhẹ nhàng vung xuống. Phía sau nàng đầu kia lôi long, bám vào bảo đao bên trên, theo đao chém ra. Lôi long gào thét, một đao kia là đế vương chi đao. Tại lôi long đao khí sau lưng, là một đầu sán lạn tinh hà hư ảnh. Một đao kia, là A Thập Lục căn cứ Tô Thị A Thất Thiên đao táng tinh hải cải biên thấp phối bản. Nhưng phối hợp lôi long, tăng thêm nàng tự thân cường hoành đao ý, một đao này uy lực vẫn như cũ thế không thể đỡ. Thiên đao táng tinh hà triển ép mà đến, cái kia thân ảnh kiều tiểu trăm viên cốt kiếm, tại đao khí dòng lũ bên dưới, bị nghiền ép vỡ nát. Lôi long đao khí dư thế không giảm, đánh vào cái kia thân ảnh kiều tiểu bên trên. Tiếng nổ mạnh vang lên, đưa nàng thôn phệ. Một lát sau, chướng mắt bạo tạc quang huy bên trong, có một bóng người bị ném đi ra, hướng Tống Thư Hàng rơi tới. Tống Thư Hàng vô ý thức đưa tay vừa tiếp xúc với, đưa nàng tiếp được. Nhẹ nhàng quá, phảng phất không có một chút trọng lượng. Đạo thân ảnh này mềm mại không xương, mềm nhũn treo ở Tống Thư Hàng trên cánh tay. Đông, tổn hại còn sót lại mũ giáp rơi xuống, lộ ra một đầu ám bạc tóc ngắn, cùng một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ. A Thập Lục, Tống Thư Hàng nhìn qua trương này khuôn mặt nhỏ, sửng sốt nửa ngày. Trên thế giới này, không có hai chiếc lá cây giống nhau hoàn toàn, đồng dạng không có hai cái hoàn toàn giống nhau người. Mà trong tay cái này thân ảnh kiều tiểu, ngoại trừ màu tóc bên ngoài. Cùng Tô Thị A Thập Lục hoàn toàn không có chút nào khác nhau. Phảng phất là cùng A Thập Lục từ cùng cái trong khuôn khắc đi ra. Là tâm ma hóa thân, Tống Thư Hàng trong đầu, lập tức nhớ tới Vũ Nhu Tử cô nương nghiên cứu ra được kỳ hoa hóa thân. Không đúng không đúng, tâm ma hóa thân đều là da đen, mà bây giờ treo ở trên cánh tay của hắn tóc bạc A Thập Lục, da thịt như tuyết, thổi phá có thể đánh. Không phải, sau lưng, Bạch Long tỉ tỉ chậm rãi nói, đây cũng là Tô Thị A Thập Lục. Tống Thư Hàng. Một lát sau, Tống Thư Hàng, A Thập Lục. Đầu năm nay, đại lão nhóm đều tại lưu hành làm cái đi ra. Bạch tiền bối, sở các chủ, béo cầu đại lão, ban văn long. Tống Thư Hàng bản thân đã từng cũng có một cái, bất quá về sau bị bạch tiền bối chỉnh thành phân thân. Đợi đã, có cái vấn đề lớn. Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đã đây là Tô Thị A Thập Lục, cái kia thân hình của nàng. Không rồi cùng Tô Thị A Thập Lục giống nhau như đúc sao. Vậy ta trước đó nói cằn cỗi dáng người, không phải đem A Thập Lục cũng mang vào rồi. Nhanh mồm nhanh miệng quá bi ai. Ta phải nghĩ biện pháp bổ túc một chút. Tỷ như A Thập Lục, kỳ thật ngươi còn có rất lớn trưởng thành không gian. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, nơi xa, Tô Thị A Thập Lục xách đao, chậm rãi tới gần. Nên xử lý như thế nào nàng? Tống Thư Hàng nhìn qua treo ở trên cánh tay Tô Thị A Thập Lục, hỏi. Đã kết thúc, Tô Thị A Thập Lục lắc đầu, nói khẽ. Thứ gì phải kết thúc rồi? Đây chính là về sau để ngươi quyết định một lần nữa sống tiếp người sao, A Thập Lục. Trên cánh tay Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục đột nhiên lên tiếng nói.
Nàng mềm mại không xương thân thể một lần nữa chậm rãi nâng lên, hai mắt cùng Tống Thư Hàng ánh mắt nhìn thẳng. Tống Thư Hàng có thể cảm nhận được hô hấp của nàng khí tức. Ta vẫn luôn muốn sống sót, chỉ là có đoạn thời gian, thoáng có chút thung lũng kỳ mà thôi, cũng không phải là như ngươi nghĩ. Tô Thị A Thập Lục nói. A Thập Lục một mực chằm chằm vào Tống Thư Hàng, tựa như là muốn đem hắn bộ dáng khắc họa đến trong đầu bình thường dạng. Mấy tức về sau, Tống Thư Hàng nhìn thấy A Thập Lục con ngươi bắt đầu khuếch tán, con mắt của nàng đã mất đi tiêu cự. Mù! Ta cái gì cũng không làm A. Cuối cùng có thể nhìn thấy ngươi thật tốt. A Thập Lục đột nhiên ôn nhu nói, nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Tống Thư Hàng gương mặt. Đột nhiên xuất hiện ôn nhu, khiến cho Tống Thư Hàng cũng không biết muốn thế nào đáp lại. Dù sao, trong tay đây là A Thập Lục, mà không phải Tô Thị A Thập Lục. Cả hai mặc dù lớn lên gần như giống nhau, nhưng vẫn là có khác biệt. Đồng thời, Tô Thị A Thập Lục liền đứng ở đối diện, trong tay dẫn theo sắc bén bản mệnh bảo đao. Đây là mất mạng đề. Tống Thư Hàng cảm giác mình tuyệt đối không thể trở về ứng A Thập Lục ôn nhu. Bộ dạng này, lần sau nếu như còn có thể nhìn thấy ngươi, ta có thể nghĩ biện pháp xử lý ngươi trước. A Thập Lục tiếp tục ôn nhu nói. Tống Thư Hàng, ta đã làm sai điều gì? Liền không thể cho cái hối lỗi sửa sai cơ hội. Tô Thị A Thập Lục nói xong, liền tắt thở. Thân hình của nàng một lần nữa ngã xuống, mềm mại không xương treo ở Tống Thư Hàng hai tay ở giữa. Sinh mệnh khí tức dần dần tiêu tán. Chết rồi. Cả cái quá trình đơn giản tựa như là mộng ảo đồng dạng, nội dung cốt truyện nhảy vọt. Tống Thư Hàng một mặt mộng ép nhìn qua Tô Thị A Thập Lục. Tô Thị A Thập Lục vẫy tay, cái kia đính bổng cầu mạo tử từ Hà Long thần hành chiến xa trên rớt xuống, nàng tiếp được mũ, đội ở trên đầu đem tiểu long giác che khuất. Lúc đầu ta nghĩ tận lực tránh đi ngươi, không muốn để cho ngươi thấy một màn này. Tô Thị A Thập Lục thở dài. Nghe nàng ngữ khí, loại chuyện này đã không chỉ lần thứ nhất phát sinh rồi. Kết hợp với Bạch Long tỷ tỷ trước đó phản ứng. A Thập Lục trước đó, liền gặp gỡ qua A Thập Lục. Không có việc gì, mỗi người đều có bí mật nhỏ của mình. Mà những thứ này bí mật nhỏ coi như ẩn tàng cho dù tốt, một ngày nào đó cũng sẽ bị người phát hiện, khác nhau chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Tống Thư Hàng lên tiếng an ủi, sở dĩ. Đã một màn này sớm muộn sẽ bị ta nhìn thấy, xem sớm đến cùng xem trễ đến kỳ thật không khác nhau nhiều lắm. Yên tâm, ta hiện tại tâm đặc biệt lớn, sự tình gì đều có thể tiếp nhận. Dù sao cũng là chết nhiều lần như vậy nam nhân, chết nhiều, cái gì đều có thể nghĩ thoáng. Tâm ma xích tiêu kiếm nhịn không được nói. Công đức xà mỹ nhân, ta thật sự còn muốn sống thêm 500 năm. Tống Thư Hàng trở tay chính là hai cái dưỡng đao thuật, một cái đưa xích tiêu kiếm. Một cái đưa công đức xả mỹ nhân. A sảng khoái xích tiêu kiếm tiền bối điềm nhiên hỏi. Công đức xả mỹ nhân bị một chút về sau, thè lưỡi, lập tức rụt trở về. Tô Thị A Thập Lục dở khóc dở cười, nguyên bản nghiêm túc khuôn mặt nhỏ đều không thể lại bảo trì. Kỳ thật cũng không phải bí mật gì sự tình, chỉ là. Liền xem như ta, cũng hầu như nghĩ hết lượng đem mặt tốt hiện ra cho ngươi xem. Sau đó có một số việc, tổng là không hy vọng bị ngươi thấy. Tô Thị A Thập Lục nói. Tống Thư Hàng trong lòng ấm áp, hắn một tay kẹp lấy A Thập Lục, duỗi ra một cái tay khác, nhẹ nhàng đưa nàng trên đầu mũ lưỡi chai mang tốt, hừm, vậy hôm nay sự tình, ta không thấy gì cả. Tô Thị A Thập Lục nguyên bản thoảng qua có chút trầm nặng tâm tình, tan thành mây khói. Bạch Long tỉ tỉ trở lại A Thập Lục sau lưng, đừng làm quái, Thư Hàng. Đem trong tay A Thập Lục đưa qua. Tống Thư Hàng đưa tay, đem A Thập Lục đưa lên. Bạch Long tỉ tỉ lại đối Tô Thị A Thập Lục nói, ta hiệp trợ ngươi. Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng gật đầu. Sau một khắc, sau lưng nàng có một loại giống như chân thực huyễn tượng không gian triển khai. Một cái xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa không gian, tựa như là hạch tâm thế giới cùng chân thực huyễn tượng hợp thể. Ở cái này không gian bên trong, có thể nhìn thấy một đầu mãnh liệt thiên hà. Tống Thư Hàng vừa nhìn thấy cái này không gian lúc. Theo bản năng ngay tại trong đầu đưa nó cùng thiên hà Tô Thị liên hệ tới. Đây là thiên hà Tô Thị thủ đoạn nào đó. Tô Thị A Thập Lục vẫy tay, từ nơi này mãnh liệt thiên hà bên trong có một đầu quan tài thủy tinh nổi lên. Bạch Long tỉ tỉ cái đuôi vỗ, đem quan tài thủy tinh mở ra. Tô Thị A Thập Lục tiếp nhận A Thập Lục thân thể, thận trọng đưa nàng chứa vào đến quan tài thủy tinh bên trong.
Bạch Long tỉ tỉ nắm lên quan tài thủy tinh, đưa nó một lần nữa đưa về đến cái kia thiên hà không gian bên trong đi. Hư ảo lại chân thực thiên hà không gian khép lại, biến mất không thấy gì nữa. Tô Thị A Thập Lục đột nhiên bắt đầu kịch liệt hô hấp, trong cơ thể nàng linh lực kịch liệt tiêu hao. Nhưng một lát sau, linh lực của nàng lại bắt đầu chậm rãi khôi phục. Càng quan trọng hơn là, trên người nàng sinh cơ, lộ vẻ càng thêm có sức sống. Liền ngay cả thực lực, giống như đều tăng lên một đoạn. Là lúc trước tứ phẩm thiên kiếp di chứng sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Hắn kết hợp A Thập Lục, còn có A Thập Lục phía sau xuất hiện thiên hà thế giới, lại thêm A Thập Lục vừa rồi trên người tỏa sáng tân sinh cơ, làm ra suy đoán. Lúc trước A Thập Lục thiên kiếp thương thế cực nặng, không chỉ có là nhục thân bị hao tổn, thậm chí ngay cả hồn phách đều chịu đến thiên kiếp tổn thương. Tống Thư Hàng mới vừa gặp nàng lúc, A Thập Lục chính mình cũng cho là mình đã không cứu nổi. Đến cuối cùng, Tô Thị A Thất mang theo nàng về thiên hà Tô Thị, lại từ Tống Thư Hàng cái kia lấy được long cốt khô đằng, để A Thập Lục tiến hành đánh cược lần cuối. Lại hoặc là, đây là Bạch Long tỷ tỷ nôi. Tô Thị A Thập Lục gật đầu nói, cái kia phương pháp cuối cùng là một loại đưa tử địa mà hậu sinh phục sinh chi pháp, cũng là một loại thí luyện. Là chỉ có Tô Thị lấy con số làm tên thành viên, có thể tiến hành cuối cùng thí luyện. Những thứ này A Thập Lục, chính là thí luyện nội dung. Tống Thư Hàng hỏi, đưa các nàng đánh ngã, giả bộ nhập quan tài thủy tinh bên trong. Sau đó, các nàng sẽ còn liên tục không ngừng xuất hiện sao? Không sai biệt lắm, Tô Thị A Thập Lục nói kỹ lưỡng hơn thí luyện nội dung, chỉ có thiên hà Tô Thị thành viên mới có thể có biết. Nàng trước mắt không thể nhiều lời. Ngoại nhân không thể nhúng tay. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, liền không thể trước hết để cho hắn đem đánh cái gần chết, lại từ A Thập Lục xuất thủ. Nếu như không ngoại nhân nhúng tay, thí luyện hiệu quả sẽ tốt hơn. A Thập Lục nhẹ giọng trả lời. Vậy là tốt rồi, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Cụ thể thí luyện khẳng định là thiên hà Tô Thị cơ mật, hắn không tiện hỏi nhiều. Bất quá, đã ngoại nhân có thể nhúng tay, thao tác không gian liền rất lớn. Cứ như vậy, chỉ ít không cần quá lo lắng Tô Thị A Thập Lục tại thí luyện xa sút bại, xảy ra bất trắc. Đừng lo lắng, coi như thất bại, ta cũng sẽ không biến mất. A Thập Lục liếc mắt liền nhìn ra Tống Thư Hàng lo lắng, lên tiếng an ủi. Tống Thư Hàng, nói cái gì ngốc lời nói, tuy nói thất bại chính là mẹ của thành công, thắng bại là chuyện thường binh ra. Nhưng chúng ta mục tiêu là... Không có sâu răng, tâm ma xích tiêu kiếm thử đáp. Đừng đoạt lời kịch, Tống Thư Hàng trở tay chính là một chiêu dưỡng đao thuật, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối quá ra, hắn bắt đầu có chút hoài niệm đáng tin xích tiêu kiếm tiền bối bản thể. Bạch Long tỷ tỷ. Mặt khác, tại biết có thất bại phong hiểm trước đó, chúng ta cần phải làm là đem phong hiểm xuống đến thấp nhất, tốt nhất có thể thêm mấy tầng bảo hiểm, cự tuyệt thất bại phong hiểm. Chí ít, tại thất bại tiến đến trước, chúng ta muốn bảo trụ dục hỏa trọng sinh vốn liếng. Tống Thư Hàng ôn nhu nói. Dứt lời, hắn tay lấy ra tiểu trang giấy, nhẹ nhàng đưa nó nhét vào Tô Thị A Thập Lục trong bàn tay nhỏ, lúc đầu chuẩn bị trước đem công tử hải ba bộ kiện làm kiện thứ nhất lễ vật cho ngươi. Nhưng bây giờ, ta thay đổi chủ ý. Kiện thứ nhất lễ vật, liền đổi thành cái này đi. Tô Thị A Thập Lục vươn ra tay nhỏ, nhìn về phía lòng bàn tay trương này. Giấy nhỏ góc trái trên cùng, có hai cái cùng loại dấu ngón tay đường vân, nhìn kỹ phía dưới có thể nhìn thấy hai cái vân tay ấn bên trong các ẩn dấu đi một tôn cường giả tuyệt thế thân ảnh. Bên trái là hất lên cái chăn co lại thành một đoàn cái gì đều có thể bán đại lão. Bên phải là hất lên cái chăn co lại thành một cầu cái gì hàng đều có tiên tử. Trang giấy trên dùng viễn cổ ngôn ngữ lít nha lít nhít viết đầy một tờ hợp đồng nội dung. Đây là tới tự cái gì đều có thể bán đại lão cùng hắn khả ái đệ tử cái gì hàng đều có tiên tử hợp lực khai thác mới hạng mục bảo hiểm vụ bảo khoán. Tay cầm chương này bảo khoán, liền là vì mua cái gì đều có thể bán đại lão cùng cái gì hàng đều có tiên tử một lần viễn trình không gian viện trợ phục vụ. Vô luận thân ngươi ở phương nào, chỉ cần ngươi gặp gỡ nguy hiểm tính mạng, hai vị cái chăn cường giả trí tôn đều có thể trước tiên thông qua bảo khoán cảm ứng được. Sau đó, hắn cùng nàng sẽ xem nguy hiểm đẳng cấp khác biệt, phân công xuất thủ tương trợ, vượt không gian vớt người. Đây là tính giá so có thể so với phục sinh pháp khí mua bán. Đặc biệt là lục phẩm phía trên tu sĩ. Lục phẩm là một cái đường ranh giới, đạt tới lục phẩm sau tu sĩ hồn phách đều sẽ tiến hành một lần thăng hoa. Phổ thông phục sinh pháp khí,
đối bọn hắn liền không cách nào lại sinh ra hiệu quả. Phục sinh kim tệ, phục sinh thập tự giá loại hình, đều chỉ có thể sử dụng tại ngũ phẩm cùng ngũ phẩm trở xuống tu sĩ trên người, đối chân quân vô hiệu. Lục phẩm chân quân muốn phục sinh, nhất định phải mượn nhờ khổng lồ đại trận, tăng thêm phức tạp chương trình, cũng phối hợp đại lượng chân quý tài nguyên, linh mạch, lại thêm số lượng khổng lồ linh thạch kích hoạt. Càng quan trọng hơn là, lục phẩm chân quân phục sinh thủ đoạn, cần khóa lại. Một khi khóa lại, không cách nào lại chuyển tay hắn người. Cái này gia tăng thật lớn lục phẩm trở lên phục sinh thủ đoạn hai lần chuyển tay độ khó. Tóm lại, chân quân phục sinh vô cùng phức tạp, cần thiết đại giới càng là ngũ phẩm phục sinh thủ đoạn gấp trăm ngàn lần trở lên. Sở dĩ cái gì đều có thể bán đại lão suy tư nhiều năm, đẩy ra cái này bảo hiểm cứu viện phục vụ. Cất kỹ hắn, có hắn tại, coi như gặp gỡ phổ thông cửu phẩm cấp nguy hiểm, cũng có thể có cái bảo đảm. Tống Thư Hàng nói khẽ, sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Tô Thị A Thập Lục ôm vào trong ngực, lại lặng lẽ không để lại dấu vết đưa nàng nâng. Nhẹ nhàng quá, quả nhiên A Thập Lục bản thể cũng tốt nhẹ, bất quá so với A Thập Lục đến, phải có phân lượng nhiều. Ân, những thời giờ này hắn muốn khổ luyện Hà Chỉ Ma Đế Tiên Chủ kỹ xảo. Quá gầy, đến bồi bổ, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Thừa dịp năm nay tham gia Thiên Hà Tô Thị Niên hội trước, tranh thủ cho nàng bổ sung điểm dinh dưỡng. Bạch Long tỉ tỉ khóe miệng co giật, Tống Thư Hàng ra hỏa này, tại nhỏ giọng lầm bầm cái gì. Hắn sẽ không lại đem lời trong lòng cho niệm đi ra đi. Tô Thị A Thập Lục. Thú tu giới nhóm người nhiễm bệnh, như trước đang từng đám truyền tống tới. Hậu kỳ truyền tống tới được nhóm người nhiễm bệnh, bệnh tình muốn thoáng nhẹ một chút, trên cơ bản còn duy trì một số lý trí. Bọn hắn hiện thân về sau. Ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ giống trên một hai cuống họng bên ngoài, cũng không nháo sự. Kể từ đó, Tống Thư Hàng cũng không cần đối bọn hắn tiến hành mang thai uy hiếp. Hiện tại, cả cái tịnh hóa cửu u tà năng quá trình, đã không cần Tống Thư Hàng đi tham dự. Từng đám người lây bệnh rơi vào công đức điện, sau đó cái kia đóa hoa sen hình chiếu sẽ chủ động đem sợi rễ vào đi, dừng lại mãnh liệt rút, đem người lây bệnh nhóm rút thành người khô. Cuối cùng, hạch tâm tiểu trợ thủ sẽ chủ động đem những thứ này khôi phục bệnh hoạn đưa về hiện thế. Toàn tự động dây chuyền sản xuất thao tác. Kim sắc Hà Long thần hành chiến xa từ không trung hạ xuống, Tô Thị A Thập Lục tính tọa trong đó, nhắm mắt ngồi xuống minh tưởng. Mỗi lần đem một tôn A Thập Lục thu về sau, thực lực của nàng cảnh giới, linh lực sinh mệnh lực, sẽ toàn diện dâng lên. Sở dĩ phải cần một khoảng thời gian minh tưởng ngồi xuống, đến thích ứng thân thể biến hóa. Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, cho Điền Thiên đảo chủ phát đầu nói chuyện riêng tin tức, mời Điền Thiên tiền bối hỗ trợ chiếu cố một chút bị hắn không cẩn thận quên ở trên đảo bảo đao phách toái cùng. Đệ tử Sở Sở. Ngoại trừ phách toái đao bên ngoài, Sở Sở bởi vì tại phòng bếp hỗ trợ, cũng bị Tống Thư Hàng quên tại Điền Thiên đảo. Có đôi khi làm sự tình, gấp không được. Quính lên cũng dễ dàng ném đồ vật. Thu hồi điện thoại về sau. Tống Thư Hàng lại nhìn phía bận rộn bên trong Thanh Loan Tiên Tử. Cùng hắn bên này toàn tự động dây chuyền sản xuất thao tác khác biệt, Thanh Loan Tiên Tử mỗi lần đem người lây bệnh chuyển di tới, lại đem chữa trị bệnh nhân quay lại thú tu giới, đều cần dùng tay thao tác. Mặc dù bận rộn, nhưng Thanh Loan Tiên Tử khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, lấy ra cái kia quyển Thánh Viên Long Lực Thần Công lật xem. Hắn bây giờ chân thực cảnh giới vì lục phẩm. Thánh viên số lượng là 42 con, thứ 43 con thánh viên tùy thời muốn thành hình. Chờ lần này để hạch tâm thế giới hút no bụng năng nguyên, trả lại đầy đủ năng lượng về sau, dự tính thánh viên số lượng có thể tăng lên tới 44 con tả hữu. Lúc đầu trên người hắn thánh viên số lượng còn có thể lại tăng thêm một số, nhưng hắn tu luyện thánh viên long lực thần công dừng bước tại quyển thứ 5, không có lục phẩm cấp công pháp không đuổi theo, ảnh hưởng đến thánh viên hiệu quả. Dự tính chờ hắn nắm giữ quyển thứ 6 thánh viên long lực thần công về sau, thánh viên số lượng còn có thể tăng lên một đoạn. Tống Thư Hàng hoa khai công pháp quyển trục, tinh tế lật xem. Án lấy thánh viên long lực thần công ghi chép, dưới tình huống bình thường, thú tu giới phổ thông thú tu tại ngũ phẩm cảnh giới lúc, có thể có được khoảng 10 con thánh viên số lượng, liền tiếp cận thân thể cực hạn. Chỉ có số ít tố chất thân thể đặc thù thần thú huyết mạch, mới có thể tại ngũ phẩm lúc đã đột phá 10 con số lượng hạn chế. Nguyên lai ta tại ngũ phẩm lúc liền có được gần 40 con thánh viên, đã phi thường lợi hại. Tống Thư Hàng bởi vì bạch tiền bối ảnh hưởng,
luôn cảm giác thánh viên số lượng hẳn là phải giống như quân đội đồng dạng nhiều lúc ấy. Bạch tiền bối sau lưng thánh viên số lượng, cao đạt 12.345 con, vậy thì thật là như quân đội đồng dạng chỉnh chỉnh tề tề số lượng. Lúc đầu bạch tiền bối có 12.346 con thánh viên, vì bảo trì số lượng trình tự, hắn đưa một đầu cho Tống Thư Hàng. Một đầu hỗn tại đại lão trong đống manh tân, cả ngày tại đại lão nhóm thiên uy bên dưới, run lẩy bẩy. Bởi vì cùng đại lão nhóm so ra, hắn chẳng phải là cái gì đều không đủ. Cái này manh tân vô luận như thế nào cố gắng, cũng còn không kịp nổi đại lão một cái số lẻ, thế là càng phát ra cảm giác tự thân nhỏ bé. Tống Thư Hàng tiếp tục lật xem tiếp. Tại thú tu giới bên trong, ngũ phẩm thú tu cực hạn là 10 con, lục phẩm lúc thánh viên số lượng cực hạn thì ước là 30 con, thất phẩm lúc cực hạn ước chừng tại khoảng 70 con. Mà muốn đột phá 100 con thánh viên số lượng, ít nhất phải đạt tới bát phẩm huyền thánh cảnh giới. Đương nhiên, số liệu này chỉ là một cái số bình quân, cũng không đại biểu hết thảy. Bất quá, tại thú tu giới cái này lấy võ tu đường đi là chủ yếu tu luyện thủ đoạn thế giới bên trong, song phương giao thủ trước khoa tay một chút đỉnh đầu thánh viên số lượng, là rất lưu hành sự. Hắc, gia hỏa này thánh viên số lượng chỉ có 12 con, mà ta có 20 con số lượng, từ thể chất phương diện ta đủ để nghiền ép hắn. Trừ phi hắn có nghịch thiên tu vi võ học, nếu không trận chiến đấu này, ta ổn. Vị tiền bối này đỉnh đầu thánh viên số lượng, lại nhưng đạt đến kinh khủng 60 con, ta chỉ có 32 con số lượng, kém xa hắn. Cái này, vị này không có tiếng tăm gì nam nhân, đỉnh đầu lại có 100 con thánh viên, hắn là một vị huyền thánh tiền bối. Không sai biệt lắm chính là loại cảm giác này. Mặc dù nói thánh viên số lượng không đồng nhất đại biểu hết thảy, bát phẩm huyền thánh không dụng tâm tu luyện thánh viên long lực thần công, khả năng chỉ có mười mấy, 20 con thánh viên. Nhưng ở thú tu giới tôi thể võ tu trong suy nghĩ, khoa tay thánh viên hư ảnh số lượng, đã thành một loại mốt. Tống Thư Hàng chậm rãi đem thánh viên long lực thần công quyển thứ 6 xem hết, lại tại trong đầu cắt tỉa một lần. Hắn người mang nho ra kim cương thân, lại lấy được nho ra thánh nhân tu luyện nho ra kim cương thân lúc cảm ngộ, ấn chứng với nhau phía dưới, đối với thánh viên long lực thần công lý giải cũng rất nhanh. Thu hồi công pháp quyển trục, Tống Thư Hàng lấy ra long viên đan. Liền nuốt hai cái. Sau đó, hắn ngay tại chỗ dành thời gian, bắt đầu tu luyện thánh viên long lực thần công khó được, chân chính bát phẩm cao thủ Thanh Loan tiên tử ngay tại hiện trường, hắn đương nhiên phải nắm chặt thời gian làm quen một chút thần công quyển thứ 6. Vạn nhất trong tu luyện gặp gỡ cái gì nghi hoặc chỗ, có thể lập tức hướng Thanh Loan tiên tử thỉnh giáo, giải hoặc. Thánh viên long lực thần công tầng thứ 6, tu luyện cơ hồ nước chảy thành sông, hoàn toàn không có đóng thẻ bình cảnh cảm giác. Thân thể của hắn, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến quyển thứ 6 công pháp dẫn lưu. Nho ra kim cương thân cùng biến dị cương thủ đồng thời phát ra cộng minh thanh âm. Tống Thư Hàng thân thể, nhiễm lên màu đen kịt. Nho ra hạo nhiên chính khí quấn quanh ở trên người hắn, mơ hồ vì hắn nhiễm lên tầng một thư sinh khí chất. Sau lưng hắn, một đầu lớn thánh viên dẫn đầu 41 con tiểu thánh viên hiện thân. Đại thánh viên thuần thục lật ra nho ra kinh văn. Bất quá lần này, hắn không có bắt đầu niệm tụng, mà là chờ đợi cái gì. Hơn 10 phút sau, tại thánh viên phương trận cuối cùng, có một con tân sinh tiểu thánh viên hư ảnh chậm rãi sinh ra. Tân sinh tiểu thánh viên hư ảnh trong tay trống rỗng, không có xứng đôi nho ra kinh văn, trên người cũng trần trùng trục, cái gì cũng không có mặc. Lúc này, đại thánh viên viên thân thể chấn động, lật ra kinh văn bắt đầu lớn tiếng ngâm tụng. Cái kia 41 con tiểu thánh viên. Lập tức đi theo lớn thánh viên bắt đầu niệm tụng. Theo kinh văn niệm tụng âm thanh, giữa thiên địa chính khí liên tục không ngừng tụ tập, tại Tống Thư Hàng bên người tạo thành dị tượng. Có tiếng chuông, có kinh văn tự phù, có nước chảy tiếng đàn. Quấn quanh lấy Tống Thư Hàng thân thể nho ra chính khí cùng ngâm tụng tiếng cộng minh, chuyển hóa thành một quyển nho ra kinh văn, rơi vào đến tiểu thánh viên trong tay. Tiểu thánh viên nâng lên kinh văn, một mặt trang nghiêm. Lại có hạo nhiên chính khí khoác trên người nó, hóa ra một thân nho sam. Tiểu thánh viên tinh thần vô cùng phấn chấn, trên người gia nhập nho gia thánh viên sướng ca đoàn, gia nhập đại gia đình này. Tại một mảnh thần thánh mà trang nghiêm thánh ngâm bên trong, Tống Thư Hàng thể chất lại trưởng thành một đoạn. Cách đó không xa, Thanh Loan tiên tử hơi há ra cái miệng nhỏ nhắn, nhưng lại không biết muốn thế nào đánh giá Tống Thư Hàng tiến hóa quá trình.
Đồng dạng là luyện thánh viên long lực thần công, bá Tống Huyền Thánh luyện ra được hầu tử, ngạnh sinh sinh muốn so người khác nhiều một chút công năng, cá nhân đặc sắc hết sức rõ ràng. Tống Thư Hàng mở to mắt, nhẹ nhàng nắm đấm, đen kịt biến dị cương thủ nắm chắc quyền thời điểm, phát ra máy móc kim loại ma sát âm thanh, tràn đầy lực lượng cảm giác. Tống Thư Hàng cảm giác mình nếu như tiến vào zombie thế giới, khẳng định vô cùng an toàn. Lấy zombie cái kia yếu ớt, căn bản không cắn nổi hắn biến dị cương thủ đen kịt làn da. Tiếp đó, Tống Thư Hàng lại tại nguyên địa tiến hành nhảy vọt, sau đó cấp tốc vừa đi vừa về trở lại chạy, dừng lại, huy quyền các loại hạng mục, đến khảo thí bản thân mới tăng lên công pháp uy lực. Cuối cùng hắn lấy một bộ kim cương cơ sở quyền pháp kết thúc công việc. Lần trước cùng cái gì hàng đều có tiên tử giao dịch, vốn là muốn đổi một bộ anh tuấn quyền pháp hoặc là đao kỹ tới, kết quả cuối cùng đổi về chính là nghịch lân đao pháp bản đầy đủ, chỉ là bù đắp công pháp của mình, không có nắm giữ kỹ năng mới. Hắn hiện tại người mang ba bộ đỉnh tiêm công pháp tôi luyện thân thể, nếu như không đi tu luyện một bộ xứng đôi cận thân công kích chi pháp, luôn cảm giác phi thường lãng phí công pháp tôi luyện thân thể mang tới chiến lực. Lần này đi nho ra thời điểm, hy vọng có thể có cơ hội tập được một chiêu nửa thức, tốt nhất là cường lực điểm cận thân công phạt thủ đoạn, tốt phát huy ra hắn một thân tôi thể thần công hiệu quả. Một quyền cơ sở quyền pháp sau khi kết thúc, Tống Thư Hàng lại nhẹ nhàng nhảy, hướng Thanh Loan tiên tử vị trí bước đi. Từ Thánh Viên Long Lực Thần Công quyển thứ 5 tiến vào quyển thứ 6 lúc, hắn có loại nước chảy thành sông cảm giác. Bất quá quyển thứ 6 tu luyện một chuyến xuống tới, trong lòng của hắn có mấy cái nghi ngờ địa phương, chuẩn bị hướng Thanh Loan tiên tử thỉnh giáo một chút. Trên thực tế hắn tu luyện thứ 1 năm quyển Thánh Viên Long Lực Thần Công lúc, cũng tích lũy một số nghi hoặc. Chỉ là tại Tống Thư Hàng bên người ngoại trừ Bạch Tiền Bối bên ngoài, không còn vị tiền bối nào tu luyện Thánh Viên Long Lực Thần Công. Mà mỗi lần liên hệ Bạch Tiền Bối lúc, bình thường đều có càng trọng đại sự tình cần xin giúp đỡ. Dần ra, những thứ này nghi hoặc nhỏ một mực lưu tại Tống Thư Hàng trong lòng. Thanh Loan tiên tử nhìn thấy đen kịt Tống Thư Hàng khi đi tới, mỉm cười, bá Tống đạo hữu có cái gì nghi hoặc sao? Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, tại tu luyện Thánh Viên Long Lực Thần Công lúc, trong nội tâm của ta có mấy cái vấn đề nhỏ, không biết Thanh Loan tiên tử có thể vì ta giải hoặc một phen. Thanh Loan tiên tử, bá Tống đạo hữu thỉnh giảng. Vậy ta liền không khách khí á. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, đem bản thân từ tu luyện Thánh Viên Long Lực Thần Công quyển 1, lên tích lũy vấn đề, liệt tốt danh sách, từ đầu hỏi đuôi đặt câu hỏi đi ra. Thanh Loan tiên tử nghe xong Tống Thư Hàng cái này một danh sách vấn đề về sau, cười hỏi ngược lại, bá Tống đạo hữu Thánh Viên Long Lực Thần Công, đều là tự học. Không sai biệt lắm. Tống Thư Hàng gật đầu trả lời năm vị trí đầu quyển công pháp, là hắn từ lông trắng thú tu cái kia lấy được. Nói đến, cái kia lông trắng thú tu bị công đức xà mỹ nhân phì kình nuốt vào, làm đồ chơi đồng dạng phun ra nuốt vào sau một thời gian ngắn. Liền biến mất không được, quay đầu phải hỏi một chút công đức xà mỹ nhân, cái kia lông trắng thú tu đến cùng là bị tiêu hóa, vẫn là bị chuyển rời đến địa phương nào. Nhớ tới công đức phì kình nuốt lông trắng thú tu sự tình lúc. Tống Thư Hàng liền lại nghĩ tới một chuyện khác, công đức xà mỹ nhân trước kia có biểu diễn khẩu nuốt xích tiêu kiếm tiền bối yêu thích, nhưng từ khi xích tiêu kiếm tiền bối bị xích tiêu tử đạo trưởng mang đi, đổi thành vỏ kiếm, về sau lại đổi thành tâm ma xích tiêu kiếm về sau, nàng liền rốt cuộc không có biểu diễn qua nuốt kiếm. Phụ thuộc tính đi lên giảng, có thể là tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối không phù hợp khẩu vị của nàng. Dù sao, tâm ma loại vật này cùng công đức là tương khắc. Nếu như tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối thật sự bị nàng nuốt vào, nói không chừng thật sự sẽ bị tiêu hóa sạch sẽ. Hiện tại vấn đề là, vạn nhất ngày nào, công đức xà mỹ nhân đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn biểu diễn bản thân nuốt kiếm kỹ thuật, nàng muốn nuốt cái gì mới tốt? Trung Yên Thánh Kiếm khẳng định không được, quá dài, quá lớn, căn bản không có khả năng nuốt vào. Tống Thư Hàng trong đầu hiển hiện một cái to gan ý nghĩ. Sở dĩ, muốn hay không đề nghị công đức xà mỹ nhân đi nuốt tạo hóa tiên tử đi. Những vấn đề này, đều là tu luyện Thánh Viên Long Lực Thần Công đạo hữu thường xuyên sẽ hỏi lên vấn đề, cho ta một chút xíu vì bá Tống đạo hữu giảng giải đi. Thanh Loan tiên tử trả lời. Bình thường tại thú tu giới, tu luyện Thánh Viên Long Lực Thần Công thời điểm, sư tôn đều sẽ đem những vấn đề này hướng các đệ tử giảng giải. Trừ phi là giã lộ. Bản thân đạt được Thánh Viên Long Lực Thần Công bộ phận truyền thừa, sau đó vùi đầu khổ tu. Thanh Loan tiên tử bắt đầu một chút xíu cho Tống Thư Hàng giảng giải, đồng thời trong tay nàng cũng không có dừng lại,
không ngừng đem thú tu giới người lây bệnh truyền tống tới, lại sẽ bị tịnh hóa hoàn thành thành viên chuyển rời về thú tu giới. Hậu kỳ truyền tống tới được người lây bệnh, cảm nhiễm chiều sâu một nhóm so một nhóm yếu, thần trí cũng đều rõ ràng hơn, càng phối hợp trị liệu. Tương đối mà nói, Tống Thư Hằng có thể rút ra đến cửu u tà năng số lượng cùng khối lượng, liền xuống hàng rất nhiều. Hắn tính toán, tiếp qua mười mấy tốp sau những cái kia người lây bệnh, đã có thể dựa vào bạch tiền bối cho dược dịch cùng chữa trị phương án làm dịu bệnh tình. Sở dĩ, lại hấp thu cái mười mấy 20 phê, hẳn là còn kém không nhiều lắm. Đồng thời, theo Thanh Loan tiên tử giảng giải, Tống Thư Hằng trong lòng đối với thánh viên long lực thần công nghi hoặc nhỏ, từng cái giải khai, đối công pháp lý giải khắc sâu hơn. Đường Thanh Loan tiên tử đem quyển 6 nghi hoặc toàn bộ giảng giải hoàn tất về sau, Tống Thư Hằng tâm niệm vừa động, trôi nổi tại đỉnh đầu thánh viên trong phương trận, lập tức nhiều hơn 5 cái mới thánh viên hư ảnh, đem thánh viên tổng số kéo đến 48 số lượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 140.